Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 86. Sức mạnh của mấy người Tiêu Phàm hoàn toàn bộc phát, đối mặt với hơn 1000 huyết thần quân, không còn có thể giữ lại chút nào, mấy người vừa đánh vừa lui, không dám ở một chỗ quá lâu. Một khi rơi vào trong vòng vây, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong mấy người, phải kể tới Huyết Vô Tuyệt thực lực yếu nhất, vẻn vẹn chỉ là lục biến chiến thần mà thôi, qua mấy lần giao phong, trên người hắn đã lưu lại không ít vết thương. Tất cả những việc này Tiêu Phàm đều để ở trong mắt, hắn muốn tận lực tới gần Huyết Vô Tuyệt, nhưng mà 6 chiến thần cảnh kia tất cả đều vây quanh hắn, căn bản không cho hắn có cơ hội cứu viện. Khốn kiếp, Thông Thiên Thần Huyết Đài thật đúng là bá đạo, thậm chí ngay cả tiểu thiên địa cũng bị phong tỏa. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng không thôi. Hắn có được tiểu thiên địa, vốn dĩ ở lúc mấu chốt có thể đưa người khác vào bên trong tiểu thiên địa, mà bây giờ, ngay cả tiểu thiên địa của mình hắn cũng không mở ra được. Thậm chí, ngay cả điều động sức mạnh trong tiểu thiên địa cũng không được. Cái này chẳng qua chỉ còn là một thiên thần pháp bảo bình thường mà thôi mà uy lực đã mạnh tới như này, nếu như là thiên thần pháp bảo cường đại hơn, chẳng phải là có khả năng cách xa vạn dặm giết người sao? Không được, trước tiên giải quyết 6 người này rồi tính, những bát biến chiến thần và thất biến chiến thần kia dễ dàng giết hơn nhiều. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn không muốn tiếp tục cùng bọn chúng kéo dài thế này, huyết thần quân thay nhau ra trận, cho dù có hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn. Dù là thần lực của Tiêu Phàm nhiều vô cùng, nhưng cũng không thể so với hơn ngàn huyết thần quân được, lại càng không cần phải nói đến những người khác. Cũng may Tu La Điện cùng các tu sĩ của cổ tộc khác đều được hắn đưa đi rồi, bằng không mà nói, bây giờ càng thêm bị động. Nhìn 6 người kia, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ tàn nhẫn, chỉ một thoáng, Tu La Thần Dực xuất hiện phía sau Tiêu Phàm, hai cánh một chém, cả người hóa thành một luồng ánh sáng, tới gần một người trong số đó. Có điều những người này rõ ràng đã phòng bị Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất tại chỗ, hai người vội vàng tới gần một người khác. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn so với Tiêu Phàm vẫn không thể bằng được, thời khắc bọn hắn khởi hành, Tiêu Phàm tựa như thuấn di, xuất hiện bên cạnh một người trong số đó. Sinh tử luân hồi, một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm hóa thân thành thần kiếm, bỗng nhiên xuyên qua lồng ngực người kia, sinh tử áo nghĩa đánh cho mệnh cách của kẻ kia vỡ nát. Tên thứ nhất, ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên một cái, lần nữa khóa chặt một người khác, cũng ngay lúc này, xung quanh lại xuất hiện thêm 7 bát biến chiến thần. Áp lực với Tiêu Phàm chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lớn. 1-2 cửu biến chiến thần đối với hắn căn bản không tạo thành uy hiếp, nhưng bây giờ còn những 5 người, đám người Kiếm La và Chiến Hoàng Thiên đều bị những huyết thần quân khác cuốn lấy, căn bản kéo không tới giúp được. Như vậy mà muốn giết ta sao? Còn người Tiêu Phàm lạnh lùng, những người này, rõ ràng tập trung lên người mình. Nghĩ đến việc này, Tiêu Phàm nhìn Huyết Vô Tuyệt ở đằng xa vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị bọn hắn giết chết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhanh chóng bay về phía xa, khi huyết thần quân nhìn thấy, còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn chạy trốn. Đuổi theo, trong đó một cửu biến chiến thần quát to, ba động áo nghĩa trên người Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là lục biến chiến thần mà thôi, có thể liên tiếp chém giết 5 cửu biến chiến thần, đã là rất biến thái rồi. Cho dù hắn là Tu La Điện chủ thì như thế nào chứ, chắc chắn cũng chịu không được tiêu hao từ bọn hắn. Nghĩ đến việc này, 3-4 người huyết thần quân bát biến chiến thần trở lên không chút do dự đuổi theo, mà huyết thần quân theo sau càng ngày càng nhiều. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, khóe miệng dương lên nở nụ cười quỷ dị, hắn cũng không phải chạy trốn, ngược lại chạy về nơi có nhiều huyết thần quân nhất. Những cường giả cửu biến chiến thần nhíu mày, không biết vì sao nhìn Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm muốn chạy trốn, theo lý thuyết phải chạy về nơi không có người chứ, nhưng hắn lại hoàn toàn làm ngược lại. Muốn dùng một đám tướng sĩ cấp thấp đến uy hiếp chúng ta sao? Trong đó một cửu biến chiến thần cực kỳ khinh thường nói. Hôm nay, Tu La Điện chủ bị chúng ta giết chắc rồi. Lại một người mở miệng nói. Chỉ cần hắn chết rồi, Phó Lãnh Chúa Đại Nhân tất nhiên sẽ ban thưởng lớn cho chúng ta. Giết chết Tu La Điện chủ. Tất nhiên là được công đầu, không bao lâu sau, chờ lãnh chúa trở về, chúng ta sẽ có thể thống nhất giới này, tới giới này trên vạn năm, ta đã có chút hoài niệm thượng giới. Một cường giả cửu biến chiến thần khác cười tủm tỉm mở miệng nói. Cũng ngay tại lúc này,
Cách đó không xa, Tiêu Phàm đột nhiên dừng thân lại, thần sắc hờ hững nhìn bọn hắn. Không chạy sao? Một người trong đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt hắn, Tiêu Phàm chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Chạy, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, bỗng nhiên, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào lên, sức mạnh của thân thể trong nháy mắt đã mạnh mẽ đến mức cực hạn. Chỉ thấy hắn đột nhiên chậm rãi vươn tay cánh tay ra, đưa ra một ngón tay, trên đầu ngón tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một điểm sáng màu đen. Tiểu tử, không phải ngươi muốn nói cho chúng ta biết, một ngón tay của ngươi có thể giết chết chúng ta đấy chứ? Một cửu biến chiến thần khác cười khẩy nói. Ha ha, những người khác cũng cười to không thôi, bọn hắn đều là cường giả cấp bậc bát biến chiến thần, làm sao mà một ngón tay của lục biến chiến thần có thể giết chết bọn họ? Cho dù là chiến thần đỉnh phong, bằng vào một ngón tay, cũng không thể nào giết chết bọn hắn. Nhưng mà vẻn vẹn một khoảnh khắc sau đó, thần sắc tất cả mọi người trong nháy mắt ngưng tụ, thậm chí lộ ra vẻ kinh hãi, một cảm giác tử vong quanh quẩn trong lòng, ý niệm đầu tiên trong lòng liền không ít người là chạy trốn. Cùng tiến lên, giết hắn. Một cửu biến chiến thần trong đó quát to, hắn giờ mới hiểu được, Tiêu Phàm là chuẩn bị động sát chiêu. Sắc mặt Tiêu Phàm hứng hờ, thúc giục thần lực trong cơ thể, một luồng khí tức hủy diệt mạnh mẽ từ trên người hắn khuấy động ra, hư không rung động ầm ầm, tựa như muốn vỡ nát. Nhìn kỹ, ở trên đầu ngón tay Tiêu Phàm, điểm sáng màu đen đang từ từ lớn lên, biến thành một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy xoay tròn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Mặc dù chỉ có chừng đầu ngón tay, nhưng khí tức tản phát ra, lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Bên ngoài mấy chục dặm, mấy người huyết vô tuyệt và chiến hoàng thiên, những tu sĩ huyết thần quân đang vây giết bọn hắn cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, lưng đám người đều trở nên phát lạnh. Lúc này, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một tiếng. Thần thông, ngự, vừa dứt lời, ngón tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ một thoáng, vòng xoáy màu đen đột nhiên biến lớn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt bao phủ chu vi 30. 40 dặm. Những nơi vòng xoáy màu đen đi qua, thiên địa trong nháy mắt lâm vào bên trong một vùng tăm tối, trở nên yên tĩnh lạ thường. Giờ khắc này, thiên địa không bất kỳ tiếng động gì, thậm chí ngay cả tất cả các tia sáng cũng đều biến mất. Nơi xa, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét vừa một quả trứng vịt, tất cả đều quên hết thảy, dường như thời không đều dừng lại. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, thiên địa cánh đó không xa kia dường như bị một lỗ đen cắn nuốt, hết thảy cũng không còn tồn tại. Sao, chuyện gì xảy ra vậy? Hồi lâu, rốt cục có người lấy lại tinh thần kêu lên sợ hãi, răng có chút run lên, bọn hắn không thể tin được tất cả những gì mình chứng kiến. Thiên địa đều bị thôn phệ rồi. Lại có người mở miệng, bọn hắn cảm giác tê cả da đầu, toàn thân đều có chút rùng mình. Giờ phút này, giữa thiên địa chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Đó chính là tĩnh. Mà lại không phải tĩnh lặng bình thường. Bên trong vòng xoáy màu đen kia, hoàn toàn tĩnh mịch, một đám huyết thần quân ra sức gào thét, nhưng mà thân thể của bọn hắn căn bản lại không thể đi ra. Thậm chí, bọn hắn muốn cử động cũng không thể, tựa như thân thể bị một luồng sức mạnh vô địch trói buộc. Thân thể Tiểu Phàm ở bên trong vòng xoáy thiên địa, dường như chúa tể của thiên địa, lạnh lùng nhìn tất cả bên trong. Cánh tay của hắn vẫn duy trì động tác lúc trước. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lại duỗi ra một ngón tay khác, trên ngón tay cũng xuất hiện một điểm sáng, có điều điểm sáng này lại xoay tròn thuận theo chiều kim đồng hồ, mà lại là màu trắng. Nhìn kỹ, sẽ thấy bên trong thế giới bóng tối, có từng luồng sương mù tinh mịn theo phía thuận chiều kim đồng hồ bên trong vòng xoáy kích xạ mà đi. Hơn 500 người, thần tính nhiều như vậy, hẳn là đủ để thí thần bước vào cửu biến. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên, thi triển thần thông nghịch, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Thần thông ngự, chủ sát phạt nghịch kim đồng hồ và sinh tử, đối với ta tiêu hao quá lớn, nếu như không phải có được tinh huyết Tu La Vương, đoán chừng cũng không chịu nổi được luồng sức mạnh này. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Ở trên người hắn, xuất hiện từng vết rách, chảy ra những tia máu tươi, thần thông này mặc dù uy lực lớn. Nhưng tổn thương đối với hắn cũng rất lớn. Có điều vòng xoáy thuận chiều kim đồng hồ lại có thể tước đoạt và cắn nuốt, chính là thứ ta bây giờ muốn,
mà tiêu hao và tổn thương đối với ta cũng không đáng kể. Tiêu Phàm lại nói, trong mắt lóe lên ánh sáng. Mấy giây thời gian, tất cả những dây tóc dị sắc kia đều bị Tiêu Phàm cắn nuốt hầu như không còn, trên trán Tiêu Phàm đã rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Những dây tóc kia, là thần tính bên trong cơ thể tướng sĩ huyết thần quân, cũng không phải là năng lượng, đối với Tiêu Phàm tới nói không có quá nhiều bổ sung, ngược lại đối với thí thần thì lại là vật đại bổ. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm thu cánh tay về, hai điểm sáng trên ngón tay trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng thở dài một hơi, vội vàng lấy ra một ít thần thạch nhanh chóng luyện hóa, bổ sung thần lực trong cơ thể. Lúc này, bên trong thần cung, thể nội của thí thần truyền đến một tiếng gầm thét, trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười, hắn biết lúc này thí thần đang đột phá. Ngay sau đó, bóng tối trong hư không cũng chậm chậm khôi phục ánh sáng, lại lần nữa biến thành màu máu, chỉ thấy vô số thi thể từ trên cao rơi xuống phía dưới, tạo thành một cơn mưa thi thể. Đám người ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hít một hơi lạnh, bọn hắn mới nhìn lướt qua thấy sơ sơ, đây chính là 4-500 huyết thần quân, vậy mà chết hết rồi. Quỷ dị chính là, sinh cơ bên trong cơ thể của những thi thể này thể cũng không biến mất, tựa như tất cả đều ngủ thiếp đi, chết vô cùng quỷ dị. Chết hết rồi, có người kêu lên sợ hãi, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là 4-500 huyết thần quân, lại bị lập tức giết chết rồi. Thần thông, hắn vậy mà đã thức tỉnh thần thông. Chiến Thiên Hạ hoảng sợ kêu to, hắn cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình chưa từng xuất hiện bên trong phạm vi 30 dặm kia, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Thần thông, đây chính là sức mạnh mà cường giả thể tu luyện tới cực hạn mới có thể có, dù là hắn bây giờ đột phá đến chiến thần viên mãn, cũng không thể chạm tới một tí tẹo sức mạnh thần thông nào. Nhưng mà, Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ lục biến chiến thần vậy mà đã có được thần thông của mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị thần thông của Tiêu Phàm gây kinh hãi, một kích lập tức giết chết mấy trăm cường giả chiến thần, phóng mắt khắp chiến hồn đại lục, có được mấy người. Đoán chừng cũng chỉ có Dạ Cửu U cùng chiến luân hồi có thể làm được, chiến lực thế này, quá mức đáng sợ rồi. Bây giờ hắn đã không còn thể lực nữa rồi, chính là cơ hội tốt để giết chết hắn, mọi người nhanh lên. Chiến Thiên Hạ ra sức kêu to. Nhìn thấy bộ dáng yếu ớt kia của Tiêu Phàm, thần sắc Chiến Thiên Hạ chấn động, dẫn đầu phóng về phía Tiêu Phàm. Huyết thần quân nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Phàm, bất chấp tất cả xông tới, thần sắc Tiêu Phàm tái nhợt, chắc chắn không thể nào lại thi triển lực thần thông được nữa, chính là cơ hội tốt để loại bỏ hắn. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn không lùi mà tiến lên, cầm trong tay Tu La kiếm tiếp tục đi về phía trước. Còn người băng lãnh tới cực điểm. Lúc này, một thất biến chiến thần dẫn đầu vọt lên, một kiếm đánh thẳng tới Tiêu Phàm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng tốc độ của Tiêu Phàm càng nhanh, chân hắn sử dụng Thái Huyễn Thần Du Bộ, cả người bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là sau lưng thất biến chiến thần kia. Phụt, Tiêu Phàm một kiếm hung hăng cắm vào sau lưng thất biến chiến thần kia, xuyên qua phía trước ngực, máu tươi nóng hổi rơi xuống. Ục ục, Tu La kiếm nhanh chóng cắn nuốt lấy huyết khí cùng thần lực bên trong cơ thể của thất biến chiến thần kia, phát ra một hồi âm thanh uống nước ủng ục, huyết khí cùng thần lực thông qua Tu La kiếm, hóa thành sức mạnh to lớn tràn vào bên trong cơ thể Tiêu Phàm. Có được Tu La kiếm, xưa nay Tiêu Phàm không bao giờ khiến cho thần lực trong cơ thể mình khô kiệt, những huyết thần quân này chính là nguồn sức mạnh không ngừng cung cấp cho hắn. Huyết thần quân chạy đến nghe được Tu La kiếm phát ra tiếng uống nước. Không khỏi run rẩy một chút, bọn vây Tiêu Phàm vào giữa, nhưng mà không ai dám mảy may đến gần. Tiếp tục, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra hai chữ, con người đỏ ngầu quét mắt nhìn toàn trường, ở đây không có một người dám cùng hắn đối mặt. Tiếp tục, ai còn dám tiếp tục, chỉ là Tu La kiếm quỷ dị, đã hoàn toàn làm bọn hắn kinh hãi. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm xuyên qua thất biến chiến thần kia, từng bước một đi từ phía xa đến, nơi đó. Đám người huyết vô tuyệt, chiến hoàng thiên tụ tập cùng một chỗ đối mặt với địch nhân bốn phía. Nếu như không phải ba người chiến hoàng thiên đủ cường đại, huyết vô tuyệt đoán chừng cũng sớm đã chết rồi. Các ngươi đã không động thủ, vậy tới phiên ta. Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm rung động, thất biến chiến thần trong tay bỗng nhiên bị đánh vỡ nát. Hắn từng bước một đi lên phía trước, mỗi một bước đi, liền có một người chết dưới lưỡi kiếm của hắn.
Đại bộ phận cửu biến chiến thần cùng bát biến chiến thần đã bị hắn vừa rồi giết hết, một vài thất biến chiến thần, làm sao có thể ngăn cản bước chân của hắn chứ? Vong hồn dưới kiếm của Tiêu Phàm một mực gia tăng, hắn giống như sát thần giáng thế, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Đối mặt với người của dị tộc, Tiêu Phàm căn bản không lưu tình chút nào, hắn lưu tình đối với bọn chúng là tàn nhẫn đối với chiến hồn đại lục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả huyết thần quân đều bắt đầu run rẩy, bọn hắn đã bị Tiêu Phàm đánh giết sợ vỡ mật, dọa đến run rẩy, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà lôi đình sát phạt quả quyết như thế. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục đi tới bên cạnh đám người huyết vô cực, huyết thần quân mặc dù không dám giết lên, nhưng vây đám người Tiêu Phàm vào giữa. Tiêu huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chiến Hoàng Thiên cũng bị sát khí đáng sợ trên người Tiêu Phàm gây kinh hãi, thở sâu hỏi. Tiêu Phàm giết chết hơn 500 huyết thần quân, nhưng chung quanh vẫn như cũ còn có 700-800 tên, mà nhân số vẫn tăng lên rất nhiều huyết thần quân nghe được động tĩnh, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Bọn hắn 6 người, có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ. Chiến Hoàng Thiên cũng biết, thủ đoạn vừa rồi của Tiêu Phàm, không có khả năng thi triển liên tục, hiện tại huyết thần quân bị Tiêu Phàm làm kinh hãi, nhưng bây giờ có thể đi đâu. Bọn hắn không dám đánh cược. Thời gian đối với bọn hắn mà nói là quan trọng nhất, bây giờ nên lập tức rời khỏi nơi này, chỉ cần xóa bỏ sức mạnh phong tỏa thiên địa, bọn hắn sẽ có thể tùy ý rời khỏi thần kiếp địa. Rời khỏi nơi này trước, Tiêu Phàm hít sâu, nếu như chỉ một mình hắn, thì hắn rất muốn ở lại giết cho sảng khoái, nhưng bây giờ hắn không thể để cho mấy người Chiến Hoàng Thiên và huyết vô tuyệt hy sinh vô ích. Người ở phía đông ít, phá vây từ phía đông nhé. Chiến Hoàng Thiên thử hỏi nói. Được, Tiêu Phàm gật gật đầu. Chúng ta đi phía trước mở đường. Chiến Hoàng Thiên gật gật đầu, sau đó cùng Du Ảnh và Kiếm La đồng thời hành động, ba người đều có tu vi bát biến chiến thần trở lên, người bình thường thật đúng là khó mà ngăn cản được bước chân của bọn họ. Sư huynh, cẩn thận một chút, Tiêu Phàm thở sâu nhìn về phía huyết vô tuyệt nói. Trong số những người Tiêu Phàm lo lắng nhất, không phải Chiến Hoàng Thiên bọn họ, mà là huyết vô tuyệt. Huyết vô tuyệt dù sao chỉ là lục biến chiến thần, để đối phó với bát biến chiến thần thực sự không dễ dàng gì. Hắn cũng không ngờ rằng, huyết vô tuyệt lúc ấy lại đứng ra. Nếu như huyết vô tuyệt có gì bất chắc, sau này hắn không biết làm sao đối mặt với huyết yêu nhiêu. Nghĩ đến huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm lại thở dài một hơi, bẵng đi không nghĩ tới, đã rất nhiều năm chưa gặp lại huyết yêu nhiêu cùng Tiêu Niệm. Yên tâm, ta chịu được. Huyết vô tuyệt cởi mở cười một tiếng, mái tóc dài màu đỏ ngòm kia nhìn qua như là một đám lửa bồng bềnh. Sắc tím từ trường bào cực kỳ nổi bật, toàn thân toát lên một phong cách rất riêng. Điện chủ, các người đi trước đi, ta sẽ đuổi theo sau. Hình thánh vừa đang chiến đấu kịch liệt với chiến thiên hạ, vừa hướng về phía Tiêu Phàm bọn họ thét lớn. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng không lo lắng đến sự an nguy của hình thánh cho lắm. Hắn đường đường là cường giả chiến thần đỉnh phong, nếu như muốn đi, khắp chiến hồn đại lục, cũng không có mấy người có thể ngăn được hắn. Muốn đi, các ngươi ai cũng không được đi, cút ngay cho ta, chiến thiên hạ hét lớn, lần này mấy trăm chiến thần cảnh vây hãm Tiêu Phàm, nếu cứ như vậy để Tiêu Phàm đi, hắn về sau cũng không có mặt mũi nào lăn lộn nữa rồi. Hình thánh làm sao chịu nhường đường, hắn đường đường hữu hộ pháp Tu La Điện, địa vị với chiến thiên hạ là tương đương. Chưa hề cho là mình yếu hơn chiến thiên hạ. Năm đó không chính diện đối đầu, nên hiện tại hắn muốn thử một chút thực hư sức mạnh của phó điện chủ chiến thần điện. Chiến thiên hạ phẫn nộ tới cực điểm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm bọn họ rời đi, nhưng lại không thể làm gì. Bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở huyết thần quân, đối với cánh quân đội này, chiến thiên hạ vô cùng kiêng kỵ và tín nhiệm. Chỉ cần huyết thần quân có thể ngăn chặn đám người Tiêu Phàm, ít lâu sau khẳng định sẽ có cường giả bát biến chiến thần trở lên áp sát, đến lúc đó việc triệt hạ đám người Tiêu Phàm cũng rất dễ dàng. Mấy trăm chiến thần cảnh, chính là đứng ở đó để đám người Tiêu Phàm giết, nhưng giết được bọn chúng cũng mỏi tay. Giờ phút này, đám người Tiêu Phàm đạp lên xác của huyết thần quân mở một đường thẳng tiến lên, phàm là dám cản đường bọn họ, tất cả đều biến thành xác chết dưới chân. Huyết thần quân bị bọn họ giết tới mức toàn thân phát lạnh. Vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, lúc đầu có 700-800 huyết thần quân, giờ đây có mấy chục tên khuỵu xuống dưới chân của bọn họ.
Có điều, số lượng của huyết thần quân chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm đến hơn 1000 người. Thần sắc của đám người Tiêu Phàm cũng trở nên trầm trọng, những huyết thần quân này cứ như giết không bao giờ hết vậy, khi những tên nhát gan lùi về phía sau, lại có một nhóm không biết sống chết xông lên. Nhất là những tên mới tới của huyết thần quân, không biết đến sự mạnh mẽ và kinh khủng của đám người Tiêu Phàm, vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiếp tục giết tới, ngăn cản đường đi của đám người Tiêu Phàm. Sư đệ, những kẻ này càng ngày càng nhiều, căn bản giết không hết. Thần sắc Huyết Vô Tuyệt càng ngày càng nghiêm trọng, thương thế to nhỏ trên thân cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải Tiêu Phàm bảo vệ hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng trụ đến hiện giờ. Sắc mặt Tiêu Phàm cũng không mấy tốt đẹp, dù là đột phá chiến thần cảnh, bọn họ cũng có lúc mệt nhọc, huyết thần quân nhiều đến 8000 người, bây giờ bọn họ miễn cưỡng giết được hơn 500 tên, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Một khi bọn họ mệt mỏi, chính là thời điểm chết người. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là đột phá huyết thần quân, chỉ cần thoát ly vòng vây của bọn chúng, họ muốn đi thì không ai có thể giữ lại được. Chỉ là, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, Minh Yểm có được thông thiên thần huyết đài chính phẩm, nếu như hắn thông qua thông thiên thần huyết đài tìm ra nhóm người mình, thì chắc chắn cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ cần một ngày phong tỏa thiên địa chưa được giải trừ, thì hành tung của bọn họ lại bị bại lộ trước con mắt của Minh Yểm. Nhìn huyết thần quân bốn phía, trong lòng Tiêu Phàm hoài nghi, những huyết thần quân này sở dĩ xuất hiện ở đây, khẳng định nhận lấy mệnh lệnh từ người khác. Dù sao, thần kiếp địa rộng lớn như vậy, không có khả năng tất cả bọn chúng đuổi tới nơi này cùng một lúc. Có điều, cái Tiêu Phàm không hiểu chính là, vì sao Chiến Luân Hồi và lão tổ của Minh La là Minh Yểm không tự mình ra tay, dựa vào thực lực của bọn hắn, muốn giết mình khẳng định hết sức dễ dàng. Rất nhanh. Tiêu Phàm nghĩ đến một vấn đề khác, có lẽ Minh Yểm cùng Chiến Luân Hồi chưa từng xuất hiện cũng là đang lo sợ một vài sự tồn tại, có vẻ như bọn chúng không vội vã hủy diệt Chiến Hồn Đại Lục. Trước đó hóa thân của Chiến Luân Hồi từng xuất hiện tại cổ địa Độc Cô gia tộc, nói cách khác, hóa thân của Chiến Luân Hồi cùng Minh Yểm có thể xuất hiện, chỉ là bản thể tạm thời không thể xuất hiện. Tiêu Phàm nheo mắt, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phương Nam, nơi đó chính là Vọng Cổ Thiên Đô. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói, nếu như chỉ là đối mặt với hóa thân của Chiến Luân Hồi, thì ta không sợ. Tiêu Phàm đã được chứng kiến thực lực của hóa thân Chiến Luân Hồi, dựa vào sức mạnh của hắn bây giờ, nếu như toàn lực ứng phó chắc là miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Nếu như hồn điêu thuật của ta có thể tiến thêm một bước nữa, há lại sợ đám huyết thần quân này. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, dựa vào trình độ của hồn điêu thuật bên trong hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể biến ra chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, muốn biến đổi thành thần giai hồn điêu, còn cần thời gian ma luyện nhất định. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm lại liên tưởng đến truyền thuyết của Bắc Thần gia tộc, đây chính là hồn điêu gia tộc cổ xưa nhất, nếu như bọn họ đứng về phe Chiến Hồn Đại Lục há lại e ngại đám huyết thần quân này. Có lẽ, thực lực của Chiến Hồn Đại Lục thật không phải là đơn giản như vậy. Tiêu Phàm nheo hai mắt. Sau đó nhìn về phía Chiến Hoàng Thiên bọn họ nơi tiền tuyến, truyền âm nói, mọi người đi về hướng của Vọng Cổ Thiên Đô. Mấy người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đó chính là đại bản doanh Chiến Thần Điện, chạy tới đó, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Có điều mấy người nhanh chóng hiểu được, trong lòng cũng nghĩ đến suy nghĩ của Tiêu Phàm, hơn nữa, đại hình truyền tống trận nơi đó hiện giờ là nơi duy nhất có thể thoát khỏi thần kiếp địa, không biết chừng có thể tránh được phong tỏa thiên địa. Chỉ cần tìm ra truyền tống trận, bọn họ có hy vọng rời khỏi thần chi kiếp địa rồi. Đi, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, một nguồn đại lực nâng bổng Huyết Vô Tuyệt lên, bay về phía Vọng Cổ Thiên Đô với tốc độ cực nhanh. Phòng ngự ở hướng Nam rất yếu, Tiêu Phàm dùng Thái Huyền Thần Du Bộ, sau khi tiêu diệt mấy mạng, lắc mình vài cái đã xuất hiện tại nơi không người. Sau đó Tiêu Phàm buông Huyết Vô Tuyệt ra giết trở lại lần nữa. Cùng Chiến Hoàng Thiên tụ lại trung tâm của tu sĩ huyết thần quân. Ầm ầm, cũng tại lúc này, thiên địa một trận ầm ầm, gió cuộn mây trôi 9 tầng mây, hào quang màu đỏ từ hướng chính bắc dâng lên ngùn ngùn, uy lực khủng khiếp lan tỏa thiên địa. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn khắp nơi, nguồn áp lực đáng sợ kia, dù là cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ cũng có chút đứng không vững. Sau một khắc, chỉ trông thấy mấy trăm huyết thần quân kia tất cả bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Sáu người Tiêu Phàm nhanh chóng lùi về phía sau,
nhưng mà bất luận đi đến nơi nào, mấy người cũng cảm giác mình bị nhìn chừng chừng bởi một đôi mắt. Mấy người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ trông thấy bên trên huyết sắc hào quang kia, một đạo thân ảnh to lớn màu đỏ ngòm ngưng tụ lại. Thân ảnh cao tới trăm trượng, khôi ngô tráng kiệt, một đôi mắt thâm sâu lạnh lùng nhìn chăm chú xuống phía dưới, giống như đang nhìn một bầy kiến hôi. Phía dưới cặp mắt kia, mấy người Tiêu Phàm cảm giác da đầu cháy nứt, ngay cả sức phản kháng cũng không có, đối mặt với huyết sắc thân ảnh kia, tựa như đang đối mặt với thượng thiên. Dù là hình thánh cũng cau mày, trong mắt lộ ra vẻ hậm hực, trầm giọng nói, chỉ một bộ hóa thân đã ẩn chứa thiên uy như vậy, chẳng lẽ hắn đã đột phá bước đó rồi? Ngươi nói là thiên thần cảnh, sắc mặt Tiêu Phàm bỗng biến đổi, hắn cảm giác đạo hư ảnh này so với hóa thân của Chiến Luân Hồi còn kinh khủng hơn. Hóa thân của Chiến Luân Hồi hắn còn có thể ngăn cản một chút, nhưng đứng dưới hóa thân này, Tiêu Phàm cảm giác mình hết sức nhỏ bé. Thiên thần hóa thân, mấy người Chiến Hoàng Thiên cũng bị đứng hình, hình chiếu của chiến thần cảnh viên mãn bọn họ căn bản không để tâm, cho dù là hình chiếu của mấy người Chiến Luân Hồi đều có thể đấu lại. Nhưng đối mặt với bộ hóa thân trên thiên khung kia, tất cả mọi người đều có một cảm giác bất lực. Khả năng duy nhất chính là, bộ hóa thân này là hóa thân thiên thần trong truyền thuyết. Bái kiến phó thống lĩnh. Lúc này, tất cả mọi người bỗng cung kính hô lớn, cúi giạt đầu không dám nhìn thẳng vào hóa thân tối thượng trên không trung. Minh Yểm, hắn đã đột phá thiên thần rồi sao? Thảo nào hắn không tự mình tìm đến? Hình thánh khẽ cắn môi, trong mắt có nét kinh ngạc và không cam lòng. Kinh ngạc chính là, Minh Yểm đã bước vào cấp độ trong truyền thuyết, không biết bao nhiêu chiến thần cảnh đỉnh phong đều dừng bước ở đây, không có cách nào vượt qua nửa bước. Không cam lòng là, Minh Yểm đột phá đến thiên thần cảnh, thì hắn muốn đột phá sẽ càng thêm khó khăn, phải biết là hắn đã dừng ở chiến thần cảnh viên mãn mấy trăm năm rồi. Hắn chính là Minh Yểm sao? Trong mắt Tiêu Phàm phóng ra sắc lạnh, tu la huyết mạch luân chuyển trong cơ thể, nguồn uy áp to lớn kia bỗng dưng biến mất. Năng lượng huyết mạch của hắn bây giờ cũng không yếu hơn thiên tu la, đương nhiên có thể thoát khỏi nguồn uy áp này. Không sai, hình thánh gật đầu một cách trịnh trọng, nói, điện chủ, lát nữa thuộc hạ sẽ tận lực vây hãm hắn, các người tìm cơ hội trốn đi. Nếu ngươi có thể ngăn cản hắn, thêm ta nữa, tận chiến một phen hẳn là có thể chém được hắn, không cần thiết phải trốn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Hình thánh cười chua chát, ngăn cản một bộ thiên thần phân thân. Hắn căn bản không có thực lực này, hắn nói như vậy chỉ là muốn tận chiến một phen, tạo cơ hội cho đám người Tiêu Phàm chạy trốn mà thôi. Tiêu Phàm liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn, hình thánh vì cứu hắn mới từ bỏ cơ hội rời khỏi thần kiếp địa, Tiêu Phàm làm sao có thể không lo cho hắn. Hắn nói như vậy, chỉ là khéo léo để cho hình thánh biết, hắn sẽ không rời đi mà thôi. Đúng rồi, người vừa mới nói Minh Yểm đột phá thiên thần cảnh, cho nên không tự mình tìm đến là ý gì. Chẳng lẽ đột phá thiên thần cảnh là không thể xuất thủ sao? Tiêu Phàm nói thêm. Bây giờ đã bị hóa thân của Minh Yểm chú ý tới, muốn chạy trốn là không thể nào, chỉ có thể tìm kiếm sơ hở của đối phương, từ bộ hóa thân này mà sống sót. Không phải đột phá thiên thần cảnh là không thể xuất thủ, mà là khi đột phá thiên thần cảnh, mệnh cách cùng thần lực chi tinh dung hợp, thúc đẩy nên thiên thần thần cách, bên trong thần cách ẩn chứa thiên uy, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, giống như một thế giới làm sao có thể xuất hiện hai bầu trời. Hình thánh lắc đầu giải thích. Tiêu Phàm híp hai mắt, tựa như hiểu rõ cái gì. Hình thánh nhìn thấy bộ dạng có vẻ chưa thông của Tiêu Phàm, lại nói như thế này đi, chân thân của Minh Yểm tiến vào chiến hồn đại lục, sức mạnh của chiến hồn đại lục sẽ bài xích hắn, hoặc là áp chế thực lực của hắn, kể từ đó thực lực của hắn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, người nói hắn sẽ tiến vào nơi này chịu chết sao? Ta hiểu rồi, nghe những lời này, Tiêu Phàm như được khai sáng, nghi hoặc trong đầu cũng được giải đáp. Híp hai mắt nói cách khác, Chiến Luân Hồi cũng rất có thể đã đột phá thiên thần cảnh. Không phải chứ, hình thánh mặt biến sắc, nếu thật sự như vậy, cửu U Ma Thần kia một phương, coi như có ba cường giả thiên thần rồi. Ba cường giả thiên thần, chiến hồn đại lục lấy gì đi ngăn cản? Bao nhiêu năm đến nay, ngoại trừ thí thần thú, chiến hồn đại lục không có bất kỳ người nào đột phá đến cảnh giới như vậy, người duy nhất đột phá, lại phản bội chiến hồn đại lục. Đối với chiến hồn đại lục mà nói, đó được xem là sự đả kích lớn nhất. 89 phần 10,
Sắc mặt Tiêu Phàm cũng vô cùng trầm trọng, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao bản thể của Chiến Luân Hồi vẫn mãi không xuất hiện, chỉ để chút lôi điện phân thân và tạo ảnh xuất hiện. Nếu như hắn không đột phá thiên thần cảnh, thì làm sao lại chậm trễ chưa ra tay chinh phạt chiến hồn đại lục? Đúng rồi, hiện tại chúng có ba thiên thần, vì sao còn không ra tay chinh phạt chiến hồn đại lục? Tiêu Phàm lại nhìn về phía Hình Thánh nói, Hình Thánh ít nhiều đã sống 1000 năm, hẳn phải biết một chút bí mật. Đây cũng là vấn đề mà Tiêu Phàm mãi không hiểu, cho dù Dạ Cửu U bị trấn phong, thì Minh Yểm dù sao cũng là thiên thần cảnh, quét sạch chiến hồn đại lục là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì, chiến hồn đại lục cũng tồn tại lực lượng thiên thần đối kháng. Hình Thánh hít sâu một cái nói, trong giọng nói lộ ra một chút tự hào. Cái gì? Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được một chút, nhưng vẫn kinh ngạc khôn nguôi. Ngươi hẳn đã nghe nói đến truyền thừa điện và Bắc Thần gia tộc. Hình Thánh nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, trước đó hắn cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng hắn không ngờ rằng, ngoại trừ truyền thừa điện ra, Bắc Thần gia tộc cũng có thể có sức mạnh ngăn cản bộ lạc huyết ma. Nghe nói Bắc Thần gia tộc mấy trăm năm trước đã ẩn mình không xuất hiện rồi, bây giờ không biết ở đâu. Tiêu Phàm nói. Sự tồn tại của truyền thừa điện, Tiêu Phàm đã sớm đoán được một chút, có điều Bắc Thần gia tộc hắn lại vô cùng lạ lẫm. Hiện người duy nhất có thể liên hệ với Bắc Thần gia tộc chính là Bắc Lão, chỉ là Bắc Lão đã sớm bị trục xuất khỏi Bắc Thần gia tộc, khẳng định cũng đã mất đi liên hệ với Bắc Thần gia tộc. Nghe được lời của Tiêu Phàm, Hình Thánh nhíu nhíu mày, hắn hiển nhiên cũng rất nghi hoặc, Bắc Thần gia tộc cường đại như thế, bình thường mà nói không nên ẩn mình mới đúng. Dù là một cái tên, cũng có thể trấn áp huyết ma bộ lạc. Hai người trao đổi rất nhanh, chỉ trong thời gian vài nhịp hơi thở mà thôi, lúc này, phía trên thiên khung đột nhiên ầm ầm vọng lại, chỉ thấy hóa thân của Minh Yểm bỗng lay động một chút, một luồng hào quang ầm ầm phóng về phía Tiêu Phàm. Hào quang kia hóa thành một đạo huyết hắc sắc kiếm khí, lộ ra một nguồn phong duệ chi khí vô song, trên đường phóng đến gần Tiêu Phàm, kiếm khí bỗng nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn. Như thế không ngừng lặp đi lặp lại. Thời gian không đến một nhịp thở, hư không đã giăng đầy kiếm khí, khóa chặt 6 người Tiêu Phàm bọn họ. 6 người Tiêu Phàm cảm giác da đầu muốn nứt ra, dù là dùng hết toàn lực, cũng căn bản khó mà mảy may di chuyển. Đây chính là sức mạnh của thiên thần sao? Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra nét tàn bạo. Trong đầu hắn hồi tưởng lại quỷ trảo khi ấy sát hại Tu La Điện chủ đời trước. Sức mạnh đó so sánh với nguồn sức mạnh này còn cuồng bạo và hung dữ hơn. Tu La Điện chủ lúc đó là chiến thần đỉnh phong, đã chết dưới một phút kia, có thể cho thấy sự kinh khủng của Dạ Cửu U, mà sức mạnh của hóa thân Minh Yểm lại chênh lệch rất nhiều. Nếu như ngay cả ngươi cũng đối phó không nổi, ta làm sao còn có thể đánh một trận với Dạ Cửu U? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thần lực trên thân dung chuyển, Tu La huyết mạch gầm thét, sau lưng hắn. Một lần nữa hiện lên một Tu La huyễn ảnh lớn trăm trượng. Gào, Tu La huyễn ảnh miệng há răng nanh, huyết khí quanh thân yêu diễm chấn động, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, một luồng sóng âm xung kích nghịch thiên vút lên, phóng về phía kiếm khí dày đặc kia. Nhìn kỹ, bên trong huyết khí của Tu La huyễn ảnh kia phát tán ra một tia kim quang nhàn nhạt. Tu La ma ảnh, trên không trung, trong mắt của hóa thân Minh Yểm lóe lên một nét sửng sốt. Cất tiếng nói, hắn làm sao lại có được huyết mạch của Thiên Tu La? Cũng khó trách Minh Yểm kinh ngạc như vậy, chỉ có huyết mạch của Thiên Tu La mới có thể thi triển Tu La ma ảnh, Tu La điện chủ các thế hệ trước, ngoại trừ Tu La điện chủ đời thứ nhất ra, không có người nào có thể thi triển ra Tu La ma ảnh. Nhưng mà, hiện tại Tiêu Phàm lại thi triển ra Tu La ma ảnh, điều này chẳng phải nói lên Tiêu Phàm có khả năng đạt tới cấp độ của Tu La điện chủ đời thứ nhất. Nghĩ đến đây, trong mắt của hóa thân Minh Yểm hiện lên một ánh hung tàn, nói, đã như vậy, càng không thể tha cho ngươi. Ầm ầm, chân trời chấn động kịch liệt, Tu La ma ảnh cùng vô số kiếm khí đụng vào nhau, từng vết nứt nẻ dày đặc hư không, khu vực trung tâm của vụ va chạm hóa thành một cái hố đen cực lớn. Thần lực cuồng bạo cuồn cuộn lan tỏa thiên địa, toàn bộ đám người Hình Thánh bị nguồn sức mạnh này làm cho chấn động đến huyết dịch khắp người sôi trào, lục phủ ngũ tạng đau đớn khôn nguôi. Hình Thánh, Huyết Phô Tuyệt, Chiến Hoàng Thiên, Kiếm La cùng Du Ảnh mấy người đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn họ không nghĩ rằng Tiêu Phàm lại chặn được một đợt công kích này. Đây chính là phân thân của thiên thần, cho dù chiến thần đỉnh phong, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn.
không ít tu sĩ cấp thấp của huyết thần quân bị nguồn thần lực này làm cho chấn thương, đám người này vội vàng thối lui ra phía nơi xa. Chặn được rồi sao? Chiến Thiên Hạ yên lặng nhìn đám người Tiêu Phàm, không dám tin vào mắt mình. Lần thứ nhất thấy Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong, lần thứ hai đã có thể giết hại cửu biến chiến thần, lần thứ ba này đã có thể cùng phân thân của thiên thần đối kháng rồi. Dù là Chiến Thiên Hạ hắn cũng không đủ tự tin xếp ngang hàng với phân thân của Minh Yểm. Nghĩ đến đây, Chiến Thiên Hạ không khỏi nuốt nước miếng, nếu như lần này Tiêu Phàm còn không chết, lần sau mình không thể đi vây giết hắn được nữa, qua một khoảng thời gian Tiêu Phàm chắc chắn sẽ trở nên càng mạnh hơn. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sắc mặt có chút ửng đỏ, đòn công kích vừa rồi đã ngốn hết gần như toàn bộ thần lực, sức mạnh cuồng bạo khiến toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, toàn thân Tiêu Phàm đều đang run rẩy. Lúc trước thi triển thần thông ngự, đối với thần lực của hắn đã tiêu hao quá lớn rồi, nếu như không phải vừa rồi việc chém giết tướng sĩ huyết thần quân đã hấp thụ không ít thần lực, thì đoán chừng ngay cả một kích này cũng không thi triển ra được. Một kích này miễn cưỡng chặn được công kích của hóa thân Minh Yểm, nhưng một kích sau thì sao? Mới giao phong, Tiêu Phàm đã thấy được sự đáng sợ của thiên thần cảnh, thảo nào nghe đồn thiên thần cảnh một khi giận dữ có thể phá thiên địa, đây quả thật không phải là giả. Nếu như chân thân giáng lâm, đoán chừng cả mảnh thiên địa đều phải rung lên, đồng nghĩa với việc, cường giả thiên thần cảnh chắc chắn cũng sẽ bị áp chế rất nhiều. Mọi người chuẩn bị chạy trốn cho tốt, Tiêu Phàm truyền âm cho mọi người. Có điều tuy mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh, nhưng nơi yết hầu, một ngụm máu tươi đang bị hắn nuốt ngược xuống. Sắc mặt mấy người hình thánh hơi đổi một chút, bọn họ biết, Tiêu Phàm đã đến cực hạn, nhưng huyết vô tuyệt lại hiện lên nét kiên quyết, tựa như đang quyết định một vài điều gì đó. Tuy nhiên, ai trong số mấy người đều không rời đi, giờ này khắc này, đừng nói đi được là có thể đi, bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trông thấy mấy người không nhúc nhích. Thần sắc một phen khó xử, chẳng lẽ động thái tiếp theo của mình, dứt khoát vẫn phải ở lại chỗ này. Vù, lúc này, một đạo âm thanh xé gió vang lên, lại một đường huyết hắc sắc kiếm khí từ 9 tầng mây bắn xuống, lần này, bất luận là sức mạnh hay là tốc độ, đều cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, lần này chỉ nhằm vào Tiêu Phàm, dù là cách xa nhau mấy chục dặm Tiêu Phàm cũng cảm nhận được sự lăng lệ và sắc bén của đường kiếm kia, hắn tuyệt đối không thể địch lại. Mau lui lại, Tiêu Phàm hét lớn, điều hắn có thể làm cũng chỉ được như vậy. Phía dưới sức ép của nguồn sức mạnh kia, bộ mặt Tiêu Phàm có chút méo mó, làn da bị vô số kiếm khí sắc bén đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù kiếm khí kia không nhằm vào mấy người huyết vô tuyệt, nhưng bọn họ cũng tương tự chẳng tốt đẹp gì, y phục trên người bắt đầu vỡ vụn, vết kiếm trên gương mặt hiện ra. Đạo kiếm mang kia rất nhanh. Trong chớp mắt đã xuất hiện ở cách đó không xa, sắc mặt hình thánh, kiếm la, du ảnh cùng chiến hoàng thiên hoàn toàn thay đổi, khẽ cắn môi ra sức đi lên phía trước, muốn cùng Tiêu Phàm chia sẻ nguồn áp lực kia. Đáng tiếc, sức mạnh của bọn họ so với phân thân Minh Yểm chênh lệch quá lớn, hoặc nói là vốn dĩ không cùng cấp độ, mấy người căn bản khó mà tới gần Tiêu Phàm. Cũng tại lúc này, huyết vô tuyệt đột nhiên mắt lộ ra sắc hận, thở sâu, nhẹ giọng nói, di hình hoán vị. Chỉ một thoáng, trên người hắn đột nhiên phóng ra từng tia xương đỏ máu, cả thân hình tựa như hóa thành một mảnh xương đỏ. Hô một tiếng, huyết vô tuyệt bỗng biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, đạo huyết hắc sắc kiếm khí kia gầm rít đổ xuống, mặt đất rung động, văng lên vô số bụi bặm. Từng vệt lớn khe rãnh như là mạng nhện lan tràn hiện ra, hư không đất đá bay tứ tung, loạn cả một vùng. Hình thánh với chiến hoàng thiên và mọi người đều bị nguồn sức mạnh cuồng bạo kia đánh bay. Trong miệng không ngừng ho ra máu, hiển nhiên, hóa thân của Minh Yểm vì muốn triệt hạ, cũng sử dụng toàn lực. Mấy người bay ngược ra khoảng cách vài dặm, thân thể liên tục đập vào bên trên những ngọn núi khiến sụp đổ đổ mấy đỉnh núi, sau đó lại va chạm lăn trên mặt đất mấy trăm trượng mới dừng lại. Mấy người chiến hoàng thiên sắc mặt trắng bệch, chật vật đứng dậy, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn, chỉ là dư chấn thôi, vậy mà bọn họ đã không chịu nổi, có thể thấy hóa thân Minh Yểm đáng sợ nhường nào. Một kích đáng sợ như vậy nhằm vào Tiêu Phàm còn có thể sống sót sao? Sắc mặt mấy người lạnh ngắt, bọn họ biết Tiêu Phàm rất mạnh, thủ đoạn để giữ tính mạng cũng rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn không tin Tiêu Phàm có thể chịu được một kích hủy diệt này. Khụ khụ, lúc này,
một tiếng ho khan từ bên trong phế tích không xa truyền đến, mấy người chiến hoàng thiên bất giác quay đầu nhìn lại, trông thấy một bóng đen chật vật từ từ đứng dậy. Tiêu Phàm, chiến hoàng thiên kêu lên kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, thân ảnh uể oải kia không nghi ngờ gì nữa chính là Tiêu Phàm. Hình thánh, kiếm la cùng du ảnh cũng hoan hỉ vô cùng, bọn họ cũng không ngờ rằng, Tiêu Phàm lại còn sống, dưới công kích của hóa thân minh yểm mà hắn vẫn còn sống sao? Không đúng, người đứng ở chỗ đó không lẽ là người khác? Kiếm la bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mấy người chiến hoàng thiên cũng nhíu mày. Bọn họ nhớ rõ, vị trí hiện tại của Tiêu Phàm, phải là huyết vô tuyệt mới đúng, làm sao lại biến thành Tiêu Phàm? Chỉ một thoáng, mấy người tự nhiên nhìn lại chỗ Tiêu Phàm đứng ban đầu, bầu trời bụi bặm kia cũng ngăn cản không được tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy bên trong mảnh phế tích, một bóng thân ảnh mặc áo bào tím từ từ ngã về phía sau, một mái tóc màu đỏ máu đang bồng bềnh trong hư không, giống như một đám lửa đang khiêu vũ, trên lồng ngực của hắn, có một cái miệng hố cực lớn, ngoại trừ huyết vô tuyệt còn có thể là ai đây? Chẳng ai ngờ rằng, tại thời điểm then chốt kia, huyết vô tuyệt lại dùng tính mạng của mình cứu lấy Tiêu Phàm, đổi lại là bọn họ, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cũng không phải là bọn họ không đủ vĩ đại. Mỗi người đều có sự ích kỷ, khi thời khắc nguy hiểm đến, đều sẽ theo bản năng bảo vệ lấy chính mình. Nhưng mà, huyết vô tuyệt lại từ bỏ tính mạng của mình mà cứu lấy tính mạng của Tiêu Phàm, mặc dù ai cũng không biết hắn như thế nào làm được, nhưng hắn quả thực đã làm vậy. Sư huynh, Tiêu Phàm gào thét, dốc hết toàn lực bay về phía huyết vô tuyệt, Tiêu Phàm cũng không ngờ rằng, huyết vô tuyệt đã hy sinh tính mạng để cứu mình. Mấy cái lắc mình. Tiêu Phàm đã xuất hiện bên cạnh huyết vô tuyệt, không đợi huyết vô tuyệt ngã xuống đất, Tiêu Phàm vội vàng ôm lấy hắn, hai mắt đỏ hoe như máu. Hắn trợn mắt trừng trừng, tĩnh mạch trên trán nổi cộm, hai hàng huyết lệ rơi xuống, tâm thần khuấy động hòn đá màu trắng, sức mạnh cuồn cuộn chảy vào bên trong thân thể huyết vô tuyệt. Sư đệ, sư huynh vẫn rất lợi hại đúng không? Trong miệng huyết vô tuyệt không ngừng phun ra máu tươi, nhưng lại tràn đầy vẻ cười. Đã từng có thời gian hắn mạnh hơn rất nhiều so với Tiêu Phàm, nhưng từ sau khi sát phương thí luyện, khoảng cách chênh lệch với Tiêu Phàm càng lúc càng lớn, chỉ có thể theo sau lưng Tiêu Phàm, nhưng trong lòng của hắn một mực không cam tâm. Lợi hại, sư huynh lợi hại nhất, Tiêu Phàm toàn thân run rẩy, không ngừng gật đầu nói. Đừng lãng phí sức lực nữa, huyết vô tuyệt lắc đầu, giọng nói cũng càng ngày càng suy yếu, dùng chút khí lực cuối cùng nói, sư đệ, người nhất định phải sống sót. Có thời gian, giúp ta đi thăm một chút tiểu muội. Thoại âm vừa dứt, huyết vô tuyệt trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, khí tức càng ngày càng yếu. Được, khi trở về đệ liền đi thăm yêu nhiêu, sư huynh nhất định không sao cả, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Tiêu Phàm run rẩy nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, huyết vô tuyệt đã chút hơi thở cuối cùng, sự sống trên cơ thể đã không còn, tuy nhiên trên mặt hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào huyết vô tuyệt đã tắt thở, thân thể run rẩy kịch liệt, trong hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, sát khí vô tận từ trên người hắn nở rộ. Linh hồn lực tràn vào thân thể huyết vô tuyệt, Tiêu Phàm kinh hãi phát hiện, thần lực chi tinh vỡ nát, mệnh cách cũng có vô số những khe hở. Phía trên mệnh cách đã vỡ vụn, chỉ còn một tia linh hồn lực cuộn lại. Không, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Toàn thân biến thành màu máu, y phục trên người cũng bị lật lên, hình thể của hắn cũng từ từ tăng trưởng. Ở sau lưng của hắn, một đôi cánh vút ra, giống như hai thanh tuyệt thế thiên đao chứa một nguồn khí lực vô song, ngay cả hư không đều bị hắn xé toang. Hắn dùng tay đánh ra từng đạo thủ ấn, nhanh chóng phong ấn thi thể huyết vô tuyệt, đồng thời cũng phong ấn mệnh cách đã vỡ vụn và linh hồn mỏng manh kia. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, phong ấn mệnh cách cùng linh hồn là không khó, việc bây giờ hắn có thể làm, là không để cho mệnh cách của huyết vô tuyệt vỡ vụn và linh hồn tiêu tán, để sau này nghĩ cách giải quyết. Làm xong tất cả, Tiêu Phàm thu thi thể của huyết vô tuyệt vào bên trong hồn giới, sau đó sát khí đằng đằng nhìn lên không trung. Chết rồi, sư huynh vì cứu mình, đã chết rồi. Nghĩ đến điều này, trên thân Tiêu Phàm liền bộc phát ra sát khí vô tận, thân thể cũng phát triển nhanh chóng. Lúc này, thân thể của hắn đã lớn lên thêm một chút, cơ bắp trên cánh tay tràn đầy sức mạnh tiềm tàng, gân mạch sôi sục giống như côn trùng đang cựa. Ở đỉnh đầu hắn, mọc ra một đôi sừng lớn bén nhọn, phóng ra một luồng sáng hung tợn,
bên trong huyết quang ẩn chứa một tia kim sắc, một cặp đồng tử màu vàng kim dường như có thể xuyên thủng thiên vũ. Ngươi, đáng chết, Tiêu Phàm dữ tợn phun ra một câu, đôi mắt màu vàng kim rực lên nhìn chằm chằm vào hóa thân minh yểm trên không trung. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm xông ra như đạn pháo, tốc độ đạt tới cực hạn, trong thời khắc đám người chiến hoàng thiên lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở phía trên 9 tầng mây. Mạnh vậy sao? Hình thánh trừng lớn hai mắt, Tiêu Phàm lúc này khiến hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác bất lực. Đại nhân, tại sao ta có cảm giác điện chủ còn mạnh hơn rất nhiều so với điện chủ đại nhân thế hệ trước? Kiếm La cũng không nhịn được hỏi. Không phải mạnh, mà là rất mạnh. Du Ảnh bổ sung một câu. Đây chính là toàn bộ thực lực của hắn sao? Chiến Hoàng Thiên cũng bị khí thế trên người Tiêu Phàm dọa cho một trận, thực lực như vậy, dù là hắn cũng có chút e ngại. Quỳnh, một trận kinh lôi rền vang truyền đến, chợt thấy Tiêu Phàm đã cùng Minh Yểm giao phong, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, đồng thời cũng cực kỳ linh hoạt, Tu La kiếm trong tay chạm từng nhát trên thân của Minh Yểm. Chết, Minh Yểm cũng vô cùng phẫn nộ, một quyền giận dữ phóng ra, dường như mang theo sức mạnh của cả một vùng thiên địa, thiên khung cũng run lên một hồi. Một kiếm không giết chết Tiêu Phàm nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không ngờ rằng Tiêu Phàm lại còn dám khiêu khích hắn. Cho dù bản thân chỉ là một bộ hóa thân, cũng không phải đám sâu kiến bọn chúng có thể so sánh. Khí thế trên người Tiêu Phàm càng ngày càng mạnh, sát ý cũng càng ngày càng đậm hơn, xung quanh người hắn, bao phủ huyết sắc vô tận, những nơi đi qua, nhiệt độ đều giảm xuống hơn mấy chục độ. Thời khắc thần lực tuôn trào, Tu La kiếm phóng ra vô số kiếm mang dài chục trượng, kiếm khí nhảy múa, chi chít bao phủ hư không, cắt rạch thân thể của hóa thân Minh Yểm. Có điều, hóa thân này tựa như giết không chết, có thể không ngừng hút lấy sức mạnh của thần kiếp địa bổ sung cho bản thân. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không chút lo ngại, trong mắt lộ sắc hận, hắn không tin thật sự giết không chết hóa thân Minh Yểm, cho dù là thiên thần hóa thân thì đã sao, thần cũng có thể chết, huống chi là một bộ hóa thân. Thần lực bốn phía điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, vốn dĩ thần lực của Tiêu Phàm đã gần như cạn kiệt, nhưng giờ khắc này, hắn lại tựa như có được một nguồn năng lượng vô tận. Khí thế trên người hắn không ngừng dâng cao, Tu La áo nghĩa càng ngày càng cường đại và huyền diệu, đột nhiên ầm một tiếng, một nguồn khí lực cường đại hơn từ trên người hắn tỏa ra, cuồn cuộn dâng lên, tựa như bước vào một điểm giới hạn nào đó. Thất biến chiến thần, ở phía dưới sát khí vô tận tỏa ra mãnh liệt. Tiêu Phàm cuối cùng đã lĩnh ngộ bảy thành Tu La áo nghĩa, bước vào cảnh giới thất biến chiến thần, khí thế trên người hắn lại tăng vọt. Chiến thần cảnh hậu kỳ thất biến chiến thần và chiến thần cảnh trung kỳ lục biến chiến thần, mặc dù chỉ thua kém một tiểu cảnh giới, nhưng sức mạnh lại không thể so sánh nổi. Có điều, hắn lại không lấy làm vui mừng gì cả, ngược lại sát khí nặng nề, với hắn mà nói, đột phá thất biến chiến thần vốn chỉ là chuyện nước chảy vào mương. Hiện tại hắn chỉ muốn giết chết hóa thân Minh Yểm, vì sư huynh huyết vô tuyệt của hắn báo thù. Nếu như ngay cả một bộ hóa thân cũng giết không nổi, vậy làm sao triệt hạ được chân thân Minh Yểm đây? Phải biết rằng, chân thân của Minh Yểm là thiên thần cảnh. Giết giết giết, trong lòng Tiêu Phàm giận dữ thét lên, toàn thân như một cỗ máy điên cuồng, có vẻ đã đánh mất bản thân. Dưới sự công kích điên cuồng của Tiêu Phàm, hóa thân Minh Yểm đã có chút run rẩy. Đột phá thất biến chiến thần cảnh, khi sự điên cuồng được khơi mào, sức mạnh của Tiêu Phàm lớn hơn rất nhiều so với chiến thần đỉnh phong bình thường. Hơn nữa giờ đây hóa thân Tu La của hắn là toàn bộ cơ thể, sức mạnh tăng gấp bội, Tu La huyết mạch sôi trào mãnh liệt, khiến Tiêu Phàm có được nguồn sức mạnh vô tận. Tu La toàn thân, sẽ khiến cho một người lạc trong sự tàn sát vô tận, quên đi bản thân. Nhưng giờ đây, ý thức của Tiêu Phàm lại hết sức rõ ràng. Loại cảm giác này rất đặc biệt, hơn nữa hắn biết rất rõ, loại cảm giác này có được sau khi luyện hóa tinh huyết của Tu La Vương. Điều này cũng đồng nghĩa với việc để Tiêu Phàm có được một con át chủ bài lớn khác, dù sao thi triển sức mạnh Tu La toàn thân, sẽ cường đại hơn rất nhiều so với Tu La thần thể. Cái khác Tiêu Phàm không dám nhiều lời, nhưng ở chiến hồn đại lục, Tu La toàn thân tuyệt đối là tồn tại ở đẳng cấp vô địch. Sau khi Tiêu Phàm đột phá thất biến chiến thần, sức mạnh lại lần nữa tăng vọt, cho dù ngay cả hóa thân Minh Yểm, đối mặt với Tu La toàn thân điên cuồng công sát, cũng dường như hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Phía dưới, mấy người chiến hoàng thiên và huyết thần quân đều ngớ người, đây chính là thiên thần hóa thân,
lại bị Tiêu Phàm đánh cho không có sức phản lại. Huyết thần quân cũng một phen hoảng sợ, trong mắt bọn họ, phó thống lĩnh Minh Yểm là sự tồn tại vô địch, cho dù là hóa thân, cũng không nên bị áp chế như vậy mới đúng. Đừng nói là bọn chúng phiền muộn, ngay cả Minh Yểm cũng vô cùng phiền muộn, sức mạnh hóa thân này của hắn, mạnh hơn nhiều so với chiến thần đỉnh phong bình thường, thật không ngờ tới lại bị Tiêu Phàm chèn ép. Vốn dĩ hắn muốn giết Tiêu Phàm, nhưng giờ đây lại để Tiêu Phàm đột phá đến thất biến chiến thần, mình chẳng phải là đang trợ giúp Tiêu Phàm đột phá. Hắn rất muốn xuất động bản thể của mình, nhưng bản thể đang chủ trì thông thiên thần huyết đài, một khi xuất động, đám người Tiêu Phàm liền có đủ thời gian rời đi. Lần này giết không chết hắn, về sau lại càng khó khăn. Minh Yểm thầm nghĩ, trong mắt lộ ra sắc hận. Thôn thiên phệ địa, sau một khắc, Minh Yểm gầm vang một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân hào quang hừng hực, sau đó bỗng nhiên mở to miệng, một sức hút cuồng bạo sản sinh, tất cả mọi thứ trong thiên địa bỗng nhiên bị hút vào trong miệng hắn nuốt đi. Đối mặt với lực hút kia, Tiêu Phàm không hề sợ hãi, quanh thân lượng vòng hai luồng khí hắc bạch, hai luồng áo nghĩa huyền diệu dung hợp lại cùng nhau, phát tán ra khí tức hủy diệt. Khi Tiêu Phàm sắp tới gần cái miệng rộng của hóa thân Minh Yểm, hai luồng khí hắc bạch hòa làm một thể, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên phóng ra kiếm mang dài hàng trăm trượng. Sinh tử luân hồi, Tiêu Phàm sắc mặt trầm lặng, hai tay cầm kiếm, hung hăng chém xuống, kiếm khí màu xám chém xuống đỉnh đầu Minh Yểm, sau đó nhanh chóng kéo xuống phía dưới. Hóa thân Minh Yểm ở phía trước Tu La kiếm, tự như một màn hào quang bị cắt ra một cách dễ dàng. Phía dưới, tất cả mọi người trợn mắt há hốc miệng, kinh hãi trông theo cảnh tượng này, đường đường hóa thân thiên thần, lại bị Tiêu Phàm một kiếm phanh thây. Minh Yểm gầm thét không thôi, muốn tránh khỏi chém giết của Tu La kiếm, nhưng sức mạnh và tốc độ của Tiêu Phàm không còn kém gì hắn, hơn nữa nhân lúc hắn vẫn chưa sẵn sàng, làm sao có thể để hắn chạy thoát chứ? Chết! Tiêu Phàm thét một tiếng, đột nhiên, chuyện quỷ quái đã xảy ra, chỉ thấy Tu La kiếm trong tay hắn đột nhiên biến dài mấy chục trượng, mà toàn thân còn đỏ hồng, giống như nhuộm máu. Kiếm kia dài chừng 10 trượng, cũng không phải kiếm mang mấy chục trượng, mà là kiếm thể chân chính. Cảnh tượng này, Tiêu Phàm cũng giật nảy mình, mặc dù hắn đã từng thấy không ít hồn binh có thể biến ảo, nhưng hắn vẫn luôn không biết rằng, Tu La kiếm mà cũng có thể biến hóa lớn nhỏ. Kiếm thể dài chừng 10 trượng, nhìn qua vô cùng đáng sợ, đừng nói một người, ngay cả một ngọn núi cũng có thể bị chém nát như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy, loại trạng thái hiện tại của Tu La kiếm, mới thật sự là Tu La kiếm. Đây là Vương kiếm, Minh Yểm kinh ngạc kêu, miệng hơi run lên. Phải biết rằng, Minh Yểm là thiên thần, cho dù là một bộ hóa thân, tâm tính cũng vô cùng kiên nghị, vật có thể làm cho hắn khiếp sợ như vậy, thật không đơn giản. Chỉ là lời của hắn còn chưa dứt, thì bị Tu La kiếm xé thành mảnh nhỏ, giọng nói chậm rãi tiêu tán trong hư không. Gần như đồng thời, ở trong một tòa cung điện huyết ma bộ lạc, toàn thân Minh Yểm khẽ run lên, con người cũng run rẩy kịch liệt, trong miệng tự lẩm bẩm, Vương kiếm, Tu La kiếm kia lại là Vương kiếm. Lúc này, trong lòng Minh Yểm cực kỳ không bình tĩnh, Tu La kiếm biến hóa động đến vô số ký ức của hắn. Chẳng lẽ lãnh chúa biết chuôi kiếm này là Vương kiếm? Minh Yểm híp hai mắt nói, nếu thật là như vậy, lẽ nào lãnh chúa là vì Vương kiếm mà tới thế giới này? Ngẫm nghĩ, Minh Yểm vẫn lắc đầu, phủ định cái suy đoán này, hắn cũng có sự hiểu biết nhất định đối với cửu U Ma Thần, lấy tầm mắt của cửu U Ma Thần, một thanh Vương kiếm có lẽ còn chưa đủ để hắn tiến công quy mô một tiểu thế giới. Phải biết rằng, thời gian trên vạn năm, nếu như là tại Thái Cổ Thần Giới, không biết huyết ma bộ lạc đã phát triển đến mức nào rồi. Như vậy, đoán chừng giả cửu U cũng không có khả năng bị phanh thây trấn phong tiểu thế giới này, vạn năm không có bất kỳ tiến bộ nào. Nhưng mà, giả cửu U lại lựa chọn ở lại tiểu thế giới này trên vạn năm, nên dự mưu tuyệt đối không chỉ đơn giản là một thanh Vương kiếm. Đáng tiếc cho dù Minh Yểm vắt hết óc cũng không thể đoán được ý nghĩ của cửu U Ma Thần, mà còn, cho dù là hắn bây giờ đã đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết, cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ vi phạm đối với giả cửu U. Việc Minh Yểm có thể làm, chính là nén phỏng đoán này vào nơi sâu tận đáy lòng, thật lâu, Minh Yểm híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ hung bạo, bất luận như thế nào, Tu La Điện Chủ cũng phải chết. Ở chiến trường, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ,
tất cả mọi người đều kinh hãi lúc Tiêu Phàm chém giết hóa thân của Minh Yểm, thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần. Đây chính là thiên thần hóa thân, không ngờ lại bị chém giết như thế. Phải biết, đối với chiến hồn đại lục mà nói, thiên thần chính là cấm kỵ tồn tại. Chiến thần điện và trái tim của tu sĩ huyết thần quân đều nhảy lên tận cổ họng, con người tràn đầy sợ hãi vô tận nhìn về phía Tiêu Phàm. Đi, chiến thiên hạ là người thứ nhất lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, không chút do dự hóa thành một luồng ánh sáng hướng phía vọng cổ thiên đô kích xạ mà đi. Trái tim của hắn nhảy lên bịch bịch, giống như muốn nổ tung. Sự cường đại của Tiêu Phàm hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, ngay cả hóa thân của Minh Yểm cũng có thể chém giết, vậy cái chiến thần cảnh viên mãn này của hắn, chẳng phải giống như đưa đồ ăn đến miệng người ta sao? Nói thật, trong lòng chiến thiên hạ cảm thấy cực kỳ khó chịu, từ sau khi lần thứ nhất gặp mặt Tiêu Phàm, chiến thiên hạ cảm giác mình nhiều lần vấp phải trắc trở. Lần thứ nhất gặp mặt liền bị bác lão cho mấy cái tát, quả thực là ngay cả sức đánh trả cũng không có. Về sau dẫn người tiến đánh nam vực yếu nhất trong mắt người đời, mấy chục chiếc chiến thuyền, cuối cùng bị người ta một kiếm chém giết, chỉ có mình hắn trốn thoát. Thậm chí, đây là nhờ vào nguyên nhân đối phương không muốn giết chết hắn, bằng không mà nói, hắn đã sớm mất mạng ở nam vực, đó là lần thứ hai vấp phải trắc trở của hắn. Lần thứ ba thì là lần thứ hai gặp mặt Tiêu Phàm giết hai cửu biến chiến thần, đồ diệt tu sĩ chiến thần cảnh mà hắn mang đến. Dọa cho chiến thiên hạ rời đi không quay đầu lại. Mà lần này, ngay cả dũng khí cuối cùng chiến thiên hạ cũng đánh mất, trong đầu chỉ nghĩ là làm sao tiếp tục sống sót. Chiến thiên hạ, tên này càng sống càng tránh né. Hình thánh khinh bỉ nhìn chiến thiên hạ chạy trốn nói. Giờ phút này, Tiêu Phàm chém giết phân thân của Minh Yểm, nhất định thần lực của bản thân cũng tiêu hao tương đối rồi, đâu còn có dư lực đối phó những người khác. Đây chính là cơ hội tốt nhất để chém giết Tiêu Phàm, đáng tiếc chiến thiên hạ đã không có dũng khí đối mặt với Tiêu Phàm. Huyết thần quân ở xa xa cũng giống như thế, nhìn thấy Tiêu Phàm chém giết hóa thân của Minh Yểm, tất cả nụ cười trên mặt bọn họ đều ngưng kết ở đó, còn người nhìn về phía Tiêu Phàm chỉ còn lại sợ hãi. Chạy, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của tất cả mọi người, rất nhanh liền có người biến thành hành động. Nhưng Tiêu Phàm cũng không định buông tha bọn hắn. Bây giờ đúng là thần lực của hắn còn lại không nhiều, nhưng hắn có được Tu La Kiếm. Chỉ cần có sinh mệnh, Tu La Kiếm liền có thể liên tục không ngừng bổ sung thần lực cho hắn. Quả nhiên, Tiêu Phàm lại động thủ, Tu La Kiếm trong tay hắn thôi thúc khôi phục lại lớn nhỏ như cũ, sau đó Tu La Thần rực dương ra, giống như sói đói nhào vào bầy cừu, bắt đầu đại sát thảm sát. Huyết thần quân đã bị Tiêu Phàm dọa cho sợ vỡ mật. Đại bộ phận ngay cả sức phản kháng đều không có, chỉ nghĩ làm sao để chạy trốn, đâu còn là đối thủ của Tiêu Phàm nữa. Tiêu Phàm thúc giục Tu La Kiếm, kiếm khí tung hoành, những nơi đi qua, khắp nơi đều là mưa máu, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nơi này nghiễm nhiên trở thành Tu La địa ngục. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là tàn sát từ một phía, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, khí của máu tanh tràn ngập mỗi một ngóc ngách. Giết, kiếm la quát to một tiếng. Cũng xông vào bên trong huyết thần quân, hắn lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, vừa vặn nhờ vào đó bắn vọt, có lẽ có thể cảm ngộ được một vài thứ mới. Ngay sau đó, hình thánh, chiến hoàng thiên cùng du ảnh cũng xông vào bên trong huyết thần quân, trước đó chính là bọn hắn chạy trốn, mà bây giờ, bọn hắn lại trở thành thợ săn, huyết thần quân biến thành con mồi. Ai cũng không ngờ tới chuyện sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Ai cũng không ngờ tới. Huyết thần quân cũng có một ngày bị người ta đuổi giết tàn sát. Mọi thứ ở đây, tất cả nguyên nhân đều bởi vì Tiêu Phàm đã chém giết hóa thân của ả Minh Yểm, hoàn toàn dọa sợ lá gan của huyết thần quân. Đều chết cho ta, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, trong tim của hắn bây giờ chỉ còn lại giết chóc, giết bọn tạp chủng này, báo thù cho huyết vô tuyệt đã chết. Chỉ là một bộ hóa thân của Minh Yểm, đâu đủ đền mạng cho huyết vô tuyệt. Ngay cả Tiêu Phàm cũng không nhận ra. Cùng với sự chém giết người ngày càng nhiều của hắn, Tu La thần lực trong cơ thể hắn chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Tu La kiếm trong tay không giết mà như là hút lấy máu tươi và thần lực của tu sĩ huyết thần quân, toàn thân đạt được tinh hồng bên ngoài, xinh đẹp vô cùng. Ròng rã một canh giờ, lúc này mấy người Tiêu Phàm mới dừng lại, 700-800 huyết thần quân, bị bọn hắn chém giết hơn phân nửa, mặt đất khắp nơi đều là thi thể, biến thành một mảnh Tu La trường. Quỷ dị chính là,
tất cả máu tươi của những người này đều bị nuốt sạch, biến thành thây khô. Áo bào rách vụn của Tiêu Phàm đã sớm ướt đẫm, tóc dài còn lờ mờ máu tươi nhỏ xuống, hắn đã biến thành hình dáng vốn có, nhưng nhìn qua so với Tu La càng thêm đáng sợ, khủng bố. Ở quanh người hắn, khí huyết cuồn cuộn lượn lờ, nhiếp nhân tâm phách. Bốn người hình thánh, Kiếm La, Chiến Hoàng Thiên cùng Du Ảnh đứng cách Tiêu Phàm không xa, bọn hắn cũng bị sát khí và huyết khí quanh thân Tiêu Phàm làm cho khiếp sợ. Thật lâu, lúc này Tiêu Phàm mới bình tĩnh lại, nhìn thi thể khắp nơi, cuối cùng ánh mắt nhìn về hướng chính bắc, lạnh giọng nói, sư huynh, ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân vặn đầu minh yểm xuống. Thiên địa một vùng yên lặng, hư không bất chợt truyền đến âm thanh ô ô của một trận gió, Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, dường như trở thành chúa tể duy nhất của thiên địa. Bọn hình thánh lơ lửng giữa không trung, lặng lặng chờ đợi Tiêu Phàm. Nhìn cái dáng vẻ hơi gầy cao, lại có vẻ thẳng tắp như tùng, lăng lệ như thân ảnh của kiếm, trong lòng mấy người hơi chấn động một chút, tấm lưng kia, ở trong tai mọi người cảm giác vô cùng to lớn, không thể vượt qua. Hồi lâu, tinh thần của Tiêu Phàm mới hồi phục, sát khí trên người bỗng nhiên biến mất. Sau đó lấy tay vung lên, thay một tấm bào đen lên người. Vết máu trên tóc dài đang được thần lực tẩy rửa xuống, tất cả đều biến mất, trở nên không nhuốm bụi trần. Trong nháy mắt, lại không còn vẻ sát phạt quyết đoán vừa rồi, dáng vẻ tàn nhẫn hung mãnh, nhìn qua giống như một người bình thường không thể bình thường hơn. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm rơi vào trước người bọn hình thánh, sắc mặt âm trầm vô cùng, giết những người đó, vẻ tức giận kia trong lòng của hắn vẫn như cũ chưa từng biến mất. Nếu như thực lực đủ mạnh mẽ, hắn hận không thể lập tức xông lên huyết ma bộ lạc, tự tay đồ diệt tu sĩ dị tộc, vì huyết vô tuyệt báo thù rửa hận. Điện chủ, chúng ta bây giờ, Kiếm La hỏi dò, hắn cũng bị dáng vẻ vừa rồi của Tiêu Phàm dọa cho sợ, hắn phát hiện, Tiêu Phàm còn mạnh mẽ và khủng bố hơn hắn tưởng tượng. Vọng cổ thiên đô, Tiêu Phàm nâng con ngươi lên, nhìn về phía chân trời, chỗ sâu đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Không đợi phản ứng của mấy người. Tiêu Phàm đột nhiên đạp không bay lên, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lúc bọn hình thánh lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm chỉ còn lại một điểm đen. Đi, hình thánh thở sâu, cũng liền vội vàng đi theo. Lấy tốc độ đám người mà tính, cũng chính thời gian 20 cái hít thở, một tòa cổ thành bàng bạc hùng hồn xuất hiện ở tầm mắt bọn hắn, như là một con mãnh thú ẩn núp ở kia, khí tức tản ra cũ kỹ tang thương vô cùng. Toàn thân màu đen của cổ thành hiện lên, trong thành cung điện san sát. Mang lại cho người ta một loại cảm giác nặng nề cổ phác, chính là toàn bộ chiến thần điện, vọng cổ thiên đô. Tiêu Phàm hứng hờ nhìn kỹ tòa cổ thành này, trong lòng của hắn bây giờ không có bất kỳ cảm giác tốt đẹp gì với vọng cổ thiên đô, có chăng chỉ là hận ý. Nếu như là hàng vạn năm trước nhìn vọng cổ thiên đô, có lẽ Tiêu Phàm còn ôm một lòng kính sợ, vọng cổ thiên đô khi đó, và ngoại trừ sát ma thành ra, chiến hồn đại lục thủ vững đệ nhất thành của tinh không cổ lộ. Mà bây giờ, vọng cổ thiên đô đã biến thành một bộ phận của chiến thần điện, từ sau khi chiến thần điện phản bội chiến hồn đại, nhìn vọng cổ thiên đô cũng trở thành nỗi sỉ nhục trong lòng tu sĩ Tu La Điện. Tiêu Phàm không có chút do dự gì, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng xông vào bên trong cổ thành. Mặc dù hóa thân của Minh Yểm bị chém giết, nhưng lực lượng phong tỏa thiên địa vẫn tồn tại, đoán chừng trong một thời gian ngắn Minh Yểm vẫn không buông tha mà giết chết bọn hắn. Hiện tại, hy vọng duy nhất có thể rời khỏi thần kiếp địa, chính là thông qua đại sảnh truyền tống trận của vọng cổ thiên đô, cũng chỉ có truyền tống trận này, mới có thể phá vỡ hàng rào phong tỏa thiên địa. Kẻ nào, một tiếng kêu sợ hãi quanh quẩn ở trên không. Bọn Tiêu Phàm trắng trợn giết vào vọng cổ thiên đô, một chốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó không thiếu cường giả chiến thần cảnh, tất cả đều chạy tới chỗ bọn Tiêu Phàm đang vây giết. Chỉ là thời khắc khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, có không ít người vội vàng hướng ra bốn phía trốn xuyên đi. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, giống như áp lực mạnh mẽ quét sạch ra, uy danh của chiến thần cảnh hậu kỳ quét sạch bốn phía, tất cả tu sĩ chiến thần điện đều run lẩy bẩy. Càng có không ít người đứng không vững, nhao nhao hướng xuống dưới đất mà đi. Truyền tống trận thông tới chiến hồn đại lục ở đâu? Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Lấy linh hồn lực hiện nay của hắn, tìm kiếm cửa vào của truyền tống trận, đoán chừng không mất thời gian bao lâu, nhưng cũng tuyệt đối không nhanh bằng việc hỏi tu sĩ chiến thần điện.
Dưới áp lực cực lớn chỗ Tiêu Phàm, tất cả tu sĩ chiến thần điện đều nơm nớp lo sợ, mồ hôi trên trán nhỏ xuống cuồn cuộn, ánh mắt sợ hãi không thôi. Hủy rồi, truyền tống trận đã hủy rồi. Có một nam tử mặc bào đen từ biến chiến thần cảnh vô cùng sợ hãi nói. Hủy, ngữ khí của Tiêu Phàm càng thêm âm lãnh, sát khí tỏa ra. Phó điện chủ bọn hắn vừa mới rời khỏi thần kiếp địa, sau khi rời đi, đã hủy truyền tống trận. Nam tử mặc bào đen sợ hãi nói, sau sự sợ hãi, còn có một chút tức giận. Bọn hắn cũng thân là tu sĩ chiến thần điện, lại bị chiến thần điện bỏ rơi, trong lòng há có thể không giận. Đáng tiếc, thực lực của bọn hắn có hạn, căn bản không phải là đối thủ của bọn chiến thiên hạ, bằng không mà nói, bọn hắn cũng không thể bị chiến thiên hạ bỏ rơi. Tiêu huynh, có lẽ hắn không nói dối. Lúc này, chiến hoàng thiên từ đằng xa đi tới. Thần sắc có chút động lại nói, nơi này kẻ mạnh nhất cũng chính là tứ biến chiến thần, còn có không ít tu sĩ chiến thánh cảnh, chiến lực chân chính của chiến thần điện, có lẽ đã rời đi. Tiêu Phàm híp hai mắt lại, hắn không ngờ chiến hoàng thiên lại quan sát tỉ mỉ như vậy, chiến hoàng thiên không nói hắn vẫn chưa phát ra nữa. Chỉ là ta nhớ cường giả chiến thần cảnh của chiến thần điện cũng không ít, mà thần kiếp địa cũng là đại bản doanh của chiến thần điện, bọn hắn rời đi, có thể đi đâu. Chiến Hoàng Thiên còn nói thêm. Nghe nói như vậy, con người của Tiêu Phàm co rụt lại, ngừng giọng nói, bọn hắn đều đi Chiến Hồn Đại Lục rồi. Chiến Hồn Đại Lục, Chiến Hoàng Thiên kinh ngạc, trong đầu hiện lên một ý niệm, cơn sóng lớn trong lòng cũng tăng lên. Tiêu Phàm gật đầu khẳng định, hắn đã từng nghe Lăng Ngạo nói qua, Chiến Thần Điện đã bắt đầu động thủ toàn diện đối với Chiến Hồn Đại Lục, nghĩ đến đã không còn kiêng kỵ lực lượng của Chiến Hồn Đại Lục. Mà bây giờ nơi này đã rút toàn bộ lực lượng của vọng cổ thiên đô cũng nhất định không phải việc nhất thời, sớm từ mấy tháng trước đó chiến thần điện đã bắt đầu hành động. Nghĩ đến đây, sát khí trên người Tiêu Phàm lúc ẩn lúc hiện, chẳng trách bọn chiến thiên hạ sẽ hủy đi truyền tống trận, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về thần kiếp địa nữa. Hoặc là, chiến thần điện đã hoàn toàn tặng thần kiếp địa cho huyết ma bộ lạc. Không đúng, chiến thần điện không phải phản bội chiến hồn đại lục. Đầu hàng huyết ma bộ lạc rồi sao, làm sao lại phá hỏng truyền tống trận nhỉ? Lông mày Tiêu Phàm đột nhiên nhíu lại. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, chiến thần điện phá hỏng truyền tống thông đạo, điều này rõ ràng là kéo dài khoảng cách với huyết ma bộ lạc, thậm chí không cho huyết ma bộ lạc có cơ hội thông qua truyền tống trận đến chiến hồn đại lục. Nhưng mà, chiến thần điện không phải thần phục huyết ma bộ lạc rồi sao? Trong lòng Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi. Hắn luôn cảm thấy sự việc hoàn toàn không đơn giản như vậy, chí ít, chiến thần điện không chỉ thần phục huyết ma bộ lạc đơn giản như vậy. Tiêu Phàm luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình phía sau đang thao túng mọi thứ, Dạ Cửu U chỉ là một trong số đó mà thôi. Chí ít ở hiện tại, chiến thần điện đúng là đã phản bội chiến hồn đại lục, nhưng có thần phục huyết ma bộ lạc hay không lại là chuyện khác. Chờ một chút, chẳng lẽ ngoại trừ hai phe chiến hồn đại lục và huyết ma bộ lạc ra? Còn có phe thứ ba. Đột nhiên trong lòng Tiêu Phàm run lên, rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, đúng rồi, ban đầu lúc ta muốn thi triển chủng ma chi thuật đối với Giang Thiên Vũ, đột nhiên có một đạo ấn ký giết hắn, lẽ nào? Tiêu Phàm không nghĩ tiếp nữa, nếu như trước đó chỉ là tùy ý phỏng đoán, lần này, bây giờ hắn lại có mấy phần tự tin. Tiêu huynh, xử trí những người này như thế nào? Con người chiến hoàng thiên lạnh lùng nhìn quét tu sĩ khác của vọng cổ thiên đô, lạnh giọng nói, trên mệnh cách của đại bộ phận người bọn hắn bị chiến luân hồi để lại ấn ký. Chiến hoàng thiên không nói tiếp nữa, nhưng tự nhiên Tiêu Phàm hiểu được ý hắn, đại bộ phận người này, đều đã chỉ là công cụ của kẻ khác, hơn nữa còn là kẻ địch của bọn hắn. Thế nhưng còn có một bộ phận nhỏ ở đâu? Tiêu Phàm thở sâu, nhất thời trong lòng trong cũng khó ra quyết định, chính là đối với những người này, cuối cùng là giết. Hay là không giết? Âm cũng chính lúc này, một tiếng nổ vang kinh thiên khiến Tiêu Phàm giật mình tỉnh lại, sau một khắc, đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phía trên bầu trời, màn sáng màu máu rung động kịch liệt, bất kể lúc nào cũng giống như muốn bạo tán ra. Sức mạnh của phong tỏa thiên địa sắp biến mất rồi. Du Ảnh kinh ngạc nói, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Tu sĩ chiến thần điện cũng vui vẻ không thôi. Một khi sức mạnh này biến mất, tương lai bọn hắn chỉ cần có thể tránh thoát khỏi sự trói buộc sức mạnh của thần kiếp địa,
cũng có thể rời khỏi nơi này, dù sao cũng hơn chết trong tay huyết ma bộ lạc. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bình thường chiến thần cảnh, xem như không phong tỏa thiên địa, muốn tránh thoát trói buộc trọng lực của thần kiếp địa, cũng là không thể nào. Không đúng, Hình Thánh híp hai mắt nhìn trên không trung, lông mày vặn cao lại. Đột nhiên, con người Tiêu Phàm co rụt lại, quát to, đi. Lời nói vừa dứt, Tiêu Phàm cực tốc lao về phía chân trời, đã không lo được sự sống chết của tu sĩ chiến thần điện, vừa mới trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu mình đều nổ tung ra. Sau một khắc, sắc mặt của đám người Hình Thánh cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy một luồng khí tức vô cùng đáng sợ cuốn tới, đám người chỉ cảm thấy cả vùng trời sụp xuống, ép cho tất cả mọi người ngột ngạt vô cùng. Mấy người Tiêu Phàm hướng phía một bên chân trời lao đi, một lần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy màn ánh sáng màu máu của chân trời lại tốc độ cực nhanh tới gần phía vọng cổ thiên đô. Vẻn vẹn thời gian một hơi, huyết sắc sáng loáng đầy trời ở phía trên vọng cổ thiên đô ngưng tụ thành một trường huyết sắc trường cương thật lớn vô cùng, tựa như một trường có thể đập nát cả tòa vọng cổ thiên đô. Đạo huyết sắc trường cương kia, giống hệt một vùng trời, che đậy lấy vùng hình tròn hơn vạn dặm, phía dưới bàn tay, bất kỳ sinh linh nào cũng đều là sâu kiến. Giờ khắc này, thiên địa rung động kịch liệt, hư không xuất hiện một dòng khe hở lít nha lít nhít, giống như mạng nhện, lan tràn khắp bầu trời, giống như tận thế giáng lâm. Bùm bùm bùm, từng tiếng nổ vang truyền ra, không ít tu sĩ chiến thánh cảnh bên trong vọng cổ thiên đô, căn bản không chịu nổi dòng uy áp cuồng bạo kia, trực tiếp phát nổ mà chết. Những tu sĩ chiến thần cảnh kia, cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất, máu phun trong miệng, ôm đầu kêu thảm thiết, giống như linh hồn bị kim đâm, hoàn toàn không chịu nổi dòng uy áp kia. Mấy người Tiêu Phàm chạy trốn nhìn thấy cảnh này của vọng cổ thiên đô, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn vẫn chưa muốn giết tu sĩ chiến thần điện, lại có người muốn giết bọn họ rồi. Vẻn vẹn chỉ là uy áp mà thôi, thì đã khủng bố như thế, vậy một kích này nếu chính diện giáng xuống, phải đáng sợ như thế nào? Một kích này, tuyệt đối là một kích của siêu việt chiến thần cảnh. Một kích thiên thần, minh yểm, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Truyền tống trận của vọng cổ thiên đô bị hủy, Tiêu Phàm vốn dĩ còn muốn chờ sau khi sức mạnh phong tỏa thiên địa biến mất mới rời đi, nhưng mà hắn không ngờ rằng minh yểm còn không có ý định buông tha bọn hắn, muốn ngưng tụ sức mạnh cuối cùng giết bọn họ. Sau chút lo lắng, Tiêu Phàm cảm thấy có chút may mắn là minh yểm không đích thân giáng lâm. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng biết, minh yểm chính là cường giả thiên thần, thân thể thật muốn giáng lâm thần kiếp địa, nhất định cũng phải trả một cái giá lớn. Hoặc là, minh yểm cũng vì một vài khả năng vốn dĩ thoát thân không ra, bằng không mà nói, Tiêu Phàm căn bản không thể sống đến bây giờ. Thiên địa rung động ù ù không dứt, một kích thiên thần, cho dù toàn bộ thế giới đều có chút không chịu nổi. Bọn Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn về phía chân trời, mấy người phát hiện, huyết sắc trường cương lại gào thét đánh xuống đất, tốc độ kia nhìn như rất chậm, lại nhanh đến cực hạn. Huyết sắc trường cương to lớn, bao phủ phạm vi hơn vạn dặm, bằng vào bọn Tiêu Phàm, là tuyệt đối không thể chạy ra khỏi phạm vi oanh sát của huyết sắc trường cương. Đoàng 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 từng tiếng nổ vang từ phía sau bọn Tiêu Phàm truyền đến, ánh sáng còn lại của mấy người nhìn thấy, không ngờ vọng cổ thiên đô hoàn toàn chìm xuống dưới. Mấy người không cách nào tưởng tượng được, những tu sĩ chiến thánh cảnh kia làm sao có thể sống sót. Đừng nói chiến thánh cảnh, cho dù là chiến thần cảnh cũng không thể chịu nổi, dù là mấy người bọn Tiêu Phàm, cũng giống như gánh lấy một tòa núi cổ tới phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm. Tiếp tục như vậy, không đợi trưởng cương kia rơi xuống, chúng ta đã không chịu nổi. Sắc mặt của Tiêu Phàm khó xử tới cực điểm. Nhưng hắn vẫn cưỡng ép như cũ giữ vững bình tĩnh cho mình, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng suy nghĩ. Đột nhiên, thân hình Tiêu Phàm dừng lại, con ngươi nhìn về phía bầu trời, một vòng ánh sáng hiện lên, có điều dù sao đi chăng nữa đều phải liều mạng. Dưới một kích này, đừng nói hắn chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ, cho dù là chiến thần đỉnh phong, nếu như chống lại huyết sắc trưởng cương kia, cũng phải chết không nghi ngờ gì. Hiện tại, hắn cũng không thể tùy ý để huyết sắc trưởng cương rơi xuống, đương nhiên lấy thực lực của Tiêu Phàm cũng không thể phá bỏ được huyết sắc trưởng cương. Điều duy nhất hắn có thể làm, vẫn là chạy trốn. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngừng lại, Chiến Hoàng Thiên, Hình Thánh, Kiếm La và Du Ảnh cũng không rời đi, mà là dừng lại ở bên cạnh Tiêu Phàm, nhìn Tiêu Phàm không biết vì sao.
bọn hắn ít nhiều có chút hiểu rõ Tiêu Phàm, là Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chờ chết. Các ngươi có tin ta hay không? Tiêu Phàm không chờ mấy người mở miệng, liền hết sức trịnh trọng nói. Tiêu huynh cần làm cái gì, nói đi. Chiến Hoàng Thiên nói không chút do dự. Chúng ta tin tưởng điện chủ. Ba người hình thánh cũng gật đầu, giờ phút này, cho dù ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong hình thánh đều lộ ra vẻ tái nhợt bất lực, Kiếm La và Du Ảnh lại càng không cần phải nói. Ta chỉ cần các ngươi đừng phản kháng. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, sau đó lực của linh hồn bao phủ bốn người căn bản không có bất kỳ ngăn cản gì, mặc dáng vẻ cho Tiêu Phàm nhào nặn. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm bỗng nhiên mang theo bốn người biến mất tại chỗ, đưa bốn người vào bên trong tiểu thiên địa. Sau đó, Tiêu Phàm một thân một mình xuất hiện ở vạn thánh dược các bên trong không gian bí cảnh, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh, lạnh giọng nói, Minh Yểm có nằm mơ cũng không ngờ, hắn rút sức mạnh phong tỏa thiên địa tới giết ta, lại không nghĩ rằng ta có thể trốn vào bên trong không gian bí cảnh. Nhìn bốn phía chỉ còn lại không gian bí cảnh của thực vật, Tiêu Phàm hít một hơi sâu, tại thời khắc hắn sớm dừng thân lại, linh hồn phân thân đã chuyển tất cả mọi người đến đệ nhất lâu. Thậm chí ngay cả đông đảo hồn thú và rất nhiều sinh linh đều bị hắn đưa vào bên trong tiểu thiên địa, Tiêu Phàm luyện hóa vạn thánh dược các, có được sự khống chế tuyệt đối của vùng không gian bí cảnh này. Đừng thấy mọi thứ này đã qua rất lâu, tất cả đều chỉ xảy ra trong một nhịp thở mà thôi. Nhưng, Tiêu Phàm vẫn cau mày như trước, hắn cảm thấy còn có một luồng sức mạnh đáng sợ tập trung vào hắn, lông mày của hắn không khỏi cau lại. Uỳnh! Đương nhiên khoảnh khắc Tiêu Phàm tiến vào không gian bí cảnh của vạn thánh dược các, huyết sắc trường cương của Minh Yểm bỗng nhiên rơi xuống, chung quanh vạn dặm hình tròn của vọng cổ thiên đô bị một trường vỗ trúng, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống dưới. Thậm chí, ngay cả toàn bộ thần kiếp địa đều run rẩy kịch liệt một lát, có thể nghĩ mà biết được uy lực của một kích này. Gần như đồng thời, các chỗ trong không gian bí cảnh của vạn thánh dược các, Tiêu Phàm có thể cảm nhận rõ ràng được cả vùng không gian chấn động một cái. Sau đó, phía trên không của không gian bí cảnh, đột nhiên xuất hiện đường vân lít nha lít nhít, cả vùng không gian bí cảnh cũng bắt đầu bị phá thành mảnh nhỏ. Phá vỡ rồi, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, vẻn vẹn một luồng khí thế tập trung vào mình, một kích kia cách không gian vô tận, đánh nát không gian bí cảnh của vạn thánh dược các rồi. Nếu như hắn vẫn ở thần kiếp địa, vậy bây giờ có lẽ đã hóa thành một mảnh phấn vụn. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm run lên bần bật, đây chính là thực lực của thiên thần cảnh sao? Tiêu Phàm chậm rãi nhìn không gian bí cảnh bị phá thành từng mảnh nhỏ, không khỏi thở dài, một vùng không gian bí cảnh, không ngờ lại bị hủy như thế. Phải biết rằng, cho dù lấy sức mạnh bây giờ của hắn, muốn phong tỏa một vùng không gian bí cảnh cũng không làm được, cứ tùy tiện hủy một vùng không gian bí cảnh như thế. Điều này quả thực quá lãng phí. Có điều nghĩ một chút cũng là bình thường, hủy một vùng không gian bí cảnh, nhóm người mình vẫn sống tiếp, đã rất khó được rồi. Thử hỏi trong thiên hạ, có mấy người có thể ở thất biến chiến thần mà ngăn cản được một kích của thiên thần? Đã đủ để Tiêu Phàm hắn kiêu ngạo rồi. Đúng rồi, không phải Chọc Thiên Hồng đã nói, sau khi không gian bí cảnh vỡ vụn, có thể dung nhập nó vào trong tiểu thiên địa sao? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút. Trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng. Trước kia hắn còn đang suy nghĩ làm sao dung nhập hai cái không gian bí cảnh trên người mình vào tiểu thiên địa đây, hiện tại không gian bí cảnh này vỡ vụn rồi, lực phong ấn cũng bị giải trừ, chẳng phải là cơ hội tới rồi sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm có chút vui mừng, Minh Yểm giết mình không thành, chẳng phải là biến thành trợ giúp mình sao? Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại. Đã là ở bên trong phế tích thần kiếp địa, cùng hắn xuất hiện còn có Chiến Hoàng Thiên cùng mấy người hình thánh. Khi mấy người nhìn thấy chung quanh, không khỏi hít một hơi lạnh. Giờ phút này, chỗ bọn hắn ở là một màu đen kịt trong vực sâu, linh hồn lực quét qua, bốn phía bụi bặm tràn ngập, đất đá lăn xuống, tảng đá ở dưới chân bọn hắn cũng nhanh chóng rơi xuống phía dưới vực sâu. Mấy người chỉ kịp vội vàng phản ứng, sau đó nhanh chóng lao về phía không trung. Thời gian mấy hơi thở, bốn người đã xuất hiện ở hư không cao mấy chục dặm. Từ hư không quan sát phía dưới, sắc mặt của mấy người cứng ngắc ở đó, lúc này bọn hắn mới phát hiện, chỗ bọn hắn vừa mới rơi xuống, chỉ là một cái khe hở nhỏ trên mảnh đại địa bừa bộn này mà thôi. Không, nói đúng hơn, là một cái hang của khe rảnh lớn,
chỉ là hang này so với hơn mấy ngàn vạn dặm xung quanh mà nói, tỏ ra rất nhỏ bé. Đây là một kích của thiên thần, Kiếm La kinh hãi vô cùng, trong mắt không ngừng rung động. Vẻ mặt của Chiến Hoàng Thiên và Du Ảnh cũng chẳng tốt đẹp gì, uy lực của thiên thần, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn hắn, đây đã là tương đương với hủy thiên diệt địa rồi. Có lẽ, đây vẫn chỉ là một kích tùy ý mà thôi, nếu như toàn lực ứng phó, chẳng phải là có thể đánh nát khu cổ địa này. Mấy người không tiếp tục nghĩ nữa, nhưng trên thân mỗi người đều tràn đầy khát vọng đối với thực lực, dù là hình thánh cũng không ngoại lệ. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, đối mặt thiên thần thì có gì sợ. Rất nhanh, mấy người lấy lại tinh thần, cảm kích nhìn Tiêu Phàm, trong lòng càng vô cùng kinh ngạc, bọn hắn không ngờ, Tiêu Phàm lại thật có thể đưa theo bọn hắn sống tiếp. Giờ khắc này, trong ánh mắt hình thánh nhìn Tiêu Phàm có một ý vô cùng kính trọng, hắn không còn dám khinh thường thực lực của Tiêu Phàm nữa. Bởi vì căn bản hắn cũng không có tư cách khinh thường Tiêu Phàm, chí ít, hắn không thể nào sống sót dưới một kích của thiên thần. Mấy người ở đây, ngoại trừ Tiêu Phàm ra, những người khác đều không thể làm được. Lần này không giết chết ta, ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thở sâu, trong lòng cực kỳ tự tin nói. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm liền bắt đầu bận rộn, một bộ linh hồn phân thân xuất hiện ở bên trong không gian bí cảnh của Vạn Thánh Dược Các, thông với tiểu thiên địa bắt đầu hấp thu mọi thứ bên trong không gian bí cảnh. Tiêu Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, tốc độ của tiểu thiên địa đang tăng lớn đáng sợ, không ngờ so với tốc độ tăng trưởng mà hắn đột phá một cảnh giới nhỏ còn nhanh hơn nhiều. Hắn không ngờ, luyện hóa không gian bí cảnh lại có lợi ích lớn như vậy, có thể làm cho không gian bí cảnh nhanh chóng trưởng thành như thế. Tiểu thiên địa, thật đúng là thứ kỳ diệu, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Tiêu Phàm chưa hề nghĩ tới, trong cơ thể mình lại có thể nắm giữ một tiểu thế giới. Hơn nữa sức mạnh bên trong tiểu thế giới này đều do hắn điều khiển. Hiện tại Tiêu Phàm nếu như điều động sức mạnh của tiểu thiên địa thì chiến thần cảnh đỉnh phong đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ánh mắt của Tiêu Phàm có lẽ sớm đã là siêu việt chiến thần cảnh rồi, thậm chí, chiến hồn đại lục cũng chưa hẳn là cực hạn của hắn. Đương nhiên, Tiêu Phàm có được tiểu thiên địa, cũng có vấn đề của mình, ví như hắn căn bản không biết người có được tiểu thiên địa phải làm sao mới có thể phát triển nhanh hơn. Tiểu thiên địa đúng là có thể đảm đương mệnh cách của mình, gánh chịu sức mạnh của thiên thần sao? Nếu như nói, chiến hồn đại lục còn có người có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận tiểu thiên địa, vậy cũng chỉ có Hề lão, trong lòng Tiêu Phàm âm thầm quyết định, sau này gặp gỡ Hề lão, nhất định phải lĩnh giáo một phen, có lẽ Hề lão biết cũng không chừng. Điện chủ, chúng ta vẫn nên rời đi trước thì hơn. Hình thánh hiếm khí mở miệng nói chuyện, một tiếng điện chủ này đã gọi tâm phục khẩu phục. Bất luận là Tiêu Phàm vì đại cục, vì tâm tình huynh đệ, hay là bản thân hắn có sức mạnh, cũng đã khiến cho hình thánh công nhận người điện chủ Tiêu Phàm này. Rời đi trước, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn vừa mới đúng là ngăn cản một kích của thiên thần, thế nhưng hắn đã dùng một cái không gian bí cảnh đổi lấy. Hiện tại ở trên người hắn chỉ có không gian bí cảnh Tu La Điện kia nữa, cũng không muốn tiếp tục lãng phí ở trên người Minh Yểm. Cái không gian bí cảnh này, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không phá hỏng, dù sao, đây chính là át chủ bài có thể cứu hắn một mạng trong tay cường giả thiên thần cảnh. Lời vừa dứt, bỗng nhiên năm người liền đạp không bay lên, sức mạnh của màn ánh sáng màu máu phong tỏa thiên địa đã tản đi, lấy thực lực của bọn hắn, sức mạnh trói buộc của thần kiếp địa đã không làm gì được bọn họ. Về phần không gian bí cảnh Vạn Thánh Dược Các, Tiêu Phàm giao cho linh hồn phân thân của mình đi luyện hóa là đủ rồi. Hắn còn có việc của mình phải làm, mà lại cũng không phải một thời gian ngắn có thể luyện hóa thành. Tiêu Phàm hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu rõ vì sao đế thương lúc ấy cảm thán vận khí của hắn tốt, hắn có được năng lực phân liệt của linh hồn, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể tu luyện và lĩnh ngộ. Linh hồn phân thân càng nhiều, thời gian hắn có được càng nhiều, có bao nhiêu cái linh hồn phân thân, thì có được gấp bấy nhiêu lần thời gian người khác. Sau nửa ngày, mấy người Tiêu Phàm xuất hiện ở bên trong vô ngần hắc ám, thần kiếp địa giống như một ngôi sao, ở trong tầm mắt của bọn hắn càng ngày càng nhỏ. Lão đại bọn họ hẳn là cũng du đãng ở trong hư không vô ngần. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, quét mắt tứ phương, muốn tìm kiếm bóng dáng của bọn Lăng Phong. Đáng tiếc, chủ định này khiến hắn thất vọng rồi, trong hư vô này,
ngay cả một vùng đất cổ xưa cũng tỏ ra rất nhỏ bé, càng huống chi là người. Nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, bọn Lăng Phong nhất định có thể bình yên trở lại chiến hồn đại lục, dù sao, đại bộ phận bọn hắn đều là chiến thần cảnh. Tốc độ của mấy người rất nhanh, đột phá đến chiến thần cảnh, ở trong mắt bọn họ, trong hư không tiến bộ nhanh đã là một chuyện bình thường hiếm có. Phi nhanh nửa canh giờ thời gian, Tiêu Phàm thở dài, hắn biết, muốn gặp gỡ bọn Lăng Phong ở trong hư vô, là không thể nào. Giờ phút này, đã có thể lờ mờ nhìn thấy tận cùng hư vô, có một ngôi sao to lớn màu xanh lam. Kia là chiến hồn đại lục, chúng ta lại trở về. Du Ảnh nhìn không được hét lớn. Bọn hắn thủ hộ tại cửa vào tinh không cổ lộ hơn ngàn năm, hiện tại rốt cục lại có thể đặt chân lên mảnh đất mà mình đã sinh ra và lớn lên một lần nữa, điều này làm sao có thể khiến bọn hắn bình tĩnh chứ? Trở về, Hình Thánh cũng bối rối nói ra, đáy mắt kích động khó kìm nén. Kiếm La càng không ngoại lệ, nhưng trong khoảng thời gian đi theo Tiêu Phàm đến nay, Kiếm La cũng xảy ra biến hóa rất lớn, trước kia hắn là một thanh kiếm vô cùng lăng lệ, xuất kiếm tất sát người. Mà bây giờ, Kiếm La đã biến thành một thanh nội liếm kiếm, đả thương người giết người chỉ ở trong ý niệm của hắn. Tốc độ trở về như vậy quá chậm, chỉ có Tiêu Phàm nhíu mày, hoàn toàn không có bất kỳ sự kinh ngạc vui mừng gì, ngược lại thần sắc có chút ngưng động. Nghe được lời Tiêu Phàm nói, vẻ mặt mấy người chiến hoàng thiên đều không hiểu nhìn hắn, bọn họ đã dốc hết sức để chạy tới đây, sao Tiêu Phàm vẫn chê bọn họ đến chậm chứ? Phải biết rằng trong không gian hư vô, rất dễ gặp phải hư vô phong bạo, cho dù là chiến thần cảnh, nếu chẳng may gặp phải nó, cũng sẽ rất phiền toái. Bọn họ không thể vì một mực chạy đến nhanh mà ngay cả an nguy của bản thân cũng không để ý tới chứ. Tiêu Phàm cũng nhìn ra vẻ mặt nghi hoặc của họ, liền giải thích, các vị, hiện nay chiến thần điện đã ra tay với các đại cổ tộc, ta lo lắng an nguy của người nhà, đành phải đi trước một bước. Đám người nghe thấy vậy, thần sắc mỗi người không giống nhau, chiến hoàng thiên khuyên nhủ nói, Tiêu huynh, ta biết rõ huynh vội vã trở về. Nhưng nếu sự tình đã xảy ra rồi thì muộn mấy ngày hay sớm mấy ngày đều không khác nhau quá nhiều. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt chiến hoàng thiên cũng lóe lên một tia lo âu, hắn đã phản bội chiến thần điện, vậy chiến thần điện kia có phải cũng sẽ không buông tha cho người nhà của hắn không? Tiêu Phàm lắc đầu nói, trở về sớm một chút, có lẽ vẫn có thể tránh cho sự việc xảy ra. Thấy thái độ kiên quyết của Tiêu Phàm, hắn sẽ không muốn thay đổi chủ ý, mấy người nhìn nhau cũng không biết nói gì. Ai là Hồ Lão Ngũ, cút ra đây cho ta. Giọng nói cuồng bạo vang vọng thật lâu trên bầu trời, khiến không gian đều rung động, tựa như một mặt băng bị phá vỡ, mảnh vụn bay tán loạn. Tiếng nói hóa thành sóng âm trùng kích xông thẳng đến chiến thuyền, sóng biển cũng bị kích thích mà dâng cao đến mấy trượng, khiến chiến thuyền bắt đầu lay động mãnh liệt. Đứng trên đầu thuyền, Hồ Mạnh Nhiên bỗng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch, thân thể phải lui ra sau mấy bước mới đứng vững. Phải biết, hắn bây giờ đã là chiến thánh cảnh hậu kỳ, chỉ đối mặt với khí thế của đối phương vậy mà còn đứng không vững, thì không biết thực lực của đối phương cường đại đến đâu. Hắn không cần nghĩ cũng biết rõ, tu vi của những kẻ đối diện, nhất định là vượt qua cấp độ chiến thánh cảnh. Hồ Mạnh Nhiên khẽ cắn môi, lau đi vết máu ở khóe miệng, nghe ngữ khí của kim bào nam tử này, hắn biết người này tới là để đối phó với hắn. Chỉ là hắn hoàn toàn không nhớ bản thân từ lúc nào đã chọc vào nhân vật bác này, hắn nhìn hồi lâu cũng không nhận ra được. Lúc này, Hồ Mạnh Nhiên hít sâu một cái, rồi nói, vị tiền bối này, vãn bối Hồ Mạnh Nhiên, không biết tiền bối. Lời nói còn chưa dứt, một tia sáng từ sau lưng kim bào nam tử phát ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt đã đi tới trước người Hồ Mạnh Nhiên. Thấy thế, Hồ Mạnh Nhiên phản ứng cũng cực nhanh. Mặc dù biết rằng dưới cỗ khí thế kia, hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào, nhưng hắn cũng không lui lại mà đấm ra một quyền về phía tia sáng kia. Quỳnh, một tiếng nổ vang, không đợi đám người trên thuyền kịp lấy lại tinh thần, thân thể Hồ Mạnh Nhiên như diều đứt dây, bay ngược lại, máu tươi trong miệng phun ra, xương cốt truyền đến từng tiếng nứt vỡ. Chịu một chưởng này, Hồ Mạnh Nhiên không có chút sức phản kháng nào, thân thể hắn bị đánh xuyên qua chiến thuyền. Hóa thành một vệt sáng rơi vào trong biển. Tu sĩ trên thuyền khẽ hít một hơi khí lạnh, nhìn thảm trạng của Hồ Mạnh Nhiên, trong mắt họ đều tràn ngập sợ hãi. Ở Lâm Hải cảng này, còn có ai không biết ba chữ Hồ Mạnh Nhiên này đại biểu cho cái gì? Đây chính là đại biểu của thực lực đấy,
Hồ Mạnh Nhiên chính là một chiến thánh cảnh hậu kỳ, thủ hạ có không ít là cường giả chiến thánh cảnh, tại Lâm Hải Cảng, cho dù là phủ thành chủ hay những đại gia tộc cũng không dám cùng hắn tranh phong. Nhưng mà hiện tại, người kia vậy mà có thể dùng một chưởng đánh bay hắn, hơn nữa sống chết không rõ, thực lực này phải cường đại đến mức nào chứ? Huống chi, người ra tay cũng chỉ là một tên thủ hạ mà thôi. Một thoáng thời gian, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về kim bào nam tử, trên bong thuyền, dù trong lòng những tu sĩ kia không cam lòng, nhưng không có ai dám xông lên. Kim bào nam tử lạnh lùng liếc qua mặt biển một cái, mặt biển đã khôi phục lại bình yên, nhưng bóng dáng của Hồ Mạnh Nhiên lại không thấy đâu. Muốn chạy sao? Khóe miệng kim bào nam tử khẽ dương lên, khinh thường nói, đã ở trong tay chiến phi dương ta, còn muốn chạy. Chỉ thấy tay hắn khẽ vung lên, 10 tên thuộc hạ sau lưng hắn không chút do dự nhảy vào biển, rõ ràng là muốn truy sát Hồ Mạnh Nhiên. Sâu dưới đáy biển, Hồ Mạnh Nhiên bị một chưởng của tên thủ hạ của chiến phi dương đánh trọng thương, lục phủ ngũ tạng của hắn bị đánh vỡ không ít, nếu như không phải hắn có nghị lực mạnh mẽ, chắc đã sớm lâm hôn mê. Những người này là ai, sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt Hồ Mạnh Nhiên trắng bệch, trong đầu thầm suy nghĩ. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ không chọc đến cường giả chiến thần cảnh, dù sao Lâm Hải Cảng chỉ là một tòa thành bình thường, hơn nữa hắn vẫn luôn khiêm tốn làm người. Bỗng nhiên, hai mắt Hồ Mạnh Nhiên lóe lên, hắn trầm tư, nói chẳng lẽ là kẻ thù của công tử. Công tử trong lời nói của hắn tất nhiên là Tiêu Phàm, hắn nghĩ, chỉ có Tiêu Phàm mới có thể có địch nhân cường đại như vậy, hơn nữa Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết, kẻ muốn Tiêu Phàm chết có không ít. Đối phương không ra tay giết được Tiêu Phàm, cho nên mới tìm tới những người có quan hệ với Tiêu Phàm. Chỉ là Hồ Mạnh Nhiên nghĩ không ra. Quan hệ của hắn cùng với Tiêu Phàm vốn cực kỳ bí ẩn, trừ nhóm người đi cùng hắn, không thể có người khác biết rõ được. Phản đồ, Hồ Mạnh Nhiên như nghĩ ra được điều gì, ánh mắt biến thành lạnh lẽo. Hắn rất tin tưởng huynh đệ của mình, sự việc xảy ra hắn tuyệt đối không muốn nghi ngờ những huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử, nhưng nghĩ lại thì đây là lý do duy nhất để giải thích việc hắn bị người tìm tới cửa. Mặc kệ có phải có phản đồ thật hay không. Những huynh đệ kia đều không thể chết. Hồ Mạnh Nhiên cắn răng nói. Nếu là những người khác, có lẽ đã sớm chạy trốn, nhưng Hồ Mạnh Nhiên không nghĩ sẽ bỏ chạy. Hắn biết nếu hắn nếu chạy, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những huynh đệ đi theo hắn trên kia. Nghĩ vậy, Hồ Mạnh Nhiên cắn răng ngoi lên trên mặt nước, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện truyền âm ngọc phù, hắn mới kịp rót vào đó một tia hồn lực thì đột nhiên có 10 luồng khí tức tràn đầy lao tới hắn. Cảm thụ được ba động phát ra từ 10 luồng khí tức cường đại kia, Hồ Mạnh Nhiên đại khái biết được tu vi của những kẻ này, tất cả đều là cường giả chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên. Kẻ kia vậy mà lại phái 10 cường giả chiến thánh tới để đối phó ta. Sắc mặt Hồ Mạnh Nhiên có chút khó coi, hắn không biết mình nên cảm thấy là tự hào hay bất hạnh nữa. Hít sâu một cái, Hồ Mạnh Nhiên lại vội vàng chạy về sâu trong đáy biển, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Ngươi chạy không thoát, nếu ngươi có thể chạy mất, lão tử sẽ tự chặt đầu cho ngươi làm bóng đá. Đã lâu không có trò mèo vờn chuột, thật không biết đại nhân nghĩ thế nào, một tu sĩ chiến thánh cảnh mà thôi, vậy mà lại đánh trống khua chiêng như thế. Nghe nói tên này cùng Tu La Điện Chủ có chút quan hệ, đại nhân hẳn là muốn bắt hắn lại, từ trên người hắn moi chút tin tức về Tu La Điện Chủ. 10 chiến thánh cảnh cường giả, có kẻ quát mắng, nhưng phần lớn người lại tràn ngập khinh thường. Không kiêng nể gì mà nghị luận, tiếng bàn tán của bọn chúng đều truyền vào tai Hồ Mộng Nhiên. Dưới áp lực của hồn lực hùng hậu, nước biển bốn phía đều bị gạt sang chỗ khác, khiến tốc độ của bọn hắn không chậm hơn so với trên đất liền bao nhiêu. Truy đuổi đã vượt qua khoảng cách 10 dặm, thương thế trên người Hồ Mộng Nhiên bắt đầu tăng thêm, tốc độ của hắn cuối cùng cũng giảm xuống. 10 chiến thánh cảnh cường giả thấy thế, liền tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt đã bao vây quanh Hồ Mộng Nhiên. Ngươi tiếp tục chạy đi, sao không chạy? Một tên tu sĩ cười lạnh nhìn Hồ Mạnh Nhiên, ánh mắt hắn hung ác nham hiểm tràn đầy sát khí. Nhìn bộ dáng suy yếu của Hồ Mạnh Nhiên, 9 tên chiến thánh cảnh cường giả còn lại cũng cười rộ lên, tiếng cười vô cùng tà ác, bọn hắn đều ưa thích trò chơi mèo vần chuột. Lúc này, sắc mặt Hồ Mạnh Nhiên vốn trắng bệch, trên mặt đột nhiên lại hiện lên một nụ cười này so với 10 tên kia thì càng thêm tà ác nói, bởi vì không cần thiết. Đúng vậy,
dù sao cũng là một lần chết, chạy hay không chạy kết quả đều giống nhau, xem ra ngươi cũng tự mình hiểu được. Lại một tên cường giả chiến thánh cảnh mặc áo bào trắng nhe răng cười nói. Nhanh bắt lấy hắn, đại nhân còn đang chờ chúng ta đây. Một tên mặc hắc bào lại mở miệng, khi tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp ra tay đánh về phía Hồ Mạnh Nhiên. Cẩn thận một chút, đừng giết chết hắn, đại nhân muốn hắn sống. Tên mặc áo bào trắng thấy thế lại kêu to, nhưng hắn không có ý xuất thủ, hắn thấy, chỉ một mình hắc bào nam tử đã đủ để bắt sống Hồ Mạnh Nhiên. Phụt, 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 lời nói còn chưa dứt, đột nhiên từng âm thanh thanh thúy vang lên, 9 người, bao gồm cả tên chiến thánh cảnh áo bào trắng kia, ở ngực mỗi tên đều bị lôi điện xuyên thủng, máu tươi thẩm thấu mà ra, khiến nước biển quanh đó biến thành màu máu. Chấm, từ hướng Hồ Mạnh Nhiên chạy. Hắc bào nam tử cảm giác có chút không thích hợp, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, hắn thấy, phía sau lưng đám người áo bào trắng xuất hiện từng thân ảnh màu tím to lớn. Nhìn kỹ, đó là từng con tử văn lôi man, mỗi một con đều phát ra khí tức cường đại hơn so với hắn. Mà trừ hắn ra, 9 người kia đều đã bị lôi điện màu tím giết chết, chết đến không thể chết thêm lần nữa. Sau một khắc, những tử văn lôi man đó lại giết về phía hắn. Hắc bào nam tử cảm giác toàn thân rét run, hai chân hắn bắt đầu run lên. Lúc này hắn mới hiểu được ý của Hồ Mạnh Nhiên, hắn không cần thiết chạy, bởi vì bọn hắn đều phải chết. Trên mặt biển, chiến phi dương chờ nửa ngày, vẫn chưa nhìn thấy 10 tên chiến thánh cảnh cường giả xuất hiện, lông mày không khỏi nhíu lại. Sau đó, hắn thả linh hồn lực chậm rãi tràn ngập khắp nơi, dò xét bên trong nước biển. Điều tra nửa ngày. Chiến phi dương lại không phát hiện được bóng dáng bất cứ kẻ nào, Hồ Mạnh Nhiên cùng 10 tên chiến thánh cảnh cường giả cứ như vậy mà biến mất. Thu lại linh hồn lực, trong mắt chiến phi dương nổi lên lãnh quang, nổi giận mắng, một đám phế vật, vậy mà để cho hắn chạy. Chiến phi dương mặc dù là chiến thần cảnh, nhưng linh hồn lực của hắn cũng không phải rất cường đại, trong nước biển cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi khoảng 10 dặm. Vì vậy, hắn tự nhiên không biết sự tình ngoài 10 dặm kia. Hắn phái ra 10 tên chiến thánh cường giả, bây giờ đều đã táng mệnh dưới hoàng tuyền. Một khắc sau, ánh mắt chiến phi dương lại rơi vào trên chiến thuyền, nhếch miệng cười nói, thật không ngờ, chỉ một chiếc hải luân nho nhỏ, vậy mà chứa nhiều tài nguyên như vậy, khó trách có người nói có kẻ giúp Tu La Điện chuẩn bị tài nguyên, trước đó ta còn không tin, bây giờ nhìn thấy, xem ra bản thân chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn. Trên chiến thuyền, những tu sĩ nghe thấy lời này rất nhiều người sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ở đây, có không ít người lúc trước đi theo Tiêu Phàm tiến về Chân Long Cốc, hơn nữa còn biết rõ thân phận của Tiêu Phàm. Nếu như những người này thực sự là vì muốn đối phó với Tu La Điện mà đến, vậy thì bọn họ đoán chừng đều sống không được. Tiền bối, chúng ta không biết Tu La Điện là gì, chúng ta chỉ vì mưu cầu một miếng cơm ăn mà thôi, mong tiền bối thứ tội. Nghe được lời chiến phi dương nói, một tu sĩ cố lấy dũng khí nói. Giờ phút này còn không cầu tình, đợi qua một lúc sẽ không có cơ hội nữa. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta chỉ là thủy thủ bình thường, căn bản không biết Hồ Lão Ngũ cùng Tu La Điện có quan hệ, tất cả những thứ này cũng không quan hệ gì tới chúng ta. Xin tiền bối nhìn rõ mọi việc, chúng ta đều là bị Hồ Lão Ngũ mê hoặc, bị buộc lên thuyền. Người nhà của ta đều bị Hồ Lão Ngũ nắm trong tay. Không thể không thay hắn ra sức, mong tiền bối tha cho chúng ta, về sau chúng ta nhất định sẽ không bị Hồ Lão Ngũ uy hiếp. Những tu sĩ trên chiến thuyền ngươi một câu, ta một câu, lý do gì cũng nghĩ ra, bọn hắn hiện tại chỉ muốn đẩy tất cả tội danh lên thân Hồ Mạnh Nhiên, tất cả chỉ vì mưu cầu sống sót. Những người này, phần lớn là về sau mới gia nhập đội tàu của Hồ Mạnh Nhiên, có một chút sự thật bọn họ không nói láo, bọn họ đều vì miếng cơm, không biết sự tình gì của Tu La Điện. Nhưng tuyệt đối không phải Hồ Mạnh Nhiên bước bọn hắn lên thuyền, thậm chí còn bắt người nhà để uy hiếp bọn hắn. Bởi vì thu nhập trên tàu của Hồ Mạnh Nhiên cao hơn 2 lần so với các đội tàu khác nên bọn hắn mới gia nhập đội tàu. Rất nhiều tu sĩ từ đáy lòng luôn kính phục Hồ Mạnh Nhiên, nghe lời nói của những kẻ kia liền phẫn hận không thôi, nhưng bọn hắn cũng không dám đứng ra, giờ phút này nếu dám công khai đứng về phía Hồ Mạnh Nhiên, ai biết vị kim bào nam tử kia có giết bọn họ hay không. Dù sao, ai cũng là sợ chết, đứng trước thực lực tuyệt đối, không có ai là không sợ chết. Ồ, theo như lời các ngươi nói, tên Hồ Lão Ngũ kia là thật đáng chết.
Chiến Phi Dương nhe răng cười, nhìn về phía những tu sĩ đảng ra sức chỉ trích Hồ Mạnh Nhiên nói. Không sai, hắn đáng chết, đâu chỉ đáng chết, chính là đáng chết vạn lần. Rất nhiều người vội vàng phụ họa Chiến Phi Dương, nhìn thấy trên mặt Chiến Phi Dương lộ ra nụ cười, trong lòng bọn hắn khẽ thở phào, chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn không quan tâm Hồ Mạnh Nhiên đối với bọn hắn tốt hay không. Đây chính là nhân tính xấu xa. Ồ, xác thực nên chết vạn lần. Chiến Phi Dương vô cùng nghiêm túc gật đầu. Những tu sĩ kia nghe thấy thế cũng lập tức cũng cười lên, không ít tu sĩ đã bắt đầu kích động, rốt cuộc họ cũng có hy vọng được sống. Nhưng mà nụ cười trên mặt Chiến Phi Dương bỗng ngưng lại, lộ ra vẻ lạnh lùng, con người rét lạnh đảo qua những tu sĩ trên thuyền. Tất cả mọi người đều không ngờ Chiến Phi Dương có thể trở mặt nhanh như vậy, vẻ mặt bọn hắn tựa như ăn phải chuột chết, bộ dáng dở khóc dở cười. Nhưng ta lại nhận được tin tức là tu sĩ ở cả tòa Lâm Hải Cảng đều tranh nhau muốn gia nhập đội tàu của Hồ Lão Ngũ, căn bản không cần đi uy hiếp cùng bức bách. Chiến Phi Dương khẽ khép hờ hai mắt nói. Lúc này, khí tức trên người Chiến Phi Dương phát ra càng thêm lạnh lẽo, tiếp tục nói, hắn đúng là đáng chết, nhưng so với loại người ăn cháo đá bát như các ngươi thì càng đáng chết hơn. Tiếng nói vừa xuống, một luồng sức mạnh từ trên người Chiến Phi Dương nở rộ ra, xông thẳng tới chiến thuyền. Uy áp của chiến thần cảnh, những kẻ bình thường sao có thể chịu đựng được. Bùm bùm bùm, từng tiếng nổ vang truyền đến, không ít tu sĩ trên thuyền thi nhau nổ tung, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã biến thành vô số mưa máu tràn ngập trên không trung. Chiến thần cảnh đồ sát tu sĩ cấp thấp, chỉ cần một ý niệm trong đầu mà thôi, bọn hắn chỉ là tu sĩ chiến đế cảnh và chiến thánh cảnh cấp thấp sao thể ngăn cản linh hồn uy áp của chiến thần cảnh được. Nhìn thấy nguyên một đám tu sĩ nổ tung, những kẻ khác đều bị dọa cho phát sợ, một cảm giác tử vong bao trùm trên đầu đám người. Một số ít tu sĩ lại cảm thấy hưng phấn không thôi, bởi vì kẻ chết đi đều là những kẻ vừa nãy cất tiếng châm chọc và quở trách Hồ Mạnh Nhiên, một đám vô ơn, chết cũng đáng đời. Chỉ là bọn hắn không hiểu, tại sao Chiến Phi Dương lại động thủ với những kẻ nhục mạ Hồ Mạnh Nhiên. Nếu như không phải trước đó người của Chiến Phi Dương đã đánh bay Hồ Mộng Nhiên, bọn họ còn tưởng rằng Chiến Phi Dương là bằng hữu của Hồ Mạnh Nhiên, bây giờ đang giúp Hồ Mạnh Nhiên thanh lý môn hộ. Thời gian chỉ vẻn vẹn vài nhịp hô hấp, tu sĩ trên thuyền đã chết hơn phân nửa, dường như chỉ còn lại 1/3, những người này đều là người ủng hộ Hồ Mạnh Nhiên. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, bọn hắn cũng không dám đắc tội với tên điên này, ở đây có những mấy chục người, lại bị hắn một nhát giết chết. Đáng tiếc. Bọn hắn không đắc tội Chiến Phi Dương sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Hiển nhiên là không thể nào. Thật lâu sau, ánh mắt Chiến Phi Dương lần nữa rơi vào chiến thuyền, nhìn đám tu sĩ còn lại, nói, xem ra các ngươi hẳn là kẻ trung thành của Tu La Điện. Kỳ thật ta cũng không phải bởi vì các ngươi là Tu La Điện tu sĩ mà muốn giết các ngươi đoán xem, ta tại sao muốn giết các ngươi, ai đoán đúng, ta sẽ thả người đó. Trong lời nói của Chiến Phi Dương có mấy phần nghiền ngẫm ý tứ, hắn xem sự sống chết của người khác như một trò chơi. Đám người đều im lặng không nói, Chiến Phi Dương ngược lại không tức giận, tựa như đã sớm đã đoán được kết quả này, lập tức cười nói, kỳ thật không vì cái gì khác, chỉ bởi vì ta mạnh hơn so với các ngươi. Đám người nghiến răng nghiến lợi nhìn Chiến Phi Dương, cảm thấy tức giận tới cực điểm, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông lên, ai cũng không ngờ tới. Chiến Phi Dương lại vô sỉ như vậy, muốn giết người làm niềm vui. Chỉ bởi vì ta so với ngươi mạnh hơn, ta muốn giết ngươi thì sẽ giết ngươi, ngươi có thể làm như thế nào? Không thể không nói, Chiến Phi Dương là kẻ tàn nhẫn và vô cùng bá đạo. Được rồi, nói nhiều như vậy với các ngươi, cũng nên đưa các ngươi lên đường rồi. Chiến Phi Dương đột nhiên lại nói. Nói xong, lập tức khoát tay, sau lưng hắn, bóng người như ong vỡ tổ xông lên. Phát ra khí thế sát phạt vô cùng đáng sợ. Mỗi người bọn hắn đều là cường giả chiến thánh cảnh hậu kỳ, chém giết tu sĩ cấp thấp chiến thánh cảnh, chẳng phải bắt ba ba trong hũ. Đám người trên thuyền đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, không ít người không chút do dự chạy trốn về phía xa, có điều trốn càng nhanh, chết cũng nhanh hơn. Lấy tính tình của Chiến Phi Dương, chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mắt thấy mấy chục cường giả chiến thánh cảnh đánh tới. Sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch, trong lòng sợ hãi không thôi, căn bản không có tâm tư phản kháng. Bùm 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 cũng đúng lúc này, tại hư không đột nhiên truyền tới một trận nổ,
thẳng hướng các cường giả chiến thánh cảnh đang chuẩn bị ra tay với đội tàu của Hồ Mạnh Nhiên, làm tất cả đều nổ tung. Ai, Chiến Phi Dương sợ hãi gầm lên, thuộc hạ của hắn đều là cường giả chiến thánh cảnh, vậy mà ngay dưới mắt hắn lại bị người kia giết chết, điều này khiến hắn cảm thấy bất an. Trên chiến thuyền, tất cả tu sĩ đều hít một hơi khí lạnh, tâm trạng vốn dĩ khẩn trương giờ phút này lại cảm thấy may mắn cùng kích động. Bọn hắn không nghĩ tới, ngay tại thời điểm này, lại có người ra tay cứu bọn hắn. Có thể thần không biết quỷ không hay nháy mắt giết chết cường giả chiến thánh cảnh, thực lực này cường đại đến mức nào đây? Đám người không kìm được nhìn quanh bốn phía, nhưng không nhìn thấy bóng người nào cả. Thần sắc Chiến Phi Dương vô cùng khẩn trương, chỉ trong nháy mắt, thủ hạ đi theo hắn đều đã bị giết sạch. Hắn vốn nghĩ rằng đây là một trận chém giết mà phần thắng đã nắm chắc trong tay, nhưng hắn không thể ngờ, người chết không phải là kẻ địch, mà lại chính là thủ hạ của mình. Hắn linh không chút do dự phóng thích linh hồn lực ra, nhưng xung quanh 10 dặm không có bóng người nào. Uỳnh, đúng lúc này, có mấy bóng người từ trong biển rộng bay lên, nháy mắt xuất hiện trên chiến thuyền Hải Luân, trong hai người cầm đầu có một người là Hồ Mạnh Nhiên. Một người còn lại kia chính là Lôi Ngự đã hóa thành hình người. Phía sau Hồ Mạnh Nhiên và Lôi Ngự còn có mấy chục người khác nữa, những người này đều là cường giả hải tộc. Tiêu Phàm lúc trước để đám người Lôi Ngự nghe theo mệnh lệnh của Hồ Mạnh Nhiên, bọn họ luôn âm thầm hộ tống chiến thuyền, đến tận khi chiến thuyền cập bờ, nhìn thấy không có nguy hiểm gì họ mới rời đi. Nhưng Hồ Mạnh Nhiên không ngờ sẽ có người mai phục tại bến cảng, khi hắn chịu một trưởng chìm xuống đáy biển, đã nhanh tay thông qua ngọc phù truyền âm để truyền âm cho đám Lôi Ngự. Cũng may bọn họ chạy tới kịp thời, nếu không lần này, Hồ Mạnh Nhiên đã phải để mệnh lại chốn này. Là các ngươi giết người của ta, lông mày Chiến Phi Dương nhíu lại, sát khí không thèm che giấu xông thẳng tới đám người Hồ Mạnh Nhiên. Hắn khẽ đảo mắt nhìn đám người sau lưng Hồ Mạnh Nhiên, hắn nhận ra ở đây không có kẻ nào là chiến thần cảnh, mạnh nhất cũng chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn thực sự nghĩ không ra, một nhóm chiến thánh cảnh làm sao có thể trong nháy mắt giết chết mấy chục thủ hạ của hắn cũng là cường giả chiến thánh cảnh. Chẳng lẽ trong đám người này, có người cố ý ẩn giấu tu vi? Nhưng bọn chúng không cần thiết phải làm như thế, nếu như có người có thực lực mạnh thì hoàn toàn có thể trực tiếp đi ra ứng phó với hắn mà. Khi thấy Hồ Mạnh Nhiên xuất hiện, Chiến Phi Dương không cần nghĩ cũng biết, 10 tên thuộc hạ chiến thánh cảnh mà hắn phái đi truy sát Hồ Mạnh Nhiên chắc chắn đã bị giết chết. Đừng nói Chiến Phi Dương, chính Hồ Mạnh Nhiên cũng không rõ tình hình, bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý phải đại chiến một hồi, nhưng lại phát hiện đám thủ hạ sau lưng Chiến Phi Dương đã biến mất. Tựa như những kẻ đó chưa từng xuất hiện ở nơi này, chỉ thấy trên bầu trời còn đọng lại từng đám huyết vụ. Hồ Mạnh Nhiên không trả lời, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đề phòng nhìn Chiến Phi Dương. Tất cả bọn họ chỉ là chiến thánh cảnh, mà Chiến Phi Dương lại là chiến thần cảnh, cho dù bọn họ đồng thời ra tay cũng chưa chắc có thể trở thành đối thủ của hắn. Dù sao, không phải ai cũng có thực lực chiến đấu vượt cấp. Không nói chính là ngầm thừa nhận, các ngươi đáng chết. Ánh mắt Chiến Phi Dương lạnh lẽo nhìn đám người Hồ Mạnh Nhiên, dù đối mặt với mấy chục tu sĩ chiến thánh cảnh, hắn vẫn tự tin có thể đánh thắng. Các hạ, chúng ta chưa từng đắc tội với ngươi. Hồ Mạnh Nhiên khẽ cau mày. Trước kia không có, nhưng hiện tại có, hơn nữa các ngươi vốn đáng chết. Chiến Phi Dương lạnh lùng, khinh thường phun ra một câu, nếu như cần một cái lý do, thì vẫn là câu nói kia, bởi vì ta mạnh hơn các ngươi. Hồ Mạnh Nhiên khẽ cắn môi, hắn cảm nhận được sự bá đạo của Chiến Phi Dương, hắn cũng hiểu rõ, có nói thêm cũng không có ý nghĩa gì, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Chuẩn bị. Hồ Mạnh Nhiên gầm lên một tiếng, mấy chục chiến thánh cảnh cường giả lạnh lùng nhìn Chiến Phi Dương, bày ra tư thế chuẩn bị ra tay. Một đám kiến hôi, dám đối địch với chiến thần điện, đáng chết. Chiến Phi Dương khinh thường phun ra một câu, lách mình đánh về phía Hồ Mạnh Nhiên. Hắn thấy chỉ cần giết chết Hồ Mạnh Nhiên, những người khác sẽ tự sụp đổ, trước đó hắn muốn bắt sống Hồ Mạnh Nhiên, từ trong miệng Hồ Mạnh Nhiên moi chút tin tức của Tiêu Phàm, sau đó báo cáo lên chiến thần điện. Như vậy có thể thu hoạch được một chút ban thưởng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn giết chết Hồ Mạnh Nhiên, để giải mối hận trong lòng. Mấy người Hồ Mạnh Nhiên mặc dù đã bày ra tư thế sẵn sàng chuẩn bị, nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp thực lực của Chiến Phi Dương,
chỉ trong thời gian một lần hít thở, hắn đã gần đánh tới Hồ Mạnh Nhiên. Bàn tay hắn hóa thành chảo, chụp về phía cổ họng Hồ Mạnh Nhiên, hắn muốn bóp cổ Hồ Mạnh Nhiên, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Chết đi, Chiến Phi Dương khẽ gầm nhẹ, trong mắt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, ánh mắt lại liếc nhìn bốn phía, đề phòng người đã âm thầm ra tay giết thủ hạ của hắn. Vèo một tiếng, một tia chớp đột nhiên xuất hiện, như xuyên qua thời không mà đến, từ trước người Hồ Mạnh Nhiên phóng ra, vô cùng quỷ dị. Một luồng khí tức chấn nhiếp nhân tâm tập trung vào Chiến Phi Dương, con người Chiến Phi Dương run rẩy kịch liệt, trên mặt hắn lộ ra một tia hoảng sợ. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn đã quá khinh thường người trong bóng tối kia. Phụt, không đợi hắn lấy lại tinh thần, tia chớp kia đã tới trước người hắn, trong thời khắc đó, Chiến Phi Dương vội tránh sang một bên. Nhưng mà tia chớp kia quá nhanh, trực tiếp chém vào vai hắn, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ thấy một cánh tay bị chém bay lên thật cao, ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chiến Phi Dương bị dọa nhanh chóng lùi về phía sau, một tay ôm lấy chỗ tay cụt, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, tại chỗ cánh tay bị chặt đứt kia còn có một luồng sức mạnh huyền diệu đang không ngừng cắn nuốt sinh cơ của hắn. Bất ngờ xảy ra biến cố khiến Hồ Mạnh Nhiên vô cùng kinh ngạc, tại giây phút kia, hắn có cảm giác mình vừa ở quỷ môn quan lượn một vòng. Hắn hoàn toàn không biết là ai cứu hắn, dù sao hắn chỉ là một chiến thánh cảnh nho nhỏ, đối phương có thể đánh trọng thương Chiến Phi Dương có tu vi chiến thần cảnh, thực lực này phải dùng từ khủng bố để hình dung. Cũng đúng lúc này, một luồng khí tức cường đại cuốn tới, tựa như một ngọn núi cổ đang ép xuống, áp lực này làm đám người không dám ngẩng đầu lên. Mọi người nhìn quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện có hai chấm đen từ phía chân trời đang bay tới, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Hai chấm đen kia nhanh chóng lớn dần, mấy phút sau biến thành hai bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, cuối cùng đáp xuống chiến thuyền, đám người trên thuyền tự giác bước lùi sang hai bên. Người cầm đầu là một thanh niên khoác áo bào đen, hắn đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía, sau lưng hắn là một nam tử áo đen đeo kiếm sắt, cung kính đứng phía sau. Không rõ tại sao, khi tất cả mọi người nhìn về phía hai người này, trong ánh mắt bọn họ đều hiện lên vẻ kính sợ khó mà hình dung. Thời khắc Hồ Mạnh Nhiên và một số tu sĩ trên chiến thuyền nhìn thấy hắc bào thanh niên, toàn thân họ đều run lẩy bẩy, không biết là do kích động hay sợ hãi. Bản thân chính là người của chiến thần điện, các ngươi dám động thủ với bản thân. Chiến Phi Dương kiêng kỵ nhìn hai người, nhưng vẫn cố lấy dũng khí uy hiếp nói. Hắn thả linh hồn lực ra bao phủ lên hai người áo đen. Nhưng cảm giác mà đối phương đem lại cho hắn chính là cảm giác sâu không thấy đáy, loại cảm giác này, Chiến Phi Dương chỉ ở cảm thụ qua trên người Chiến Thiên Hạ. Hắc bào thanh niên đột nhiên duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Chiến Phi Dương, thản nhiên nói, làm hắn im miệng. Xoẹt, hắc bào thanh niên vừa dứt lời, người đứng phía sau hắn đột nhiên một bắn ra một chỉ, kiếm khí từ đầu ngón tay của người này bắn ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, vô cùng lăng lệ cùng sắc bén. Sau thời gian không tới một lần hô hấp, cánh tay còn lại của Chiến Phi Dương và hai chân hắn đều bị một kiếm chặt đứt, chỉ lưu lại thân giữa và đầu. Tất cả những người ở đây thấy thế, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn hắc bào thanh niên. Hắc bào nam tử chỉ bắn ra một kiếm chỉ hời hợt đã chém đứt tứ chi của cường giả chiến thần cảnh, thực lực bậc này phải mạnh mẽ và kinh khủng bao nhiêu đây. Nhưng vị hắc bào nam tử này chỉ là thủ hạ của thanh niên áo bào đen kia. Vậy thanh niên áo bào đen kia sẽ cường đại đến mức nào? Sau một thoáng trầm mặc, không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng kêu như heo bị chọc tiết cắt ngang, đúng là Chiến Phi Dương bị chém nứt tứ chi, sau đó rơi xuống đất trên bến cảng, lúc này đang không ngừng quay cuồng. Những người này không biết là, hắc bào nam tử không chỉ chém nứt tứ chi của Chiến Phi Dương mà còn hủy cả kinh mạch và thần hồn hải của hắn, hiện tại tu vi của hắn đã bị phế. Nhìn Chiến Phi Dương không ngừng lăn lộn trên mặt đất, những người này đều cảm thấy vô cùng sảng khoái, sau đó ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào thanh niên áo bào đen. Hồ Mạnh Nhiên, bái kiến công tử. Hồ Mạnh Nhiên đột nhiên đi đến trước mặt thanh niên áo bào đen, quỳ một chân trên đất nói. Người có thể làm cho Hồ Mạnh Nhiên gọi là công tử sẽ là ai đây? Không sai, thanh niên áo bào đen này chính là Tiêu Phàm vừa từ thần kiếp địa trở về. Hắn cảm nhận được động tĩnh ở nơi này từ ngoài xa mấy ngàn dặm nên đã kịp thời ra tay cứu viện.
những tu sĩ chiến thánh cảnh đó là do hắn ra tay từ ngàn dặm xa xôi diệt sát, thế nên dưới ánh mắt hắn, Chiến Phi Dương cũng không đáng bận tâm. Lần thứ hai Tiêu Phàm ra tay, bởi vì khoảng cách gần hơn nên uy lực cũng lớn hơn nhiều. Lôi Ngự bái kiến công tử, Lôi Ngự cũng vội vàng quỳ xuống, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, thời gian mới trôi qua bao lâu, thực lực cậu Tiêu Phàm đã đến mức có thể tùy tiện giết chết cường giả chiến thần cảnh. Có thể giết chết chiến thần cảnh thì phải chăng thực lực của Tiêu Phàm hiện giờ cũng đã đột phá đến chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh đấy, nhìn khắp chiến hồn đại lục, từ ngàn năm trước đến nay không có kẻ nào đột phá được, nhưng Tiêu Phàm lại làm được, điều này khiến Lôi Ngự vô cùng kinh ngạc. Bái kiến công tử, lại có không ít người, cung kính cúi đầu hành lễ với Tiêu Phàm. Trên chiến thuyền còn có không ít người, thần sắc xấu hổ đứng ở đó, quỳ không được, không quỳ cũng không xong, không biết phải làm như thế nào. Ngoài ra còn có mấy kẻ có sắc mặt rất khó coi, trước đó bọn hắn đã vu hãm và nhục mạ Hồ Mạnh Nhiên, đổ tất cả tội danh lên người Hồ Mạnh Nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, Chiến Phi Dương lại dễ dàng bị giải quyết như vậy. Nếu như hiện tại Hồ Mạnh Nhiên muốn tính sổ với bọn hắn, nhất định bọn hắn sẽ không có kết cục tốt. Đứng lên đi, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, sau đó tự mình đỡ Hồ Mạnh Nhiên dậy, cười nói, Ngũ ca cùng mọi người, vất vả rồi. Không vất vả, Hồ Mạnh Nhiên vội vàng lắc đầu, sau đó tay run run nói, công tử, ngài đã đột phá. Hồ Mạnh Nhiên không nói tiếp, nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ hắn muốn hỏi Tiêu Phàm có phải đã đột phá chiến thần cảnh hay không. Tiêu Phàm cười gật đầu, đối với hắn mà nói đột phá chiến thần cảnh cũng không phải là việc gì khó khăn, hơn nữa bây giờ hắn đã đột phá đến chiến thần cảnh hậu kỳ. Chúc mừng công tử, trên mặt Hồ Mạnh Nhiên lộ vẻ mừng rỡ, tựa như chính bản thân hắn đột phá được chiến thần cảnh. Lát nữa chúng ta sẽ ôn chuyện sau. Tiêu Phàm đổi chủ đề, ánh mắt lại rơi vào trên người Chiến Phi Dương đang máu me đầm đìa, sau đó bước từng bước một đi qua. Chiến Phi Dương sợ hãi nhìn Tiêu Phàm, giống như hắn nhìn thấy ma quỷ. Khi nãy hắn vẫn là chiến thần cảnh cường giả, có thể diễu võ dương oai, nhưng trong nháy mắt hắn đã biến thành một phế nhân, cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục này, trong nhất thời hắn không tiếp nhận được. Chiến thần điện đã bắt đầu động thủ với các cổ tộc. Tiêu Phàm mở miệng hỏi, mặc dù hắn sớm đã biết, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một lần. Chiến Phi Dương nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là sự sợ hãi, sao có thể trả lời câu hỏi của Tiêu Phàm. Xem ra, ta đành phải tự mình điều tra. Tiêu Phàm thì thào một tiếng, sau đó tay hắn bắn ra một tia sáng màu xanh về phía đầu Chiến Phi Dương. Một thoáng sau, sắc mặt Tiêu Phàm bỗng sầm mặt lại, một luồng sát ý nhàn nhạt từ trên người hắn tản ra. Ngươi là Tu La Điện Chủ. Chiến Phi Dương từ trong kinh hoàng cuối cũng lấy lại tinh thần, khẽ run giọng hỏi. Trước đó, hắn còn muốn moi được chút tin tức từ miệng Hồ Mạnh Nhiên, không ngờ thời gian chưa tới uống cạn nửa chén trà nhỏ, hắn đã đụng phải chính chủ. Thân thể Chiến Phi Dương trên mặt đất khẽ ngọ nguậy, hắn muốn thoát khỏi nơi này, đáng tiếc bây giờ hắn chỉ là một phế nhân. Công tử, kẻ này xử lý như thế nào? Hồ Mạnh Nhiên nhìn về phía Chiến Phi Dương, hỏi. Ngươi xem muốn xử lý thế nào thì xử lý, Tiêu Phàm không bận tâm tới sống chết của Chiến Phi Dương. Tin tức mà hắn muốn biết, hắn cũng đã tìm được rồi. Vâng, công tử, Hồ Mạnh Nhiên gật đầu, sau đó khẽ phất tay, chỉ thấy một nam tử đạp không xông lên, bay xuống chiến thuyền, bước tới gần Chiến Phi Dương. Đừng giết ta, đừng giết ta, Chiến Phi Dương vô cùng sợ hãi nói. Bình thường hắn rất thích cảm giác kích thích khi giết người, nhưng đến thời điểm bản thân hắn sắp bị người khác giết, hắn chỉ thấy vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, một mùi hôi cùng nước tiểu từ hắn trên người tản ra. Cho ta một lý do để không giết ngươi. Vị nam tử cười lạnh hỏi. Ta là người của Chiến Thần Điện, giết ta, ngươi, các ngươi đều phải chết. Chiến Phi Dương vội vàng nói, trong lời nói của hắn vẫn tràn ngập uy hiếp. Mặc kệ ngươi có phải người của Chiến Thần Điện hay không, hôm nay nhất định là ngày chết của ngươi. Nam tử chậm rãi nâng đao lên, chém về phía cổ của Chiến Phi Dương. Tại sao? Chiến Phi Dương sợ hãi thét lớn. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Nam tử cười lạnh một tiếng, giơ tay chém xuống, thân thể Chiến Phi Dương lập tức bị chém thành hai nửa, sau đó bị vô số đao khí chém qua, chỉ lát sau đã không lưu lại bất kỳ thứ gì, tựa như hắn chưa từng xuất hiện trên đời.
Không ít tu sĩ nghe thấy lời này sảng khoái không thôi, Chiến Phi Dương ngang ngược càn rỡ, suýt nữa bọn họ đã bị hắn giết chết, hiện tại rốt cục hắn cũng chết rồi. Mắt thấy vị nam tử giơ thanh đao chém xuống, Chiến Phi Dương cuối cùng cũng cảm nhận được loại cảm giác tuyệt vọng trước khi chết, hắn một mực cho rằng mình là chiến thần cảnh, có thể dễ dàng giết những tu sĩ cấp thấp kia. Đúng như lời hắn từng nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, các ngươi đều đáng chết, bởi vì ta mạnh hơn so với các ngươi. Nhưng khi hắn so với một người bình thường cũng không bằng, hắn cũng sẽ nhận được hậu quả như vậy. Nghe được nam tử nhắc lại nguyên vẹn lời nói của Chiến Phi Dương, đám tu sĩ kia cảm thấy cực kỳ hả dạ. Tiêu Phàm lại nhắm mắt dưỡng thần, ở thần kiếp địa, hắn đã gặp quá nhiều chuyện sinh tử, chỉ giết chết một tu sĩ chiến thần cảnh sơ kỳ, không thể tạo lên chút gợn sóng nào trong hắn. Sự tình đã được giải quyết, mọi người tản ra đi. Hồ Mạnh Nhiên là người thứ nhất lấy lại tinh thần, nhìn về phía đám tu sĩ trên thuyền nói. Những kẻ trước đó vu hãm Hồ Mạnh Nhiên, hiện tại nghe Hồ Mạnh Nhiên nói, liền không chút do dự tản ra bốn phía, chúng sợ bây giờ không đi, sau này sẽ không còn cơ hội để đi nữa. Ngũ ca, cứ để bọn hắn đi như vậy sao? Một vị nam tử đứng sau Hồ Mạnh Nhiên bực tức nói, hắn thiếu chút nữa nhìn không được đã xông lên đánh nhau. Hồ Mạnh Nhiên lắc đầu, nói, những người này sinh sống trên biển cũng không dễ dàng, hơn nữa dưới tình huống kia, bọn họ cũng bất đắc dĩ, sau này mỗi người một ngả là được rồi. Hồ Mạnh Nhiên mặc dù không muốn giết chết những người kia, nhưng trong lòng hắn cũng có chút giận dữ, về sau hắn sẽ không quản sống chết của những kẻ đó. Tiêu Phàm hài lòng nhìn Hồ Mạnh Nhiên, ở thế giới mạnh được yếu thua này, có thể giữ vững bản tâm của chính mình, rất ít người có thể làm được. Hồ Mạnh Nhiên xem như là một trong số đó. Công tử đường xa đến đây, ta sẽ sắp xếp tốt địa phương cho ngài nghỉ ngơi, công tử mời. Hồ Mạnh Nhiên lại nhìn về phía Tiêu Phàm cung kính nói. Tiêu Phàm gật đầu, hắn biết Hồ Mạnh Nhiên có lời muốn nói với hắn, đúng lúc hắn cũng có một chút việc muốn an bài, liền cùng Hồ Mạnh Nhiên đi xuống dưới. Ý ngươi là, thủ hạ ngươi có kẻ phản đồ. Trong đại sảnh Hồ Phủ, Tiêu Phàm bưng chén nước trà, vẻ mặt thản nhiên nhìn Hồ Mạnh Nhiên hỏi. Vâng, thuộc hạ hành sự bất lực, mong công tử trách phạt. Trong lòng Hồ Mạnh Nhiên khẽ hồi hộp, có điều hắn vẫn cắn răng nói. Mặc dù Hồ Mạnh Nhiên không muốn thừa nhận trong đội tàu xuất hiện phản đồ, nhưng sự việc xảy ra cũng chỉ lý do này mới có thể giải thích. Dù sao, đám người Chiến Phi Dương mai phục tại bến cảng, rõ ràng là nắm rõ thời gian đội tàu của hắn lúc nào cập bờ. Có thể biết được rõ ràng đến thế, nhất định phải có người mật báo. Hơn nữa, người bình thường không thể biết Hồ Mạnh Nhiên có quan hệ với Tu La Điệt, trừ đám người lúc trước, chỉ còn những người trong đội mới biết chút ít sự tình rồi tiết lộ tin tức. Nếu như không phải Tiêu Phàm kịp thời chạy tới, có lẽ tất cả bọn hắn đã chết. Tiêu Phàm đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, trầm tư suy nghĩ. Hồ Mạnh Nhiên thấy thế, thần sắc trở lên vô cùng ngưng trọng, hô hấp có chút dồn dập, thiếu chút nữa lại quỳ rạp trên đất. Lão Hồ, không cần lo lắng. Tiêu Phàm ra hiệu để Hồ Mạnh Nhiên ngồi xuống. Ta không phải đang trách ngươi, ngược lại rất cảm kích ngươi. Cảm kích ta, Hồ Mạnh Nhiên sững sờ, trong lúc nhất thời hắn không hiểu được ý của Tiêu Phàm. Nói thật, những người trong đội tàu của ngươi, chứ ngươi ra, cho dù tất cả mọi người đều phản bội ta, ta cũng không để trong lòng, cho nên việc này cũng không tính là vấn đề. Tiêu Phàm cười cười. Hắn sẽ không nói cho Hồ Mạnh Nhiên, hắn vừa nghĩ đến Tu La Điện càng nhiều việc hơn, nếu bên trong đội tàu của Hồ Mạnh Nhiên cũng xuất hiện phản đồ, vậy Tu La Điện của hắn và Diêm La Điện có phải cũng có thể xuất hiện phản đồ hay không? Nghĩ đến điểm này, Tiêu Phàm không thể cam đoan, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho phản đồ, hắn hận nhất những kẻ như vậy. Nếu là địch nhân cố ý xếp vào còn tốt, tất cả đều vì chủ của mình, vốn chính là địch nhân, coi như bị người tính toán, cũng chỉ có thể coi là kỹ năng không bằng người. Nhưng nếu có kẻ phản bội thì lại khác, kẻ đó dám lấy tính mạng của đồng bạn để đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân, kẻ như vậy, nên băm thây thành vạn đoạn. Nghe được lời Tiêu Phàm nói, Hồ Mạnh Nhiên không biết phải trả lời như thế nào, nhưng hắn rõ ràng, trừ hắn ra, người khác không tính là người của Tu La Điện. Ta cảm kích ngươi, bởi khoảng thời gian 2 năm này, ngươi đã vì Tu La Điện mà cố gắng, ngươi có thể nói cho ta biết đội tàu xảy ra vấn đề, mà không phải tận lực giấu giếm, chứng tỏ ngươi đối với Tu La Điện rất có trách nhiệm.
Tiêu Phàm lại tiếp tục nói. Công tử yên tâm, ta nhất định bắt được phản đồ để báo đáp lại sự tin tưởng của công tử. Hồ Mạnh Nhiên vội vàng bảo đảm nói. Không cần quan tâm tới ta, ngươi hãy cho chính mình một câu trả lời, cho huynh đệ của ngươi một câu trả lời là được. Tiêu Phàm cười cười. Vâng, công tử, ta nhất định bắt được phản đồ. Hồ Mạnh Nhiên gật đầu. Ngươi có nghi ngờ kẻ nào không? Tiêu Phàm hỏi. Hồ Mạnh Nhiên khẽ lắc đầu, hắn chỉ đoán có phản đồ mà thôi, cũng chưa nhìn thấy tận mắt, muốn bắt được phản đồ nói dễ hơn làm. Thật ra, muốn tóm lấy hắn cũng không khó. Tiêu Phàm cười thần bí nói, Hồ Mạnh Nhiên nghe vậy ánh mắt liền sáng lên. Sau đó, Tiêu Phàm lại lần nữa nói, trải qua sự việc lần này, những kẻ vô tâm kia đã không còn mặt mũi mà lưu lại trên đội tàu, những người còn lại đều là cam tâm tình nguyện lưu lại. Nếu thật sự có phản đồ có lẽ nằm trong những người này, dù sao kẻ đó muốn biết được nhiều tin tức hơn, thì hắn chỉ có thể lưu lại, không còn cách nào khác. Như vậy, người hãy ra lệnh xuống, bởi vì hôm nay đã giết chết một cường giả chiến thần cảnh của chiến thần điện, mọi người cần ra biển tránh nạn. Chỉ cần như vậy, Hồ Mạnh Nhiên nghi ngờ hỏi, hắn không rõ Tiêu Phàm có mục đích gì. Tên phản đồ kia chắc chắn ẩn núp rất sâu, nếu không hắn cũng không có khả năng cùng đi theo chúng ta ra biển hơn một năm. Chờ khi các ngươi ra biển, lại thả ra tin tức, nói bên trong đội có phản đồ, tiền bối hồn tộc có biện pháp đặc thù có thể tìm ra phản đồ. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Đến lúc đó, kẻ kia nhất định sẽ không chịu được áp lực mà muốn chạy trốn, có rất nhiều người trong đội tàu đã được chứng kiến thủ đoạn của cường giả hồn tộc, thế nên không cần chúng ta cố ý đi tuyên truyền. Nghe nói như thế, Hồ Mạnh Nhiên cũng cười. Nhưng hắn rất nhanh ngưng cười, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, công tử không định ở cùng một chỗ với chúng ta. Có các ngươi ở đấy, bắt lấy một tên phản đồ không phải là chuyện gì khó khăn, huống chi không phải còn có đám người lôi ngự sao. Tiêu Phàm cười cười. Hắn còn rất nhiều việc cần phải làm, không có khả năng ở lại đông vực, càng không thể cùng đám người ra biển. Khi nãy hắn thi triển chủng ma thuật với chiến phi dương, đối với tình thế hiện tại của chiến hồn đại lục đại khái hắn cũng có chút hiểu rõ. Hơn nữa đối với chuyện sau này, hắn cũng đã có kế hoạch. Vâng, công tử, Hồ Mạnh Nhiên hơi có chút thất vọng. Đúng rồi, nếu chiến thần điện đã phát hiện ngươi có quan hệ với Tu La Điện, các ngươi không thể lưu lại chỗ này nữa. Tiêu Phàm đột nhiên lại nói, thần sắc hơi ngưng tụ, lần này ra biển, các ngươi không nên quay lại, trực tiếp tiến về Lưu Ly Thánh Đảo của hồn tộc, khi các ngươi đi, ta sẽ viết một lá thư để ngươi mang đi. Nói đến Lưu Ly Thánh Đảo, trong đầu Tiêu Phàm lại hiện lên một bóng hình thanh lệ thoát tục, trên mặt không khỏi nở ra một nụ cười. Công tử yên tâm, Hồ Mạnh Nhiên gật đầu. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Phàm lại bàn giao cho Hồ Mạnh Nhiên một vài việc, thuận tiện chỉ điểm cho hắn một số chỗ trong tu luyện khiến Hồ Mạnh Nhiên có cảm giác đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Thật lâu sau, Hồ Mạnh Nhiên hướng về phía Tiêu Phàm khom người bái một cái, quay người chuẩn bị rời khỏi đại sảnh, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói, công tử, không biết Tiểu Ninh. Ngươi không nói ta chút nữa thì quên mất, Tiêu Phàm mỉm cười. Sau đó hắn khẽ vung tay. Một thiếu niên tầm 12-13 tuổi mặc áo bào đen xuất hiện trước người Tiêu Phàm, người này dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt lạnh lùng mà kiên nghị. Nhưng khi thiếu niên nhìn thấy Hồ Mạnh Nhiên, hắn đột nhiên nhào vào ngực trong Hồ Mạnh Nhiên mà hét lớn, cha! Tiểu Ninh, Hồ Mạnh Nhiên nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo bào đen kia, hắn thực sự không thể tin được, thiếu niên này là nhi tử của hắn. Với nhãn lực của hắn chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra tu vi của thiếu niên áo bào đen. Chính là chiến thánh sơ kỳ, 12-13 tuổi đã là chiến thánh sơ kỳ, cho dù là ở các đại cổ tộc, đây cũng tuyệt đối là tồn tại cấp độ yêu nghiệt. Mà thiếu niên này lại là nhi tử của hắn, điều này sao không khiến Hồ Mạnh Nhiên kích động được chứ? Hồ Mạnh Nhiên biết rõ, tất cả những thứ này, đều là công lao của Tiêu Phàm, trong lòng hắn tràn ngập cảm kích đối với Tiêu Phàm. Đa tạ công tử, lát sau, Hồ Mạnh Nhiên lấy lại tinh thần. Tất cả cảm kích của hắn đều biến thành bốn chữ. Tiêu Phàm chẳng những cứu nhi tử của hắn, hơn nữa còn giúp nó trở thành thiên tài như vậy, người làm phụ thân như hắn, trong lòng tự nhiên kích động không thôi. Ngày mai ta sẽ rời đi, các ngươi đi xuống đi. Đạo duyên có đi cùng ta hay không tùy các ngươi quyết định, Tiêu Phàm khoát tay cười nói. Hắn không dám ở lại đây quá lâu, hiện tại chưa biết Sở Gia sống chết thế nào, hắn nhất định phải lập tức chạy tới thiên vực.
Tiểu Ninh, ngày mai cùng công tử rời đi. Hồ Mạnh Nhiên không chút do dự nói. Sư tôn, ngày mai ta đi với người. Hồ Đạo Duyên cũng kiên định nói. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, khoát tay, sau đó cha con Hồ Đạo Duyên rời đi. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang truyền tới một tiếng nói, Lôi Ngự bái kiến công tử. Vào đi, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó, một thanh niên áo bào tím đi đến, khi nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt hắn tràn đầy kính sợ, trong lòng hắn thấp thỏm không thôi, không biết Tiêu Phàm gọi hắn tới có gì cần giao phó. Lôi Ngự, ta nhớ trong người ngươi có chân long huyết mạch. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, híp hai mắt đánh giá Lôi Ngự. Lôi Ngự nghe vậy, trong lòng run lên bần bật, dưới ánh nhìn soi mói của Tiêu Phàm, hắn cảm giác bản thân không còn bí mật gì. Vâng, công tử, Lôi Ngự gật đầu, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, không biết ý Tiêu Phàm là gì. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra hai bình ngọc không lớn, chỉ cỡ ngón tay cái, nhưng bên trong hai bình ngọc đều chứa chất lỏng đỏ tươi, lờ mờ trong đó có điểm ánh sáng lấp lóe. Hai bình này là thiên long tinh huyết cùng thần long huyết dịch, hy vọng chúng có tác dụng đối với ngươi. Tiêu Phàm tùy ý phất tay, hai bình ngọc lập tức bị quăng ra ngoài. Thiên long tinh huyết, thần long huyết dịch, con ngươi Lôi Ngự co rụt lại, hô hấp trở lên có chút dồn dập. Hắn vội vàng duỗi hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy hai bình ngọc, coi như bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay, đáng tiếc hai tay hắn không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa thì không cầm chắc. Cũng khó trách Lôi Ngự rung động như thế, đối với hắn mà nói, đừng nói là thiên long tinh huyết, cho dù chỉ là chân long tinh huyết, cũng đã vô cùng chân quý. Chỉ cần một bình chân long tinh huyết nhỏ, đã đủ để hắn thức tỉnh chân long huyết mạch, nhưng chân long ở chiến hồn đại lục rất hiếm thấy, muốn có được chân long tinh huyết rất khó. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm lại cho hắn một bình ngọc chứa thiên long tinh huyết cao cấp, điều này khiến hắn sao có thể bình tĩnh được. Có một bình thiên long tinh huyết này, Lôi Ngự chắc chắn có thể thức tỉnh chân long huyết mạch. Huống chi, còn có cả một bình thần long huyết dịch vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Lôi Ngự nghĩ cũng không dám nghĩ tới đồ vật như thần long huyết dịch, bởi vì thần long chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Đa tạ công tử, Lôi Ngự quỳ phục trên mặt đất, thân thể run rẩy không thôi, hắn rõ ràng là đang vô cùng kích động, lại nói thuộc hạ nhất định dùng hết toàn lực làm tốt việc mà công tử giao phó. Ngươi đã làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Tiêu Phàm cười cười, hắn nói nhiều như vậy, chính là muốn nghe được câu nói này, dù sao, Tử Văn Lôi Man tại hải vực cũng được coi là bá chủ. Được Tiêu Phàm khích lệ, trong lòng Lôi Ngự mừng rỡ không thôi, sau đó lại cùng Tiêu Phàm nói chuyện phiếm vài câu, một lát sau liền tự động rời đi. Tiêu Phàm ở lại Lâm Hải Cảng một đêm, trời tờ mờ sáng ngày thứ hai, Tiêu Phàm dưới ánh mắt lưu luyến của Hồ Mạnh Nhiên và Lôi Ngự, mang theo kiếm la và Hồ Đạo Duyên rời đi. Dùng hai ngày thời gian, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở thiên vực, trên đường đi đâu đâu cũng có dấu vết chiến đấu, rất nhiều thành trì bị phá hủy hầu như không còn, các tu sĩ đều lâm vào tình cảnh cửa nát nhà tan. Xem ra khói lửa đã trải rộng khắp chiến hồn đại lục. Trong lòng Tiêu Phàm trầm giọng nói, từ trong trí nhớ của Chiến Phi Dương hắn thu được rất nhiều tin tức, không ngoài dự liệu của hắn. Mộ Dung gia tộc đã thần phục Chiến Thần Điện. Nhưng điều Tiêu Phàm không ngờ là Hoàng Phủ gia tộc cũng quy thuận Chiến Thần Điện. Tiêu Phàm cũng biết rõ được chỗ cường đại của Chiến Hồn Đại Lục, đồng thời động thủ với bát vực, chứng tỏ lực lượng này vô cùng mạnh mẽ. Muốn đối phó với các đại cổ tộc, người dẫn đội tu vi đều đạt đến Chiến Thần Cảnh Đỉnh Phong, Chiến Thần Điện có thể đồng thời ra tay với bát vực, điều này chứng minh Chiến Thần Đỉnh Phong của Chiến Thần Điện, ít nhất cũng có 8 người. Tiêu Phàm vốn nghĩ rằng Chiến Thiên Hạ đã là lực lượng mạnh nhất của Chiến Thần Điện, nhưng hiện tại xem ra sự việc cũng không đơn giản như vậy. Cũng may lực lượng của các đại cổ tộc cũng mạnh hơn trước rất nhiều, nếu không Chiến Thần Điện đã sớm thống nhất chiến hồn đại lục. Khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy ngoài ý muốn nhất là, Nam vực vậy mà chưa suy tàn trong tay Chiến Thần Điện, hơn nữa nơi đây còn trở thành địa vực duy nhất Chiến Thần Điện không dám động tới. Nhưng trong trí nhớ Chiến Phi Dương chỉ có ghi chép mơ hồ, không thể cung cấp cho Tiêu Phàm nhiều tin tức hơn. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm phát hiện, thời gian hắn tiến vào thần kiếp địa chỉ một năm, mà chiến hồn đại lục đã rơi vào tình trạng cảnh còn người mất. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhìn rừng núi phía dưới, ý nghĩ hơi chuyển động,
từng bóng người lần lượt xuất hiện ở trong cánh rừng cổ xưa, chính là người của đệ nhất lâu. Công tử, nơi này là chiến hồn đại lục, Dịch Băng hít sâu mấy ngụm không khí quen thuộc nói. Tiêu Phàm gật đầu, nhìn về phía tu sĩ đệ nhất lâu nói, hiện tại chiến hồn đại lục chiến hỏa xảy ra khắp nơi, nhưng hoàn cảnh này rất phù hợp để mọi người rèn luyện thực lực. Từ khi các ngươi trở thành ngươi của đệ nhất lâu, ta đã tin tưởng các ngươi nhất định sẽ trở thành tinh anh của Tu La Điện, hy vọng về sau mọi người sẽ không ngừng cố gắng. Vâng, điện chủ, tu sĩ đệ nhất lâu cung kính gật đầu. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dịch Băng, trầm giọng nói, Dịch Băng, nhiệm vụ của ngươi nặng nhất, ta mặc kệ mọi người sắp xếp như thế nào, nhưng ta hy vọng, mỗi người đều có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Vâng, công tử, Dịch Băng gật đầu, trong mắt hắn ánh lên vẻ kiên định, trước kia hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ được Tu La Điện điện chủ coi trọng như thế. Đạo Duyên, ngươi hãy đi theo Dịch Băng. Dựa theo công pháp mà ta cho ngươi để chuyên tâm rèn luyện, không được lười biếng. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Hồ Đạo Duyên nói. Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không làm sư tôn thất vọng. Hồ Đạo Duyên kiên định gật đầu, cung kính nói. Vào lúc đám người ngẩng đầu, Tiêu Phàm cùng Kiếm La đã biến mất không thấy tăm hơi, nhưng ánh mắt của đám tu sĩ đệ nhất lâu không còn mờ mịt, mà lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Tiêu Phàm cùng Kiếm La tiếp tục chạy đi. Với tốc độ của hai người, không qua bao lâu đã xuất hiện ở ngoài thánh thành của thiên vực thần dược, Tiêu Phàm không khỏi ngẩng đầu nhìn Sở Gia cổ thành trên 9 tầng trời. Hắn không nghĩ tới, một lần rời đi của hắn đã trôi qua nhiều năm, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Điện chủ, nơi này tại sao lại an tĩnh như vậy? Kiếm La nhìn về phía trước, hắn không khỏi cau mày một cái. Không chỉ Kiếm La phát hiện ra vấn đề này, Tiêu Phàm cũng phát hiện ra. Trên đường hai người bọn họ đi mấy ngày nay đâu đâu cũng có chiến tranh, theo lý thuyết thì Sở Gia cổ thành và Thần Dược thành cũng không nên yên tĩnh như thế này mới đúng. Vào thành nhìn xem, Tiêu Phàm khép hờ hai mắt, ngẩng đầu nhìn Thần Dược thánh thành một cái, lại phát hiện Thần Dược thánh thành được bao phủ bên trong một trận pháp. Trong lòng Tiêu Phàm có cảm giác bất an, sau đó thân thể khẽ động, chỉ lát sau gương mặt hắn đã biến thành một khuôn mặt khác, quay đầu dặn dò Kiếm La, từ giờ trở đi. Ta gọi là Kiếm Hồng Trần, ngươi gọi ta là công tử. Kiếm La gật đầu, đối với thủ đoạn loại này của Tiêu Phàm, hắn không quá nhiều hiếu kỳ, đột phá đến chiến thần cảnh, rất nhiều người đều có thể biến ảo khuôn mặt, nhưng Tiêu Phàm lại thay đổi cả thần lực và khí tức thì có chút khó khăn hơn mà thôi. Ngay sau đó, hai người giống như là tu sĩ bình thường đi về Thần Dược Thánh Thành, Tiêu Phàm cũng không lập tức chạy tới Sở Gia cổ thành, mà là tiến vào Thần Dược Thánh Thành trước tìm hiểu thêm chút tin tức. Đứng ở cửa thành là một đội 10 tên tướng sĩ, điều khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên là, những tướng sĩ tuần tra này đều có tu vi chiến đế cảnh, nhưng có rất ít tu sĩ ra vào thành. Dừng lại, làm cái gì? Nhìn thấy hai người Tiêu Phàm đi tới, tên đội trưởng cầm đầu lập tức quát hỏi. Tiêu Phàm sững sờ, hắn cũng không thể nói là mình vào thành để tìm hiểu tin tức, Kiếm La thấy thế, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Cảm nhận được lãnh ý trên người Kiếm La. Tên đội trưởng kia đột nhiên hừ lạnh, rút ra trường kiếm, chỉ vào hai người Tiêu Phàm nói, các ngươi có phải là phản nghịch của Sở Gia không, lại còn dám chạy tới Thần Dược Thánh Thành. Sở Gia phản nghịch, Tiêu Phàm híp hai mắt, nói Thần Dược Thánh Thành này vốn là thuộc về Sở Gia từ khi nào đã trở thành phản nghịch. Lời này vừa nói ra, tu sĩ bốn phía vốn thưa thớt, liền bị dọa đến vội vàng tránh xa khỏi Tiêu Phàm, tựa như Tiêu Phàm chính là rắn rết. Hừ! Chỉ bằng lời này của ngươi, đã đáng bị băm thây vạn đoạn. Tên đội trưởng kia nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên cười lạnh. Thật là một kẻ không biết sống chết, lại còn tự đưa tới cửa. Vừa dứt lời, tên đội trưởng kia vung tay lên, mấy tên tướng sĩ kia thấy vậy trong nháy mắt vây quanh Tiêu Phàm và Kiếm La, dáng vẻ tràn đầy sát khí. Sắc mặt Tiêu Phàm rất khó coi, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ Sở Gia đã xảy ra chuyện rồi. Tiêu Phàm cảm nhận được thái độ của những tướng sĩ thủ thành này, trong lòng hắn bỗng nhiên thấy lo lắng, thần sắc cũng dần trở lên lạnh lùng. Mặc dù hắn không hy vọng Sở Gia gặp nạn, nhưng khả năng này là rất lớn, rõ ràng Thần Dược Thánh Thành đã rơi vào trong tay chiến thần điện, nếu không những kẻ này sẽ không dám phách lối như thế. Còn đứng ngây ra đó làm gì, giết bọn hắn. Tên đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu nhào về phía Tiêu Phàm. Những người khác cũng không chút do dự xông tới.
Giết tới đi, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn những tướng sĩ này, trực tiếp đi về phía cửa thành. Tên này sẽ không phải là một tên đần chứ? Chẳng lẽ hắn không biết thần dược thánh thành đã bị chiến thần điện tiếp quản sao? Hắn lại dám cùng tướng sĩ chiến thần điện đối kháng. Trên người hắn căn bản không có chút khí tức hồn lực nào, chắc chỉ là một người bình thường. Người bình thường sao lại cần đến 10 chiến đế cảnh cường giả liên thủ công kích? Ngay cả gia chủ của Sở gia cũng không dám đến thần dược thánh thành phách lối, tiểu tử này coi mình là chiến thần à? Rất nhiều tu sĩ thấp giọng châm chọc, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm như đang nhìn một người chết, theo bọn họ nghĩ, hai người Tiêu Phàm nhất định phải chết. Cũng đúng lúc này, công kích của mười mấy tướng sĩ đã tới gần Tiêu Phàm, trên mặt tên đội trưởng kia lộ ra vẻ dữ tợn. Nếu như những người này thực sự là người của Sở gia, giết chết bọn hắn rồi sau đó cắt đầu của bọn hắn mang đi chắc chắn có thể nhận được không ít ban thưởng. Phụt phụt, nhưng ý nghĩ vừa dứt, tên đội trưởng kia lại phát hiện thân thể hắn không thể động đậy, mấy người bên cạnh hắn đột nhiên hóa thành máu tươi bắn ra tung tóe. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, hồn lực trong thân thể hắn đột nhiên trở nên không ổn định, bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn. Không, tên đội trưởng trợn to hai mắt, trong lòng gào thét, đáng tiếc, thân thể của hắn đã không nghe lời hắn, bỗng nhiên nổ tung. Tất cả những thứ này xảy ra trong thời gian một hơi mà thôi, mười mấy cường giả chiến đế cảnh, chết đến mức không thể chết thêm. Bốn phía lặng ngắt như tờ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Tiêu Phàm và Kiếm La, đây chính là cường giả chiến đế, thế mà không đỡ được một chiêu. Hơn nữa, y phục của Tiêu Phàm và Kiếm La vẫn sạch sẽ vô cùng, không bị dính vết máu nào. Nếu như bọn hắn biết rõ thực lực của Tiêu Phàm và Kiếm La, chắc sẽ bình thường trở lại. Đừng nói những người này chỉ là chiến đế cảnh, cho dù là như chiến thánh cảnh, thậm chí là chiến thần cảnh thì như thế nào, bọn chúng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm cùng Kiếm La có thể nháy mắt giết chết chiến thánh cảnh đỉnh phong dù cách xa mấy ngàn dặm, huống chi chỉ chém giết mấy tu sĩ chiến đế cảnh trong khoảng cách gần như vậy. Bọn họ là ai? Sau khi hai người Tiêu Phàm rời đi, mới có người lấy lại tinh thần, nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, trong đầu vẫn có chút sợ hãi. Cũng đúng lúc này, bên trong một gian tiểu viện cực kỳ lịch sự tao nhã ở tòa phủ đệ phồn hoa nhất thần dược thánh thành, trên ghế bành trong sân có một lão giả mặc áo bào đen lưng còng đang nằm. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy người này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì lão giả lưng còng này không phải ai khác, chính là Chiến Thiên Hạ. Thời gian Chiến Thiên Hạ rời khỏi thần kiếp địa cũng mới 3-4 ngày, vậy mà nhanh như vậy hắn đã xuất hiện ở thần dược thánh thành, chẳng lẽ hắn cũng dùng toàn lực để tới đây giống Tiêu Phàm? Hai, xem ra ta đã hoàn toàn bị điện chủ từ bỏ, thế nên ngài mới phái ta tới nơi này ứng phó với Sở gia đang sống dở chết dở, trùng trùng nguy hiểm. Chiến Thiên Hạ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc không cam lòng. Đáng tiếc hắn chẳng thể làm gì. Lần thứ nhất hắn được phái đi hủy diệt Độc Cô gia tộc, cuối cùng chẳng những Độc Cô gia tộc không bị hủy diệt, mà hắn còn mất đi Luyện Tâm Tháp. Thậm chí, nếu như không phải Chiến Luân Hồi dùng áo nghĩa phân thân ra tay cứu giúp, có lẽ chính hắn cũng đã lưu tại Độc Cô gia tộc cổ thành. Về sau hắn lại được phái dẫn đại quân đến nhất thống Nam Vực, vốn nghĩ là mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng mấy vạn quân sĩ do hắn dẫn đầu tất cả đều một đi không trở lại, chôn thây ở Nam Vực. Chuyện này khiến Chiến Thiên Hạ bị đả kích rất lớn, nhưng Chiến Luân Hồi vẫn không từ bỏ hắn, phái hắn đến thần kiếp địa trấn thủ, thuận tiện hợp tác để giết chết Tiêu Phàm. Nhưng chẳng những hắn không giết chết được Tiêu Phàm, ngược lại còn bị Tiêu Phàm dọa chạy mất dạng. Nếu không phải Chiến Luân Hồi muốn rút lực lượng ở thần kiếp địa về, Chiến Thiên Hạ cũng theo đó mà rời khỏi thần kiếp địa, có lẽ hiện tại hắn đã chết tại vọng cổ thiên đô. Trở lại Chiến Hồn Đại Lục. Chiến Thiên Hạ vốn còn muốn thể hiện mình một phen, thế nhưng cuối cùng hắn lại bị Chiến Luân Hồi phái tới thiên vực để hủy diệt Sở gia. Cổ tộc Sở gia bị Chiến Thần Điện công kích liên tục nửa năm, tổn thất nặng nề, nguy cơ sớm tối, bây giờ lại có trận pháp bao vây, xem ra thời gian chẳng bao lâu nữa, Sở gia sẽ tự động diệt vong. Chiến Thiên Hạ thà để Chiến Luân Hồi phái hắn đi chiến đấu ở bốn phương trời, cũng không muốn tử thủ ở nơi này, bởi vì nếu như hắn đánh hạ được Sở gia, công lao này cũng không thuộc về hắn, nhưng nếu không thể tiêu diệt Sở gia, thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu hắn. Chiến Thiên Hạ hoàn toàn nghĩ không ra, tại sao mấy năm này hắn lại xui xẻo như vậy, chẳng lẽ thực sự là thực lực của hắn không đủ sao?
Phó điện chủ, ngài cứ yên tâm đi, sau khi Sở gia hủy diệt, điện chủ chắc chắn sẽ gọi ngài trở về. Sau lưng Chiến Thiên Hạ vang lên một tiếng nói, chỉ thấy một thanh niên khoác áo bào trắng đi tới. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy bạch bào thanh niên này, có lẽ sẽ rất kinh ngạc, bởi vì hắn chính là Lạc Vũ Lạc. Hy vọng là thế, Chiến Thiên Hạ khoát khoát tay, lơ đễnh nói. Hắn biết rất rõ những chuyện đang xảy ra, nhiệm vụ của hắn cứ liên tiếp thất bại, hắn muốn được Chiến Luân hồi tán thành một lần nữa, cũng không phải chuyện dễ dàng. Phó điện chủ, có lẽ rất nhanh ngài sẽ có một cơ hội. Lạc Vũ Lạc cười cười nói. Cơ hội gì? Ánh mắt Chiến Thiên Hạ khẽ sáng lên. Lạc Vũ Lạc ngừng một chút rồi nói, sau khi những cổ tộc khác bị hủy diệt, nhất định chúng ta sẽ tập trung đối phó với Nam Vực, đến lúc đó, Phó Điện Chủ chắc chắn sẽ được điều đi qua, liên thủ với những đại nhân khác để nhất thống Nam Vực. Trong số những người này, địa vị của Phó Điện Chủ là cao nhất, bọn hắn chắc chắn không thể chống lại mệnh lệnh của ngài, đến lúc đó ngài hoàn toàn có thể dùng lực lượng của bọn hắn để diệt Nam Vực, để bản thân lật ngược lại được tình thế. Ha ha, tiểu tử ngươi coi như thông minh, không uổng công bản điện chủ coi trọng ngươi, có lẽ ngày này sẽ không xa. Chiến Thiên Hạ đột nhiên cười lên. Đa tạ phó điện chủ có công bồi dưỡng, tất cả những gì thuộc hạ có, đều là công lao của phó điện chủ. Lạc Vũ Lạc mỉm cười, cung kính nói. Chiến Thiên Hạ nở nụ cười, sau đó đột nhiên lạnh lẽo nói, xem ra, ta phải cố gắng chờ cơ hội hủy diệt Sở gia. Đừng để đến thời điểm tốt lại bỏ lỡ. Thuộc hạ không cho rằng như vậy. Trong lòng Lạc Vũ Lạc cảm thấy nặng nề, sâu trong đáy mắt lóe ra quang mang khác thường, vội vàng nói. À, nếu là bình thường, có người phản đối mình, Chiến Thiên Hạ đã sớm nổi giận, nhưng lần này, hắn lại bình tĩnh lạ thường. Phó điện chủ, ta biết ngài có thù với Tiêu Phàm, thuộc hạ cũng hận không thể giết hắn, diệt Sở gia, nhưng ngài cũng biết rõ. Lần này điều ngài đến đây để đối phó Sở gia, nói thật, coi như diệt được Sở gia, công lao này cũng không thuộc về ngài. Lạc Vũ Lạc hít sâu một cái nói, sợ làm cho Chiến Thiên Hạ tức giận. Tiếp tục nói, mặc dù trong lòng Chiến Thiên Hạ vô cùng khó chịu, nhưng lời nói của Lạc Vũ Lạc lại là nói nỗi lòng của hắn. Thuộc hạ to gan, còn mong phó điện chủ tha tội. Nhìn thấy Chiến Thiên Hạ không tức giận. Lạc Vũ Lạc cũng biến thành lớn mật, nếu như ngài vội vã hủy diệt Sở gia, đến lúc đó điện chủ sẽ lại điều ngài đến địa phương khác, có lẽ cũng là một nơi như ở đây, mọi công lao này đều không thuộc về ngài. Nếu ngài làm như vậy thì người được lợi nhất chính là những đại nhân khác, bọn họ sẽ có đủ thời gian để đối phó Nam Vực, đến thời điểm đó ngài sẽ không có cơ hội gì, cho nên thuộc hạ cảm thấy, phải tiêu diệt Sở gia, nhưng thời cơ ra tay phải chuẩn, chí ít không phải hiện tại. Chiến Thiên Hạ nghe vậy, thỉnh thoảng gật đầu, sau đó đột nhiên cười rộ lên, kích động nói, tiểu tử ngươi nói không sai, làm lợi cho người khác, còn không bằng chậm rãi ở chỗ này cùng bọn hắn rằng co, không cần bao lâu, bản điện chủ sẽ lại được điện chủ đại nhân trọng dụng một lần nữa. Báo, vừa dứt lời, một tiếng hét lớn đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Chuyện gì, nụ cười trên mặt Chiến Thiên Hạ trong nháy mắt mất đi, hiện tại chính là thời điểm hắn đang cao hứng. Đột nhiên lại bị kẻ khác quấy rầy, trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu. Hồi bẩm phó điện chủ đại nhân, có hai người tự ý xâm nhập vào thần dược thánh thành, còn giết tu sĩ của Chiến Thần Điện. Tiếng bẩm báo từ ngoài cửa truyền vào, nghe có vẻ lo lắng. Một việc nhỏ như thế, các ngươi còn cần phải báo cáo với bản điện chủ sao? Giết hắn đi, Chiến Thiên Hạ phẫn nộ nói. Hắn đường đường là phó điện chủ của Chiến Thần Điện. Nếu như sự việc bé như hạt vừng này hắn cũng phải quản, chẳng phải hắn sẽ mệt chết sao? Tiếng nói vừa rơi xuống, một cỗ uy áp đã tràn ra, rất hiển nhiên, Chiến Thiên Hạ đã nổi giận. Hồi bẩm phó điện chủ, tu sĩ Chiến Thần Điện chúng ta, có 5 chiến thần cảnh tiền kỳ, 4 chiến thần cảnh trung kỳ, còn có 1 chiến thần cảnh hậu kỳ đều bị bọn hắn giết rồi. Tên thuộc hạ quỳ ở cửa ra vào nớp lo sợ nói ra. Cái gì, nghe thấy vậy? Chiến Thiên Hạ đứng vụt dậy, cỗ uy áp kia trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể chém giết cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ trong thời gian ngắn như vậy, đến chính hắn cũng không cảm nhận được năng lượng chấn động trong chiến đấu, điều này đã đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của đối phương. Chẳng lẽ người đến là một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong? Nghĩ đến điều này, Chiến Thiên Hạ liền cảm thấy phiền muộn, trong lòng khẽ lo lắng lóe lên, mọi việc gần đây của hắn đều không thuận lợi.
hắn có chút sợ. Sau đó, Chiến Thiên Hạ lại nghe được tên thuộc hạ ngoài cửa nhắc lại một lần nữa những lời hắn vừa nói. Đi, Chiến Thiên Hạ khẽ cắn môi, vung tay áo lên, xoay người bay ra khỏi tiểu viện. Kẻ có thể giết chết chiến thần cảnh hậu kỳ, nhất định không đơn giản. Lạc Vũ Lạc nở một nụ cười tà ác, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn cũng đi theo. Ở đầu đường của một con đường cái trong thần dược thánh thành, Tiêu Phàm thừa dịp người khác không chú ý, bắt lấy bả vai của một lão giả mặc áo bào đen của chiến thần điện, hai tia sang màu xanh trong nháy mắt bắn vào ý thức không gian của lão giả. Chiến Thiên Hạ, khóe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch lên thành một nụ cười tà dị, sau khi thi triển chủng ma thuật, Tiêu Phàm đã đạt được đáp án cần thiết từ trong trí nhớ của lão giả. Tiêu Phàm luôn tin tưởng thực lực càng mạnh, thì biết rõ bí mật càng nhiều, tu vi của lão giả này chính là chiến thần cảnh hậu kỳ, những việc biết rõ không ít, chí ít Tiêu Phàm cũng biết được thông tin mà hắn muốn biết. Lão giả lấy lại được tinh thần, ánh mắt kinh hoàng nhìn Tiêu Phàm, tay phải run rẩy chỉ vào Tiêu Phàm, kinh hãi nói, ngươi, ngươi. Hắn cứ ngươi cả nửa ngày, một chữ cũng không nói ra, ý nghĩ Tiêu Phàm hơi chuyển động một chút, trong nháy mắt khống chế tâm thần của lão giả. Hóa thành một vệt sáng phóng tới tu sĩ chiến thần điện khác, bắt đầu đại khai sát giới. Hóa ra còn có mấy tên chiến thần cảnh của chiến thần điện còn không bị chiến luân hồi khống chế. Tiêu Phàm khẽ nheo hai mắt, tin tức này đối với hắn tuyệt đối là tin tốt. Như lão giả trước mắt này, mặc dù là bát biến chiến thần, nhưng lại không bị kẻ nào khống chế, chỉ là người như thế này rất thưa thớt, đều là lão quái vật còn sống sót từ vạn năm trước. Nếu như bên trong mệnh cách của lão giả có ấn ký của chiến luân hồi, thì Tiêu Phàm sẽ không chút do dự giết mà hắn. Có thêm sự gia nhập của lão giả áo bào đen, vốn không cần Tiêu Phàm và Kiếm La xuất thủ, đã đủ để đối phó với những tu sĩ chiến thần điện này. Nhưng vẫn không ngừng có cường giả chiến thần cảnh chạy về bên này, khi Sở Gia Cổ Thành chưa xuất hiện, thần dược thánh thành chính là đệ nhất thành ở thiên vực, nơi này tụ tập không ít tu sĩ chiến thần cảnh. Võ lão, ngươi làm gì vậy? Tu sĩ chiến thần điện nhìn thấy lão giả áo bào đen ra tay với bọn họ, lập tức gầm lên, có mấy người còn lộ ra vẻ sợ hãi. Đây chính là bát biến chiến thần, cho dù đang ở bên trong thần dược thánh thành, hắn cũng được coi là trong số những người mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, tu sĩ chiến thần điện bị giết chạy trốn bốn phía, trên đường phố loạn thành một bầy, vô số nhà cửa sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, có vô số tu sĩ cấp thấp bị liên lụy. Chiến thần cảnh tu sĩ, chỉ cần dùng sóng hồn lực, cũng đủ để đánh giết cường giả chiến thánh cảnh. Dừng tay lại cho ta. Sau khi lão giả áo bào đen giết chết hai tu sĩ chiến thần cảnh cấp thấp, một tiếng quát như sấm từ phía chân trời truyền đến. Thời gian không đến một lần thở, một bóng dáng đã nhanh chóng xuất hiện, chỉ thấy một lão giả lưng còng xuống khoác áo bào đen đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, người này còn có thể là ai ngoài Chiến Thiên Hạ. Võ Nhược Phong, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Con người băng lãnh của Chiến Thiên Hạ nhìn chằm chằm cái kia lão giả áo bào đen, đằng đằng sát khí nói. Thân làm tu sĩ chiến thần điện, vậy mà lại truy sát tu sĩ chiến thần điện, đây có phải là phản bội chiến thần điện không? Tức giận trong lòng Chiến Thiên Hạ vốn đang phải kìm nén vì không có chỗ phát tiết, hiện tại vừa vặn để hắn chút hết tức giận ra ngoài. Lúc này, ánh mắt Chiến Thiên Hạ lại đảo qua Tiêu Phàm và Kiếm La. Khi nhìn về phía Kiếm La, hắn cảm giác đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại nhớ không nổi. Dám giết tu sĩ của chiến thần điện, các ngươi muốn chết sao? Chiến Thiên Hạ lạnh giọng nói, sát khí trong con ngươi dày đặc, hắn thả uy áp của chiến thần cảnh đỉnh phong ra. Trong nháy mắt khí thế cuồng bạo bao phủ Tiêu Phàm cùng Kiếm La, nhưng khiến Chiến Thiên Hạ ngoài ý muốn là hai người vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Thần sắc Chiến Thiên Hạ khẽ biến hóa. Người có thể coi thường uy áp của hắn, thực lực lại làm sao có thể thấp được. Các ngươi là ai? Chiến Thiên Hạ lần nữa mở miệng nói, đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ run lên, chỉ vào Kiếm La nói, ngươi, ngươi là tên cửu biến chiến thần bên cạnh Tiêu Phàm. Khi nãy trong lúc nhất thời hắn không thể nhớ ra được, nhưng hiện tại, linh quang của hắn khẽ lóe lên, hắn nhận ra Kiếm La, dù sao mấy ngày trước hai người ở thần kiếp địa còn động thủ một lần. Không hổ là phó điện chủ của chiến thần điện, trí nhớ thật tốt. Sắc mặt Kiếm La thản nhiên, ngữ khí không biết là trào phúng hay là khinh thường, khiến Chiến Thiên Hạ nghe được cảm thấy vô cùng khó chịu. Chiến Thiên Hạ hừ lạnh một tiếng,
khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiêu Phàm, có chút âm tình bất định, lấp lóe không ngừng, thử thăm dò hỏi, ngươi là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không biến trở lại hình dạng, hắn không ngờ bản thân đã thu liếm tất cả khí tức lại mà vẫn bị Chiến Thiên Hạ nhận ra. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiêu Phàm, Chiến Thiên Hạ không khỏi run run, một màn trước đó Tiêu Phàm chém giết thiên thần hóa thân Minh Yểm còn hiện rõ trước mắt, hắn không nghĩ mình có thể là đối thủ của Tiêu Phàm. Trong lòng Chiến Thiên Hạ tức giận không thôi, tại sao ở nơi nào hắn cũng gặp phải tên sát tinh này? Ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn là lập tức thoát khỏi nơi này, nếu như Tiêu Phàm liều mạng, có lẽ bọn hắn đều phải lưu ở chỗ này. Nhưng hắn lại không dám trốn, hắn là phó điện chủ của Chiến Thần Điện, nếu như đối mặt với hai tu sĩ cấp thấp hơn hắn còn không đánh mà chạy, vậy cái chức phó điện chủ của Chiến Thần Điện này của hắn sẽ không còn nữa. Tiêu Phàm, ta khuyên ngươi tốt nhất rời khỏi nơi này, nếu không. Chiến Thiên Hạ khẽ cắn môi, nói lời uy hiếp Tiêu Phàm, chỉ là lời nói của hắn còn chưa dứt, đã bị một bóng dáng phi tới cắt ngang. Cút xa một chút, chỉ thấy con người băng lãnh như đao của Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Chiến Thiên Hạ, quát mắng nói. Cút xa một chút, lời nói lạnh lùng mà tràn ngập sát khí của Tiêu Phàm quanh quẩn trên không trung, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, nhất là đám người biết rõ thân phận của Chiến Thiên Hạ. Đây chính là phó điện chủ của Chiến Thần Điện, trong thiên hạ lại có người dám bảo hắn cút ra. Rất nhiều người không khỏi móc móc lỗ tai, sợ bản thân đang nghe lầm. Sắc mặt Chiến Thiên Hạ khó xử tới cực điểm, nếu là lúc trước, hắn đã trực tiếp xông lên, nhưng hiện tại, hắn không dám động thủ. Phó điện chủ, giết hắn. Ngươi là cái thá gì, dám quát phó điện chủ. Tu sĩ Chiến Thần Điện bắt đầu la ầm lên, lúc này, chính là cơ hội tốt để nịnh nọt Chiến Thiên Hạ, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Chúng ta đi, nhưng mà lúc này, một tiếng nói vang kênh khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý tất cả mọi người. Tất cả ánh mắt của đám người đều rơi vào trên người Chiến Thiên Hạ, bọn hắn không tin vào tai của mình, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin. Phó điện chủ đại nhân vừa mới nói cái gì thế? Có người kinh hãi hỏi lại, hắn còn tưởng là mình nghe lầm, nhịn không được bèn hỏi người bên cạnh. Đây chính là phó điện chủ của Chiến Thần Điện, nhân vật đứng thứ hai của Chiến Thần Điện, vậy mà khi bị người khác quát mắng, lại chủ động nhượng bộ, điều này khiến bọn hắn không thể tin tưởng. Tu sĩ Chiến Thần Điện đều biết thực lực của Chiến Thiên Hạ, tu vi của hắn chính là chiến thần cảnh đỉnh phong, vậy mà hắn còn sợ hãi, chẳng lẽ hắc bào thanh niên này đáng sợ như vậy sao? Đáng tiếc, đám người này không phải là những người trước kia đi theo Chiến Thiên Hạ, nếu như bọn hắn cũng được chứng kiến Tiêu Phàm chém giết thiên thần hóa thân, có lẽ so với Chiến Thiên Hạ càng thêm không chịu nổi. Ta nói các ngươi biến, không nghe thấy sao? Chiến Thiên Hạ gần như gầm lên. Câu này nói một lần đã khiến hắn mất hết mặt mũi, thế mà còn có tên ngu đần nào còn buộc hắn nói lần thứ hai, điều này khiến hắn sao có thể không giận được. Trong lòng Chiến Thiên Hạ khó chịu giống như ăn chuột chết, trong lòng hắn hận Tiêu Phàm thấu xương, hận không thể lập tức xông đi lên ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Làm sao bản thân hắn lại xui xẻo như vậy chứ? Đi chỗ nào cũng gặp phải Tiêu Phàm, hơn nữa mỗi lần đều không chiếm được chỗ tốt, chật vật mà chạy. Trong lòng Chiến Thiên Hạ đột nhiên có cảm giác nặng nề, trong đầu hắn lóe qua một cái ý niệm, lạnh giọng nói, kể từ lần đầu gặp phải Tiêu Phàm, ta liền cứ xui xẻo như vậy, nhất định là hắn là khắc tinh của ta trong mệnh kiếp của ta. Nghĩ đến đây, Chiến Thiên Hạ khẽ cắn môi, ánh mắt hiện huyết quang, cả người trở lên điên cuồng lên. Hắn rất rõ ràng, nếu như hắn không giết chết Tiêu Phàm, cả đời này của hắn đều sẽ không an bình, cho dù đi tới chỗ nào, Tiêu Phàm đều sẽ xuất hiện, hơn nữa hắn đều gặp chuyện không may. Cảm nhận được khí thế cuồng bá trên người Chiến Thiên Hạ, Kiếm La khẽ cau mày một cái, bước lên một bước, ngăn trước người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không ngờ Chiến Thiên Hạ lại chuẩn bị động thủ cùng hắn. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang đất trời, chỉ thấy không gian vỡ ra từng khe hở, có bốn người bước ra từ bên trong khe hở không gian, khí tức trên thân mỗi người đều vô cùng cuồng bá. Tứ đại chiến thần đỉnh phong, Tiêu Phàm thấy thế, hai mắt không khỏi co rụt lại, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Không cần nghĩ cũng biết, tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong này đều vì hắn mà đến, hoặc có lẽ, bọn hắn đã sớm ẩn núp ở chỗ này, chỉ vì chờ mình tới. Tiêu Phàm còn nhận ra một người trong đó,
chính là chiến thiên nhất lúc trước hắn đã gặp qua một lần. Thay đổi bất ngờ này khiến lông mày Kiếm La nhíu lại, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn không phải là đối thủ của tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong này. Tu vi của Kiếm La chỉ là cửu biến chiến thần, đối phó với hai tên chiến thần cảnh viên mãn đã là cực hạn của hắn, đồng thời đối phó với năm tên, đã vượt quá khả năng của hắn. Công tử, người đi trước đi. Kiếm La hít sâu một hơi, cũng không có ý tứ muốn lùi bước. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn bốn đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, lấy thực lực của hắn bây giờ, năm đại chiến thần cảnh đỉnh phong, còn không đủ để hắn phải chạy trốn. Phải biết rằng hiện tại Tiêu Phàm đã hoàn toàn lĩnh ngộ bảy thành tu la áo nghĩa, đã đột phá thành cường giả chiến thần cảnh hậu kỳ. Trong lòng Tiêu Phàm đang suy nghĩ đến một vấn đề khác, nơi này chỉ một lần đã xuất hiện năm cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, xem ra chiến thần cảnh đỉnh phong của chiến thần điện không chỉ có 8 tên mà thôi. Chẳng lẽ lĩnh ngộ một loại áo nghĩa viêm mãn dễ dàng như vậy sao? Tiêu Phàm còn nhớ kỹ, Lâu Ngạo Thiên đã từng nói qua, cường giả chiến thần cảnh của chiến thần điện chỉ ít có khoảng 500 tên, bây giờ xem ra đâu chỉ là 500, có đến 5000 tên cũng có thể. Xem ra ta đã đánh giá thấp thực lực của chiến thần điện, có lẽ hiện tại chiến thần điện có thực lực đấu một trận cùng huyết ma bộ lạc. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm trong lòng. Chiến thiên nhất, làm sao các ngươi lại ở chỗ này? Nhìn thấy bốn tên cường giả chiến thần cảnh xuất hiện, chiến thiên nhất đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Một mình hắn chưa chắc đã là đối thủ của bọn Tiêu Phàm, nhưng hiện tại có tận 5 người thì sao? Chiến thiên hạ không tin, bọn hắn có 5 tên cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong còn không thể giết chết Tiêu Phàm. Phó điện chủ, tất cả những thứ này đều do điện chủ an bài, cố ý để chúng ta đến bảo hộ ngươi. Chiến thiên nhất cười nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lại hiện ra ánh mắt màu máu. Lúc đầu bọn hắn có 9 huynh đệ. Nhưng mà tất cả đều trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trong tay Tiêu Phàm, chiến thiên nhất sớm đã hận Tiêu Phàm thấu xương. Cho nên khi chiến luân hồi giao cho hắn nhiệm vụ này, chiến thiên nhất đáp ứng không chút do dự. Bảo hộ ta, chiến thiên hạ nghi hoặc hỏi, trong lòng hắn có chút khó chịu, nói là bảo hộ, còn không bằng nói là đến giám thị. Đúng vậy, nếu không sao điện chủ đại nhân có thể đột nhiên gọi thiên vực chủ soái về, để ngươi đảm nhiệm đây. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể dẫn Tiêu Phàm đến, không ngờ còn nhanh hơn so với tưởng tượng. Chiến thiên nhất gật đầu hết sức trịnh trọng. Chỉ có ta mới có thể dẫn xuất Tiêu Phàm. Chiến thiên hạ nghi hoặc không hiểu, sau đó con ngươi co rụt lại, tựa như nhớ tới cái gì. Tiêu Phàm cũng kinh ngạc, chẳng lẽ dùng chiến thiên hạ liền có thể dẫn xuất bản thân sao? Đừng nói hắn không biết chiến thiên hạ ở thần dược thánh thành, cho dù nói cho hắn biết tung tích của chiến thiên hạ. Tiêu Phàm cũng sẽ không cần chủ động đi đối phó chiến thiên hạ, bởi vì chỉ một chiến thiên hạ, còn chưa đủ để Tiêu Phàm hắn bỏ ra công phu quá lớn. Xem ra phó điện chủ cũng đã nghĩ ra, chiến thiên nhất đột nhiên cười nói, điện chủ đại nhân quả nhiên không đoán sai, Tiêu Phàm chính là mệnh kiếp của ngươi. Chiến thiên hạ nghe vậy, hô hấp trở lên dồn dập, hung dữ nhìn Tiêu Phàm, thiếu chút nữa đã không nhịn được xông lên, hắn vừa mới đoán được, nhưng thật sự xác định lại là một chuyện khác. Trong lòng hắn lại thầm mắng không thôi ở đâu ra bảo hộ ta, rõ ràng chính là coi ta thành mồi nhử khiến Tiêu Phàm mắc câu. Mệnh kiếp, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn còn chưa từng nghe nói qua hai chữ này, mệnh kiếp này cùng với việc chiến thiên hạ có thể khiến cho hắn xuất hiện thì có quan hệ gì? Đứng bên cạnh Tiêu Phàm, Kiếm La nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của Tiêu Phàm, truyền âm giải thích nói, điện chủ, mệnh kiếp chính là mệnh cách chi kiếp, bất luận kẻ nào đều sẽ có kiếp nạn. Cũng có thể nói là do ông trời định sẵn, một khi mệnh kiếp xuất hiện, không phải ngươi chết, chính là ta vong, đây cũng là nguyên nhân mà chiến thiên hạ điên cuồng muốn giết ngươi như thế. Tiêu Phàm khẽ khép hai mắt lại, tựa như hiểu rõ được cái gì, nói ra cũng chính là số mệnh trong miệng thế tục đúng không, chỉ cần người có mệnh cách, đều sẽ tồn tại mệnh kiếp. Chính là ý này, trong thiên hạ, làm gì có ai không có mệnh cách. Kiếm La gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, chỉ cần có mệnh cách. Đều sẽ có mệnh kiếp, nó có thể sẽ không xuất hiện, nhưng khi nó xuất hiện sẽ khiến cho người có mệnh kiếp sẽ phải ứng kiếp, muốn trốn cũng không trốn được. Kiếp nạn không tránh khỏi. Tiêu Phàm kinh ngạc. Từ sâu bên trong có một sợi mệnh cách chi khí dẫn động tới vận mệnh của các ngươi, điện chủ nghĩ lại xem, có phải các ngươi thường xuyên gặp mặt hay không, hơn nữa một khi gặp mặt, không phải ngươi chết, chính là ta sống.
Kiếm La giải thích. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, vừa xong hắn còn có chút không tin, nhưng bây giờ hắn đã tin tưởng. Có lẽ hắn thực sự là mệnh kiếp của Chiến Thiên Hạ, bởi vì từ sau lần đầu tiên nhìn thấy Chiến Thiên Hạ, hai người đã đối mặt sinh tử. Hơn nữa, về sau hai người thường xuyên va chạm, mỗi lần đều là Chiến Thiên Hạ ăn thiệt thòi, trước kia Tiêu Phàm không tin vào mệnh cách, nhưng mệnh cách quả thực tồn tại. Hiện tại, Tiêu Phàm cũng đã tiếp nhận sự thật này, cái gọi là mệnh kiếp, hẳn là cũng tồn tại. Nếu không thật đúng là khó mà giải thích được va chạm quỷ dị giữa hắn và Chiến Thiên Hạ, có lẽ thực sự có một sợi mệnh cách chi lực dẫn dắt hai người. Mặc kệ có tồn tại hay không, vận mệnh của Tiêu Phàm ta, chỉ có mình ta có thể nắm giữ. Tiêu Phàm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, con người dị thường lăng lệ, quay đầu nhìn về phía không trung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 86.